Vincenzo nhìn tòa nhà đối diện thầm nghĩ sẽ phá hủy nó. Đột nhiên tòa nhà này lập tức bị đổ sập phá hủy hoàn toàn. Rốt cuộc anh chàng này quyền lực thế nào đây? 3 ngày trước anh ta còn đang ở nước Ý. Nam chính vốn là luật sư của gia tộc Cassano, một gia tộc mafia khét tiếng và lớn nhất Italia. Hôm nay Vincenzo đến xem một vườn nho cực lớn. Tên xã hội đen này đã chiếm mất của đàn em Vincenzo. Nam chính đề nghị hắn trả lại cho anh trước khi quá muộn. Ai ngờ tên mafia này rất coi thường người phương Đông. Hắn chửi Vincenzo là người châu Á ngu xuẩn. Điều này khiến nam chính bực mình. Anh nói bây giờ mày có quỳ xin tao thì cũng đã muộn. Nói xong anh mỉm cười rời đi. Lập tức một máy bay lao tới phun xăng khắp vào vườn nho. Sau đó lại lao tới phun hết vào khu biệt thự. Tên mafia nhận ra là xăng thì đã muộn rồi. Lúc này Vincenzo đã đi đến bãi đất trống, mặt lạnh tanh cầm chiếc bật lửa ném về phía sau. Ngọn lửa lớn lập tức bùng lên đốt cháy mọi thứ, phá hủy hoàn toàn hết khu biệt thự, bao gồm cả trang trại nho rộng lớn của tập đoàn mafia đối phương, khiến tên này thế nhất định sẽ phải báo thù. Đẳng cấp và lạnh lùng như vậy vẫn là phong cách Vincenzo hay làm. Xong việc anh trở về gia tộc, hôm nay ông trùm mafia đã chết nằm trong quan tài. Nam chính rất buồn vì anh thường coi ông như bố. Con trai của ông trùm rất không thích Vincenzo nên buông lời không hay, nhưng anh đáp lại tôi sẽ phục vụ anh nếu anh đủ tư cách. Nói xong nam chính bỏ đi trước sự hằn học của con trai ông trùm. Tối đó hắn cho sát thủ âm thầm đến ám sát Vincenzo, chúng điên cuồng bắn vào giường nơi anh đang ngủ. Không ngờ Vincenzo đã sớm lường trước điều này, anh từ bóng tối thò súng ra diệt sạch đối phương. Vincenzo ra tay vô cùng dứt khoát. Paolo lúc này lái siêu xe về biệt thự, bất ngờ hắn nhận được điện thoại của Vincenzo, đang nói chuyện thì siêu xe của hắn phát nổ. Đây là cảnh cáo của Vincenzo với con trai ông trùm. Nếu còn tìm tôi thì cả gia tộc của cậu sẽ chết. Hóa ra lúc này Vincenzo đang trở về Hàn Quốc. Lần này về nước anh có việc cực kỳ nghiêm trọng. Đó là chiếm lại tòa nhà mà anh phá hủy lúc đầu phim. Bởi vì khi làm thư ký cho tập đoàn Mafia, anh đã giấu hàng chục tấn vàng dưới hầm của tòa nhà này. Phía khác ta có nữ chính Tehi là một luật sư liêm chính. Suốt ngày có một anh chàng luật sư thực tập sinh đi theo. Công ty Babel làm thuốc giả gây ra nhiều người mất mạng, nhưng nữ chính không biết nên cứ bào chữa cho công ty này. Phía Vincenzo lúc này đã về đến Hàn Quốc. Ai ngờ vừa ra khỏi sân bay đã có tài xế lừa đảo mời lên xe. Anh không nghi ngờ gì cứ vậy lên xe thản nhiên uống nước để sẵn, không biết rằng nước này có chứa thuốc ngủ. Rất nhanh mắt anh bắt đầu nặng dần. Thấy Vincenzo đã ngất lịm, tên tài xế nở một nụ cười điểu cáng. Hắn đưa anh đến vùng núi hoang dã. Toàn bộ tiền mặt và trang sức quý giá đều bị lấy sạch. Vincenzo tỉnh lại kịp nhìn mặt bọn này, nhưng vì vẫn còn yếu nên bị một tên đạp ngất. Đợi khi anh tỉnh lại lần nữa, toàn bộ hành lý và giấy tờ đã mất hết rồi. Anh thề với trời nhất định phải báo thù bọn chúng. Cũng may chúng còn để lại 50.000 won. Vincenzo đành phải dùng nó bắt xe buýt trở về thành phố. Trước tiên anh đến tòa nhà Gegeum Plaza. Hóa ra 5 năm trước, Vincenzo hợp tác với một tài phiệt Trung Quốc để giấu tiền. Trước tiên mua lại tòa nhà Gegeum Plaza, bên ngoài ngụy trang thành công ty, nhưng bên trong bí mật cho người đào hầm để giấu vàng. Hàng trăm tấn vàng của các tổ chức mafia được chuyển đến đây cất giấu. Cánh cửa chỉ được mở bằng mống mắt của tài phiệt này. Vincenzo chính là dùng phương pháp này giấu hết vàng ở Hàn Quốc. Trở về hiện tại, Vincenzo trước tiên gặp lại kỹ sư thiết kế ra mật thất này. Johan cho biết tòa nhà này giờ đã là chung cư, nhưng tập đoàn Babel đã mua lại hết các nhà dân ở tầng dưới. Có vẻ chúng muốn chiếm đoạt cả tòa nhà này, để tiện theo dõi hầm vàng ở lòng đất. Vincenzo trực tiếp ở lại một căn phòng trên tầng thượng. Vincenzo muốn xem mật thất ở tầng dưới. Ai ngờ kỹ sư nói tầng dưới cùng giờ đã là một ngôi chùa. Chủ trì của chùa đang ngồi đó, hoàn toàn không biết mình đang ngồi trên hàng trăm tấn vàng. Lát sau các cư dân còn lại của tòa nhà tập hợp. Họ là những người phản đối việc tập đoàn Babel tháo dỡ ngôi nhà này. Hôm sau người của tập đoàn Babel tới gặp Vincenzo, muốn dùng tiền để các cư dân chuyển đi nơi khác. Đương nhiên Vincenzo không đồng ý. Ai ngờ tối đó người của Babel bắt hết vợ con của Johan, ép quản lý của nam chính phải ký giấy bán ngôi nhà. Johan vì tính mạng vợ con đành phải ký giấy bán. Người của Babel thấy đã thành công lập tức rời đi. Johan sau đó báo việc đã bán nhà cho nam chính. Nhưng khi anh ta còn đang xin lỗi, bất ngờ một chiếc xe tải húc ngang ám sát anh ta. Vincenzo biết là có chuyện nhưng không thể làm gì được. Người của Babel lập tức đến bao vây và niêm phong tòa nhà. Đám côn đồ hùng hổ lao vào thông báo với cư dân, các vị chuẩn bị nhận tiền bồi thường và biến. Nếu không các vị xã hội đen đây sẽ cho các vị sống không bằng chết. Các hộ dân nghe xong vô cùng tức giận, họ nghĩ rằng mình đã bị Vincenzo phản bội rồi. Hai bố con nữ chính cũng đang ở đây muốn bảo vệ người dân, nhưng sức lực yếu đuối không thể làm gì được. Đang lúc chúng sắp ra tay đánh đập nữ chính, bất ngờ Vincenzo đẹp trai xuất hiện kịp thời. Anh xông đến giữa kêu bọn này dừng tay. Thấy Vincenzo thư sinh một kẻ lao lên liền bị anh hạ gục. Lão đại gia oai tiến lên muốn dọa nạt đối phương. Ai ngờ nam chính không nói gì đã ra tay đánh vỡ mồm hắn. Ngay sau đó quấn thước dây vào tay, bất ngờ túm tên đại ca quăng ra ngoài cửa sổ. Đại ca sợ vãi ra quần vội kêu đàn em đầu hàng. Đúng là với xã hội đen thì phải dùng luật rừng giải quyết. Vincenzo tuyên bố nhất định sẽ đoạt lại tòa nhà này. Người dân thấy vậy vô cùng vui mừng. Còn Vincenzo cũng hiện lên ánh mắt cực kỳ tự tin. Tên đại ca thì vội hứa sẽ rời đi gấp. Lúc này Vincenzo mới đồng ý tha mạng cho đàn em kéo lên.
nhưng vừa được cứu tên lão đại đã nuốt lời. Cũng may hai bên chuẩn bị phang nhau thì bảo vệ xuất hiện, hắn báo có rất nhiều phóng viên bên ngoài, tên lão đại hết cách chỉ đành rời đi. Vincenzo nói là do giám đốc của anh bị uy hiếp nên bán, nhưng bố của nữ chính một mực không tin, ông cho rằng Vincenzo nhận tiền để bán nhà. Mãi về sau khi thấy phóng viên là Vincenzo gọi đến, nữ chính mới hiểu anh là người tốt và bắt đầu tin anh. Cô gái dựa vào trí thông minh liền suy đoán, nhất định có lý do nào đó rất đặc biệt anh mới bảo vệ tòa nhà này. Giám đốc Johan may mắn sống sót sau vụ ám sát, anh nói với Vincenzo nếu để Babel xây lại tòa nhà mật thất sẽ bị lộ, nam chính nhất định phải phá hủy nó trước, bởi vì thiết kế của mật thất tinh xảo lắp một hệ thống đặc biệt, nếu có ai xâm nhập muốn phá căn phòng, cả tòa nhà sẽ tự động đổ sập chôn vùi kẻ xâm nhập. Những người biết đến sự tồn tại của mật thất đều đã bị ám sát, giờ cách duy nhất để lấy vàng ra chính là phải đánh sập cả tòa nhà. Vị đại gia Trung Quốc nhờ giấu vàng đã chết, nên số vàng này hiện giờ không có chủ nhân. Vincenzo đề nghị với Johan cùng hợp tác để ăn chia số vàng này, nhưng ngồi trên cửa vào mật thất lại là sư trụ trì. Vincenzo đề nghị lắp thảm sưởi cho chùa miễn phí, nhưng sư trụ trì không có bất cứ phản ứng nào. Điều này khiến Vincenzo vô cùng lo lắng. Để đối phó với tập đoàn Babel, Vincenzo đến gặp luật sư Hồng xin các tài liệu về họ. Luật sư Hồng thấy Vincenzo có vẻ tốt bụng, liền kêu cấp dưới cung cấp cho anh các tài liệu về công ty Babel. Phía Vincenzo sau khi xem các vụ kiện của người dân vào tập đoàn dược phẩm Babel, anh đưa ra kết luận tập đoàn này cực kỳ cặn bã, không từ bất kỳ thủ đoạn nào để chèn ép và cướp bóc của dân. Luật sư Hồng rất đồng ý với điều này, nhưng nữ chính vì đang là luật sư của Babel nên rất phản đối. Vincenzo cầm những tài liệu này về nghiên cứu thêm, nữ chính nhất quyết khuyên anh nên từ bỏ, đối đầu với Babel khác nào lấy trứng chọi đá, bởi vì họ đã hợp tác với tất cả chính quyền. Lúc này chủ tịch tập đoàn Babel đang ở trên sân trượt băng, cung kính báo cáo công việc với một người phía trước, trong khi kẻ bí ẩn lại không ngừng đánh vào anh ta, chủ tịch chỉ có thể quỳ xuống van xin thành khẩn. Có vẻ kẻ bí ẩn kia mới là chủ tịch thật sự của tập đoàn. Cùng lúc này tại văn phòng luật sư Babel, tên giám đốc hướng dẫn mọi người cách phá tòa nhà của nam chính, trước tiên cho máy xúc đến dọn dẹp xung quanh, sau đó giả vờ sơ suất phá hỏng một góc tòa nhà, các hộ dân do sợ hãi nên sẽ bỏ chạy, như vậy thì việc chiếm tòa nhà sẽ trở nên đơn giản hơn. Nữ chính phản đối vì lần trước làm như vậy họ đã khiến 4 người thiệt mạng. Nữ luật sư khác nói năm ngoái chúng ta đã làm chết 12 người, nhưng giám đốc vẫn vui vẻ ra lệnh mặc kệ. Trở về phòng, Tehi rất tức giận về cách làm của Babel, họ hoàn toàn không quan tâm đến mạng người. Lát sau giám đốc gọi điện cho đội múa xúc 11 giờ tối mai sẽ phá bỏ. Jin Suk bên cạnh nghe lỏm được điều này, anh ta lập tức báo tin sang cho Tehi. Tehi sợ họ làm chết nhiều người dân nên báo cho nam chính, khiến Vincenzo vô cùng đau đầu. Trước tiên anh báo tin cho người dân, nhưng người dân cũng mỗi người một ý, bỏ chạy thì mất nhà mà ở lại thì mất mạng, trong khi người dân đang rất hoảng. Quay sang lại thấy Vincenzo ngồi thảnh thơi lai cảnh gái, bởi vốn dĩ anh đã nghĩ ra cách đối phó rồi. Rất nhanh đã sắp đến 11 giờ đêm, Tehi gọi điện kêu bố mình mau rời khỏi tòa nhà nhưng ông không chịu. Hết cách, cô vội vàng phải phóng xe đi. Trong khi đó đội máy xúc của công ty Babel đã tập hợp đầy đủ, chúng ồ ạt xuất phát hướng về phía tòa nhà. Ai ngờ khi chúng đến nơi, phát hiện trước cửa tòa nhà đang tổ chức lễ hội. Đương nhiên tiệc rượu này là do Vincenzo tổ chức, khiến kế hoạch phá trộm tòa nhà của Babel hoàn toàn phá sản. Nhưng điều này càng làm nữ chính thêm nghi ngờ, anh ta dùng mọi thủ đoạn để ngăn việc phá bỏ. Rốt cuộc che giấu bí mật gì mà lớn như vậy? Phía đám côn đồ bên cạnh cầm gậy định lao vào phá buổi tiệc, lại phát hiện người của đại sứ quán cũng đang ở đây. Bảo vệ cũng là người của chúng liền bảo tốt nhất dừng lại, biết không được việc tên giám đốc lập tức điên. Người dân rất vui vì giữ được nhà, nhưng Vincenzo biết buổi tiệc chỉ là kế sách tạm thời, muốn ngăn chặn bắt buộc phải hủy diệt cả công ty Babel kia. Về tới nhà anh lập tức có kế sách đối phó. Vincenzo có tư liệu về thuốc mới có tên ZDU90 của công ty dược Babel, thật ra nó có chứa thành phần độc hại cấm sử dụng. Bên này Tehi nhờ cậu thực tập đưa cho mình hồ sơ của Vincenzo. Jin Suk vì thích nữ chính muốn buông lời hẹn hò, nhưng có vẻ Tehi đã thầm thích nam chính nên từ chối. Phía Vincenzo lát sau mang tài liệu đến cho luật sư Hồng xem. Thành phần trong thuốc của Babel là một loại chất gây nghiện, chúng ẩn danh dưới dạng thuốc giảm đau. Luật sư Hồng bàng hoàng, vậy nếu sản phẩm được đưa lên thị trường, vậy khác nào công ty này đang bán mai thúy công khai, nhất định họ phải ngăn việc này lại bằng mọi giá. Phía Tehi biết được một người trong nhóm nghiên cứu thuốc của Babel đã bỏ trốn, cô muốn dùng tiền mua chuộc anh dược sĩ tiết lộ vị trí anh ta nhưng không được. Luật sư thực tập Jin Suk lại gợi ý rằng kẻ bỏ trốn kia nhất định tìm đến bố chị, vì giờ ông ta là luật sư tốt duy nhất ở đất nước Hàn Quốc này. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, nhân viên nghiên cứu thuốc của Babel tìm đến luật sư Hồng, anh ta ân hận vì chế tạo mai thúy ẩn dưới thuốc, sau này người bị hại sẽ nhiều không đếm xuể. Hơn nữa công ty Babel kia thí nghiệm trực tiếp lên người, trong quá trình chế tạo thuốc đã làm chết rất nhiều mạng sống. Luật sư Hồng hỏi anh ta có thể làm chứng trước tòa, nhưng anh ta sợ hãi người nhà sẽ bị hại liền từ chối. Kết quả luật sư Hồng đành phải tự lo liệu, trước mắt ông và Vincenzo vẫn chưa biết phải làm gì tiếp theo. Đúng lúc này luật sư nhận được điện thoại có việc cần rời đi gấp, ông lập tức dẫn Vincenzo cùng đi tới bệnh viện. Hóa ra là một thân chủ của ông bệnh nặng nằm trên giường. Người mẹ này đã bỏ rơi Vincenzo từ bé,
Vincenzo hoàn toàn không biết nên cứ vậy bỏ đi. Anh tới gặp giám đốc đại diện của công ty Babel, ra lệnh cho hắn hai việc. Thứ nhất, trong vòng 2 tháng không được phá bỏ tòa nhà. Thứ hai, khi phá bỏ phải để công ty của Vincenzo chỉ định đến phá. Giám đốc kêu, mày có quyền gì ra lệnh cho tao? Vincenzo liền đưa toàn bộ bằng chứng tham ô của tên này, còn có ảnh chụp anh ta đi vào khách sạn với bồ nhí. Vincenzo kêu 2 tháng sau mọi bằng chứng này sẽ được xóa bỏ. Tên giám đốc đành ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Cùng lúc này, đám mafia của tập đoàn Barber chuẩn bị khởi hành. Giám đốc vội gọi điện ra lệnh 2 tháng tới không được động tới. Tên đại ca vội kêu dừng tay. Nhờ vậy tòa nhà tạm thời lần nữa lại được an toàn. Buổi tối, người bố nói việc Babel chế Mai Thúy vào thuốc cho nữ chính nghe. Nhưng cô gái vẫn nhất quyết không tin điều này, còn mù quáng nói là do bố có thành kiến với Babel nên mới như vậy. Thuốc giảm đau có chất gây tê là điều bình thường. Nói xong, cô con gái tức giận bỏ đi. Khi ra cửa gặp Vincenzo bước tới, cô liền trách anh đừng mê hoặc bố tôi làm điều bậy bạ. Thấy nữ chính mù quáng bảo vệ công ty ác quỷ, Vincenzo tiến lại nói cô thật là ngốc nghếch. Nhưng ngay khi nam chính rời khỏi để đi vào nhà, kỳ lạ thay nữ chính lại thấy rất vui. Bên trong, luật sư Hồng tiết lộ người nằm viện hồi sáng chính là mẹ cậu. Tuy bà ấy đã bỏ rơi cậu từ nhỏ, nhưng bệnh bà ấy đã đến kỳ cuối rồi. Ông hy vọng Vincenzo có thể tha thứ cho bà khỏi phải hối tiếc. Cùng lúc này, tại biệt thự nơi chế tạo thuốc của Babel, một người cắt đứt đường ống dẫn khí ga rồi để lại đồng hồ hẹn giờ. Các nhân viên thấy khí ga vội vàng tỉnh dậy. Đúng lúc này, kết thúc đếm ngược, tiếng nổ lớn vang lên. Báo đài đưa tin toàn bộ 14 nhân viên sáng chế thuốc của tập đoàn Barber đều bỏ mạng. Luật sư Hồng rất tức giận vì bọn chúng đã xóa dấu vết. Phía cảnh sát không phát hiện chứng cứ phóng hỏa muốn kết thúc vụ án, nhưng luật sư Hồng cứ yêu cầu họ phải điều tra thêm. Vincenzo cũng ở đó phát hiện có 2 kẻ đang chụp ảnh trộm. Anh vội đến ngăn cản luật sư Hồng dừng tay, người của chúng mà bọn chúng còn giết, bây giờ chúng ta làm tới e rằng không thể nào sống. Không ngờ luật sư Hồng vẫn một mực nói sẽ chiến đấu tới cùng, khiến Vincenzo rất lo lắng cho tính mạng của ông. Sau việc 14 nhân viên thiệt mạng, chủ tịch Babel vẫn rất bình thản. Hắn thậm chí chỉ tỏ ra tiếc thay cho cái biệt thự của mình. Công tố viên Hana xin hắn mua cho mình một văn phòng mới, nhưng tên chủ tịch này ấp úng và tỏ ra rối bời. Trong lòng Hana liền có phán đoán, cô biết có lẽ tên này chỉ là chủ tịch bù nhìn của tập đoàn Babel. Lúc này, nhân viên bỏ trốn kia lại liên lạc với luật sư Hồng. Anh ta đồng ý ra tòa làm chứng sau vụ 14 đồng nghiệp bị sát hại. Luật sư Hồng hẹn anh ta ngày mai gặp nhau. Phía Hana lúc này gọi nữ chính đến phòng, bảo cô dừng việc làm luật sư đại diện các vụ kiện nhắm tới Babel. Bởi vì dù sao bố của cô cũng đại diện cho các bị hại. Tehi vì ham danh lợi không thích điều này, cô lập tức chạy đến gặp bố mình trách mắng. Tại sao bố lại suốt ngày đi giúp người ngoài, nhưng ở trong nhà thì sao, để mẹ con phải một mình ở trong phòng phẫu thuật. Cho dù bố có giúp đỡ hàng trăm người khác, cũng không thể chuộc lỗi việc bỏ mặc hai mẹ con. Vincenzo ở trong văn phòng nghe được tất cả. Lát sau, anh thấy Tehi uống rượu bên ngoài, liền nói với cô lời nói tổn thương bố mẹ như con dao hai lưỡi. Tốt nhất là xin lỗi bố thì hơn. Câu nói khiến Tehi rơi vào trầm mặc. Cùng lúc này, công tố viên độc ác Hana ở nhà gọi điện, kêu sát thủ ra tay với luật sư Hồng và người làm chứng. Tối đó, người làm chứng đang ở nhà ghi lại bằng chứng phạm tội của công ty dược Babel. Đột nhiên có người gõ cửa tự xưng là cảnh sát đến thăm hỏi. Nhân chứng hé cửa nhận ra viên cảnh sát nói giọng kỳ lạ, liền đóng cửa rồi vội thu dọn đồ đạc bỏ trốn. Đối phương thấy vậy liền phá cửa xông vào. Nhân chứng hết cách đành phải nhảy ra khỏi cửa sổ xuống đất. Ba sát thủ điên cuồng đuổi theo phía sau. Nhân chứng vội chạy lên một con thuyền gọi điện cho luật sư Hồng. Nhưng luật sư Hồng lúc này đang say rượu nên bỏ ra ngoài. Vincenzo nhìn thấy là nhân chứng gọi tới, nhưng anh không nghe vì muốn giữ mạng cho luật sư Hồng. Ai ngờ bên ngoài luật sư Hồng cũng bị sát thủ tiếp cận. Hắn xác nhận ông đúng là con mồi rồi bỏ đi. Phía nhân chứng gọi cho luật sư mãi không được. Đúng lúc này sát thủ của Babel đã tìm tới. Chỉ thấy máu tươi bắn lên màn hình. Phía luật sư Hồng uống rượu xong trở vào quán. Ông nói rằng có lẽ phải lấy cái ác trừng trị cái ác, hy vọng Vincenzo có thể đối đầu với tập đoàn Babel. Đúng lúc này một chiếc xe tải lao tới ám sát hai người. Vincenzo choáng váng không thể động đậy, còn luật sư Hồng đã mất mạng tại chỗ. Tehi vốn định đến quán rượu xin lỗi bố, ai ngờ đến nơi đã thấy bố mình qua đời. Chưa kịp xin lỗi bố khiến cô vô cùng ân hận. Vincenzo được đưa vào bệnh viện cấp cứu, còn luật sư Hồng mất ngay tại chỗ. Tehi không thể chấp nhận sự thật này, cô khóc đến mức tê tâm liệt phế. Ai ngờ vừa ra ngoài đã thấy thời sự đưa tin văn phòng luật Babel tố cáo ông làm giả chứng cứ, thu lợi từ phía những nạn nhân để đối đầu với công ty Babel. Đương nhiên tất cả những màn này đều là công tố viên Hana giản dựng. Tehi đau lòng ngồi trước mộ cha mình, thực tập sinh Jin Suk ân cần ngồi xuống an ủi. Hôm sau, loại thuốc mới của tập đoàn Barber thông qua kiểm duyệt của Bộ Y tế, vài hôm nữa chúng sẽ được đưa lên thị trường. Bọn họ tuyên truyền loại thuốc mới này không có tác dụng phụ, thời gian có tác dụng dài, là một loại thuốc giảm đau lý tưởng, còn rửa sạch được quan hệ giữa người thử thuốc đã chết trước đó. Với loại thuốc mới này, Tehi đến bệnh viện thăm Vincenzo, vừa khóc vừa kể rất nhiều tâm sự thầm kín. Không ngờ Vincenzo đã tỉnh từ bao giờ nghe hết điều này, khiến Tehi rất hổ về những lời tâm sự. Hai người sau đó đến thăm mộ của luật sư Hồng. Vincenzo nhớ lại ông ấy từng nói phải lấy cái ác trừng trị cái ác. Anh nhìn sang cô gái tội nghiệp Tehi,
lòng quyết tâm phải báo thù tập đoàn man rợ Babel này, nhưng anh lại khuyên đừng làm gì cả, vì sợ cô sẽ bị mất mạng giống như bố mình. Chỉ có điều Tae Hee quá căm phẫn không thể dừng lại. Khi đang đi xe, cô được tin có xác bên bờ biển, Tae Hee nhận ra người chết nhất định là nhân chứng đã hẹn gặp bố, nhất định bố mình không phải là bị tai nạn. Trong cơn tức giận, cô liền nộp đơn từ chức. Hana xuất hiện với vẻ mặt cao ngạo trêu tức Tae Hee. Tae Hee hoàn toàn chưa biết chính cô ta ra lệnh sát hại bố mình, chỉ biết là có gì đó rất không ổn ở đây. Tối đó Vincenzo ở nhà uống rượu, nghe đài nói thuốc mới được tung ra thị trường khiến anh tức điên. Anh đến quán rượu xảy ra vụ tai nạn hôm đó. Trong khoảnh khắc anh tái hiện lại hiện trường, dường như cảm nhận được đó là một vụ ám sát chứ không phải tai nạn. Nghĩ đến đây con vợ điên tiết lắm rồi. Anh lập tức rút điện thoại gọi cho giám đốc của mình nhờ một việc. Lát sau khi tên chủ tịch tập đoàn Babel về tới nhà, hắn tá hỏa phát hiện trong gối là một đống kim tiêm đầy máu. Hana ác quỷ nghĩ mãi cũng không hiểu rốt cuộc ai có năng lực như vậy. Cô ta đề nghị hay là đổ tội luôn cho Tae Hee. Thế là giám đốc liền báo cáo với chủ tịch là Tae Hee làm. Tên chủ tịch liền ra lệnh phải cho Tae Hee vào tù bằng được. Cùng lúc này nữ chính đang ở nhà đang vẽ tương ớt lên mặt chủ tịch. Cô thề với bố nhất định sẽ báo thù. Để hoàn thành tất cả công việc bố còn dang dở, Tae Hee quyết định bảo vệ những người dân ở Gegeum Plaza. Lát sau cô bị bắt đến đồn vì nghi ngờ xâm nhập nhà chủ tịch. Tae Hee nói mình không thể làm những chuyện như thế. Cảnh sát không có chứng cứ nhưng vẫn bắt Tae Hee, bởi vì bọn họ đã nhận tiền từ Babel nên muốn giam Tae Hee một kiếp. Một người dân báo tin này cho Vincenzo, khiến anh cả tối đó suy nghĩ ra cách đối phó. Sáng hôm sau anh mang một chiếc USB đến đồn công an, trên đó là đoạn camera giám sát cho thấy Tae Hee có bằng chứng ngoại phạm. Cảnh sát hết cách chỉ đành thả người. Khi ra ngoài đồng thời thực tập sinh Jin-suk cũng đi theo. Đây cũng là lần đầu tiên hai đối thủ truyền kỳ gặp mặt. Lát sau Tae Hee hỏi anh có phải là người đâm kim tiêm. Dưới sự truy hỏi liên tiếp của cô gái, cuối cùng Vincenzo cũng đành thừa nhận. Đó mới chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch phá hủy tập đoàn Babel. Đồng thời anh nói với nữ chính, trước khi chết nhân chứng đã gọi điện cho bố của cô. Nhưng anh khuyên cô tốt nhất là đừng đối đầu với chúng. Bọn chúng sẵn sàng sát hại bất cứ người nào dám đối đầu. Nhưng Tae Hee về nhà không nuốt nổi cục tức, cô quyết định gọi điện cho các đồng nghiệp yêu cầu giúp đỡ. Ai ngờ khi đồng nghiệp nghe tới đối đầu với Babel đều từ chối, không có ai dám giúp Tae Hee. Quá bất lực, Tae Hee chỉ có thể đến tìm Vincenzo lần nữa, bỏ hết lòng tự trọng cầu xin anh hợp tác. Bù lại cô hứa sẽ giúp sinh viên Vincenzo lấy lại Gegeum Plaza. Vincenzo vì thương cô gái miễn cưỡng đồng ý để bắt đầu điều tra. Hai người đến nhà tù thăm tài xế đâm vào cửa hàng hôm nọ, nhưng hắn ta không hề có chút hối hận nào. Vincenzo điều tra được tài xế có một tiền án. Có phải mày đã nhận tiền của tập đoàn Babel? Vincenzo đe dọa tài xế phải nói thật, nếu không tối nay mày sẽ phải chết. Tài xế nhìn ánh mắt kiên định của Vincenzo có chút sợ hãi, cuối cùng thừa nhận anh ta nhận được chỉ thị của trưởng phòng Pi. Còn người phụ nữ nữa ra lệnh là ai thì tôi không biết. Tên tù nhân sau đó khai ra số điện thoại của tên trưởng phòng. Đang khi Vincenzo rời đi, Tae Hee nói tên này đã đâm chết bố tôi mà anh bỏ qua cho hắn vậy hả? Vincenzo thấy vậy cố tình nói thật to cho viên cảnh sát nghe thấy. Cảm ơn cậu vì đã về phe chúng tôi. Cảm ơn cậu vì đã đồng ý ra làm chứng. Viên cảnh sát là người của Babel đứng ở ngay cạnh. Vincenzo còn cố tình cúi gập người cảm ơn. Khi hai người rời khỏi, đám cảnh sát lập tức báo tin cho ác quỷ Hana. Công tố viên Hana liền ra lệnh xuống, và quả thật tên tài xế kia đã bị thủ tiêu tức thì. Tae Hee nhận được tin này không vui chút nào. Cô đặt ra một quy tắc với Vincenzo, việc báo thù là gì cũng không được ảnh hưởng tính mạng người khác. Đúng lúc này Vincenzo nhận được tung tích của trưởng phòng Pi. Tae Hee và Bung Ju cũng muốn đi theo. Vincenzo theo dõi hắn ta đến một sòng bài, đợi khi hắn đi vệ sinh liền đi theo vào. Tên trưởng phòng biết đã lộ liền rút kích điện ra. Vincenzo đơn giản dùng chiếc móc áo khống chế ép hắn vào tường. Rất nhanh 2 phút sau tên này ngất lịm. Đợi khi hai đồng đội xuất hiện thì đã xong rồi. Vincenzo sau đó ép hắn gọi cho đồng đội. Tên đồng đội không nghi ngờ gì liền đi tới nơi, bất ngờ bị người của Vincenzo kích điện ngất lịm. Vậy là họ dễ dàng bắt được hai tên này. Vincenzo trói chúng vào ghế lấy súng ra dọa. Rốt cuộc là ai sai khiến bọn họ hại luật sư Hồng? Ai khai ra trước thì sẽ được tha mạng. Không ngờ bọn này cứng đầu không khai. Không nói nhiều, Vincenzo bắn súng xuống đất uy hiếp, tiếp theo dí súng vào đùi một tên, nhưng có vẻ tên này vẫn cứng đầu. Kết quả nam chính dí thẳng súng lên trên đầu hắn, nhưng bất ngờ quay sang bắn giữa ngực trưởng phòng Pi. Đến đây thì tên còn lại đã sợ mất mật vội khai ra. Lúc này Hana đang nhảy múa thì có người mang quần áo đến. Khi bà độc ác mở ra quả nhiên đã phải giật mình. Trên điện thoại là hình ảnh trưởng phòng Pi đã bị bắn vào ngực. Đang khi bà ta hoảng hốt thì đột nhiên chỗ này tắt điện. Trên điện thoại một người gọi đến chính là Vincenzo. Anh hỏi công tố viên độc ác bà muốn chết thế nào. Ngay lúc này bà ta thấy một xe tải phía đối diện đã khởi động. Vincenzo hỏi rốt cuộc mày có khai ai là kẻ đứng sau. Thấy bà ta vẫn cứng cổ, nam chính liền điều khiển xe tải lao tới khiến bà ta sợ co rúm người. Tất nhiên anh chỉ dọa cho bà ta sợ hãi. Vincenzo yêu cầu bà công tố viên ngày mai phải khôi phục danh dự cho bố của Tae Hee, nếu không thì đừng hòng sống thêm một ngày. Nói xong rồi chiếc xe tải rẽ đi hướng khác, để lại bà công tố viên độc ác sợ đến vãi ra quần. Phong cách Vincenzo vẫn là như vậy, đã ra tay là phải lấy ác trị ác. Tối đó trong kho thuốc của tập đoàn Ba Bờ, có một nhóm người đến để phun thuốc sát trùng.
Nhưng nhóm người này là do Vincenzo phái đến, không phải phun thuốc khử mà là phun xăng, bởi họ đều là người thân của những người thử thuốc mất mạng muốn báo thù. Khi tất cả đã lên xe, Vincenzo rút ra chiếc bật lửa, ngay khi nó chạm đất, lửa lớn lập tức bùng lên, không qua bao lâu đã nuốt trọn cả kho thuốc giảm đau Mai Thúy. Vụ nổ lớn xảy ra thiêu cháy tất cả thuốc của tập đoàn Babel. Vincenzo cùng đồng đội vui mừng rời đi trong sự vui mừng. Họ trở về nơi vừa dọa mấy người, mà hóa ra là trưởng phòng Pi vẫn còn chưa chết. Việc bắn súng nãy chỉ là một màn kịch. Vincenzo tha mạng cho anh ta, đổi lại anh ta sẽ theo phe của Vincenzo. Chủ tịch Babel xuất hiện cực kỳ hoảng sợ. Hắn ta hét lên tại sao hệ thống chữa cháy không hoạt động. Hóa ra lúc trước người của Vincenzo đã khóa hết mọi các van. Căn bản kho thuốc của Babel đã hóa thành tro bụi. Đúng lúc này kẻ bí ẩn quyền lực cũng đến nơi. Hóa ra trùm cuối của Babel lại chính là thực tập sinh Jin Suk. Vẻ mặt hắn ta điềm tĩnh đến mức đáng sợ, đôi mắt đỏ rực thề sẽ tiêu diệt mọi kẻ dám đối đầu. Người nhà của những nạn nhân thấy nhà máy cháy thì vui mừng lắm, nhưng liệu họ có an toàn khi đối đầu với tên Jin Suk độc ác kia? Họ cúi gập người cảm ơn nam chính đã giúp đỡ họ. Bất chợt Tehi cảm thấy động lòng, tình cảm này cô chưa từng cảm nhận được ở các luật sư trước đó. Hai người uống rượu bàn các bước hành động tiếp theo. Tehi sẽ ở ngoài sáng, còn Vincenzo ở trong bóng tối. Mà cô gái vốn là luật sư hiểu biết về tập đoàn Babel nhất, Tehi kiến nghị điểm yếu của tập đoàn chính là công ty hóa học Babel. Trùng hợp thay có một nhân viên của công ty này quen biết với tiểu hòa thượng. Lúc hai người nói chuyện, nhân viên này đột nhiên chảy máu mũi. Xem chừng làm việc trong công ty hóa học Babel rất độc hại. Cùng lúc này Vincenzo bắt đầu kế hoạch tác chiến. Anh dàn chuyện tình cờ gặp gỡ chủ tịch Babel ở phòng tập gym, còn giả vờ là fan của anh ta để mà bắt chuyện. Nhưng chỉ qua vài câu hỏi về kiến thức cơ bản, Vincenzo nhận ra tên này khá ngốc và vụng về. Anh lập tức nói chuyện này cho Tehi, kẻ không có não như anh ta không thể nào là chủ tịch của Babel được. Hai người rất muốn tìm hiểu xem chủ tịch thật sự là ai. Tehi tìm hiểu biết được, tổng cộng có 42 nạn nhân thiệt mạng khi làm việc cho hóa học Babel, mà nguyên nhân mất mạng đều là liên quan đến máu. Kỳ lạ thay 42 người này không ai kiện công ty. Hóa ra hầu hết luật sư đều đã bị Babel mua chuộc. Tất cả họ đều khuyên người nhà các nạn nhân nhận bồi thường. Hơn nữa chúng còn mua chuộc cả giám đốc bệnh viện, giúp ngụy tạo các xét nghiệm máu có lợi cho Babel. Sau đó ba bờ lại mua chuộc các phóng viên để dẫn dắt dư luận. Đó là lý do vì sao 42 người bỏ mạng nhưng không ai kiện nổi công ty này. Nhưng ba người quyết định đấu tranh giúp họ. Trước tiên họ đến tìm gặp tên luật sư Đều, kêu hắn từ bỏ việc đại diện cho các nạn nhân. Hắn đã ăn tiền của tập đoàn Babel lập tức từ chối. Đến nước này Vincenzo đành phải dùng cách của mafia đe dọa, ép hắn phải từ bỏ để Vincenzo làm đại diện cho các nạn nhân. Lát sau Tehi đề nghị một vụ cá cược, nếu cố thuyết phục được các nạn nhân khởi kiện thì sẽ được búng chán Vincenzo. Nam chính thấy thú vị lập tức đồng ý. Tehi trước mặt người nhà nạn nhân khóc lớn một hồi, cô tỏ ra vô cùng đồng cảm, khuyên họ rất hợp tình hợp lý. Ai ngờ mọi người vẫn không ai đồng ý khởi kiện, chả phải luật sư đối đầu với công ty đó vừa mất mạng sao? Chúng tôi thà cầm tiền mà sống yên phận. Lúc này Tehi đau khổ nói với mọi người, vị luật sư đã bị Babel sát hại chính là bố tôi, nên dù có thế nào tôi cũng phải đấu tranh bằng được. Thấy người nhà các nạn nhân vẫn không dám làm gì, Vincenzo mới nói, dù thế nào chúng tôi cũng sẽ luôn đứng về phía các vị. Cùng lúc này công ty hóa phẩm Babel tổ chức họp báo công bố sản phẩm mới. Ai ngờ đang lúc chủ tịch bắt tay các nhân viên, bất ngờ một người phụt máu vào mặt chủ tịch rồi đổ gục xuống. Người này vừa hay là bạn của sư thầy. Bên này bọn xã hội đen gây rối ở quán Mỹ. Đang lúc nguy cấp thì Vincenzo và Tehi về kịp thời. Chúng muốn phá cho người dân ở đây sợ hãi mà rời khỏi. Ai ngờ Vincenzo vỗ thẳng mặt một tên, tiếp theo đá ghế lập tức chiến nhau với tụi này. Người anh tuy nhỏ nhưng thân thủ cực đỉnh, một kẻ ném cốc liền bị bắt ngay. Tên cuối cùng thì Vincenzo quật cho ngất lịm. Đại ca kia lúc này thật sự đã sợ vãi ra quần. Vincenzo vẫn bắt hắn trả tiền đủ mới cho rời khỏi. Chủ quán than khóc vì đồ đạc bị phá. Thấy vậy nam chính rút ra một kẹp tiền cực lớn cho ông. Tehi càng ngày càng thấy Vincenzo thật quách. Nhưng dù sao lúc nãy cô chưa thuyết phục được người dân nên giờ bị phạt. Vincenzo quá khỏe khiến Tehi căng thẳng vô cùng. Ai ngờ nam chính cứ những một hồi không búng, ép Tehi nhắm mắt để tranh thủ ngắm cô. Cuối cùng chỉ quệt nhẹ một cái khiến Tehi động lòng. Lát sau tên chủ tịch độc ác vẫn giả làm thực tập sinh đến gặp Tehi. Mọi người hoàn toàn bị vẻ ngây thơ của hắn đánh lừa. Jin Suk rủ Tehi đi ăn mì cay. Nam chính tuy không ăn được cay nhưng vẫn muốn đi cùng. Kết cục khi tới nơi họ gọi ra cấp 7 cay nhất. Tên Jin Suk kia vẫn căn ngon lành. Nhưng Vincenzo thật sự là cay đến tái cả mặt. Đã thế Tehi còn cố tình cho thêm ớt xay vào. Tên Jin Suk nhìn qua đã biết Vincenzo không ăn được cay. Thế là hắn đổ hết lọ ớt vào bát của nam chính. Phía bên này sư thầy đến thăm bạn của mình. Cậu hiểu ra công ty hóa học Babel thật sự là làm ăn vớ vẩn. Không ngờ viện trưởng lại nói anh ta hút thuốc nhiều nên vậy. Hoàn toàn không liên quan đến hóa phẩm Babel. Tiểu hòa thượng nhận ra có vấn đề lập tức liên lạc với nữ chính. Tehi dìu nam chính cùng về. Điều này khiến ác nhân Jin Suk vô cùng ghen tị. Hòa thượng kể hết sự việc mới mọi người. Tehi liền hiểu rằng tên viện trưởng nói dối. Sư trụ trì nghe thấy oan ức cũng bực mình đứng dậy quyết định giúp một tay. Sáng hôm sau trụ trì cùng người nhà nạn nhân đến gặp luật sư Điểu Cáng. Ông mắng hắn là đồ vô liêm sỉ. Tên luật sư sợ hãi chạy ra ngoài.
thì đã thấy Tehi cầm sẵn tờ giấy bãi nhiệm. Hóa ra tối hôm trước Tehi rủ một đồng nghiệp cũ ở Babel đi uống rượu, nhờ giả vờ say mà moi được thông tin. Cô ghi âm lại bằng chứng tên luật sư điều kia phạm tội. Còn Vincenzo thì bí mật đến văn phòng hắn ta, phát hiện trên bức tranh ở bên tường rất sạch sẽ. Quả nhiên bên trong là chiếc két có rất nhiều tiền và vàng. Luật sư nghe vậy chạy vội vào két kiểm tra, quả nhiên đã bị lấy hết. Bên trong chỉ còn tờ giấy đã quyên góp hết cho từ thiện. Xong việc, hai người đến văn phòng luật sư Babel. Tehi công bố cô sẽ đại diện cho các nhà các nạn nhân kiện tập đoàn, yêu cầu họ bồi thường chính đáng, đồng thời phải ngừng sản xuất loại thuốc điều cắn kia. Vincenzo cũng không trốn tránh nữa, trực tiếp tỏ mình là kẻ đã làm mấy chuyện ám hại vừa rồi. Bà công tố viên độc ác nhớ lại vụ uy hiếp hôm nọ, cũng quyết tâm đối đầu bằng được với Vincenzo. Jin xúc đuổi theo khuyên hai người đừng đối đầu với Babel, vì cậu ta cảm thấy tiếc nuối nếu phải sát hại nữ chính. Phía công tố viên độc ác làm việc suốt đêm, để chuẩn bị tốt cho việc đối phó với vụ kiện. Sáng hôm sau là ngày vụ kiện cáo diễn ra, ác quỷ Hana rất bình tĩnh ứng phó với báo chí. Bà ta tuyên bố tất cả tin đồn chỉ là bịa đặt, các người đừng để bọn người kia lợi dụng để phá hỏng tập đoàn. Đúng lúc này Vincenzo đi đến với một chiếc siêu xe, anh bước xuống ngầu lòi thu hút toàn bộ chú ý. Tehi còn tạo dáng cho các phóng viên chụp ảnh tệ bô, hai bên cùng nhau chuẩn bị bước vào tòa án. Vincenzo cho người thân của những người bị hại biểu tình ngoài bãi cỏ, lại còn có cả sư trụ trì tụng kinh niệm Phật ở nơi này, hoàn toàn thu hút được sự chú ý của cánh truyền thông. Ánh mắt của luật sư hai bên chạm nhau, cuộc đại chiến chính thức bước vào giai đoạn bùng nổ. Ai ngờ trước khi vào phiên tòa, công tố viên đã gặp riêng thẩm phán, mà thẩm phán vốn lại cũng là người chuyên nhận hối lộ của tập đoàn Babel, nên hắn ta đảm bảo lần này họ nắm chắc phần thắng. Vincenzo biết thừa bọn chúng đã mua chuộc thẩm phán nên họ sẽ bị thua, nên hôm nay nhất định phải hoãn phiên tòa này lại. Hai người đã lên kế hoạch từ trước. Quả nhiên khi thẩm phán bước vào, ngay lập tức bị trượt chân ngã ngửa, khiến thẩm phán ê ẩm người khi ngồi vào ghế. Khi phiên tòa bắt đầu, Hana nói các nạn nhân đều không liên quan đến Babel. Đến lượt Tehi phản biện, cô lại tỏ ra yếu ớt khiến mọi người lo lắng. Sau đó cô giả vờ bất tỉnh tại phiên tòa. Thông thường phiên tòa không thể tiếp tục nếu không có luật sư, nhưng tên thẩm phán vì đã bị mua chuộc nên tuyên bố vụ kiện sẽ vẫn được tiến hành. Tehi nghe thấy thế lập tức trở mặt đứng dậy, vậy là kế hoạch giả vờ ngất xỉu đã không thành công. Vincenzo lúc này chuyển sang phương án dự phòng. Anh bất ngờ khiến điện trong nhà bị tắt, đương nhiên là do thợ điện của anh đã tới đây. Vốn tưởng rằng điều này có thể cản trở phiên tòa, không ngờ thẩm phán yêu cầu thư ký lấy laptop ra ghi chép hồ sơ. Vậy là phiên tòa vẫn tiếp tục, hết cách, hai người đành dùng đến biện pháp cuối cùng. Hai người của Vincenzo lặng lẽ thả ong bắp cày khổng lồ ra, tiếng ong vo ve khiến mọi người sợ hãi. Tehi nhân cơ hội hét ầm cả lên, khiến mọi người cuống cuồng đi tìm chỗ trốn. Mà trước đó bọn họ đã cố tình bôi mật ong vào thẩm phán rồi, ong bắp cày lập tức lao đến đốt ông ta. Đợi lát sau tình hình ổn định trở lại, mặt của tên thẩm phán bị trích sưng như đít bát, đến cả nhà sư cũng phải bật cười. Quá đau đớn, thẩm phán đành phải rời phiên tòa sau một tuần nữa. Nói xong rồi ông ta ngất lịm. Vậy là kế hoạch mua chuộc thẩm phán của Babel đã bị phá sản, còn người bên mình sẽ có thêm một tuần để thu thập chứng cứ. Còn mụ Hana mang đến tặng văn phòng Tehi chậu cây có máy ghi âm, không ngờ về nhà bật máy lên nghe mà giật mình. Bên này chỉ toàn là một thanh niên suốt ngày huýt sáo. Hóa ra bên này Vincenzo đã phát hiện ra, những âm mưu thế này anh đều đã từng sử dụng. Cùng lúc này cục trưởng cảnh sát yêu cầu cấp dưới điều tra Vincenzo. Hóa ra công ty Babel đã gửi yêu cầu điều tra bọn họ, cục trưởng liền ra lệnh cho cấp dưới đi làm việc này. Phía bên này Tehi cùng nam chính đang ngồi uống rượu, cô cứ tò mò rốt cuộc, tại sao Vincenzo lại nhất quyết có được tòa nhà Gegen Plaza. Vincenzo tiết lộ có hầm vàng bên dưới tòa nhà đó, khiến Tehi vô cùng kinh ngạc, không ngờ cô gái cứ một mực khẳng định là Vincenzo nói đùa, để có thể sớm lấy được vàng ra. Nam chính gọi điện cho kỹ sư mang đến thiết bị đo đạc, họ cần kiểm tra hệ thống bom bên dưới tầng hầm xem nó thế nào. Sau đó Vincenzo đến chùa với thiết bị giám sát, hoàn toàn không biết anh điệp viên theo dõi phía sau. Sau khi kết nối với thiết bị đo đạc, Vincenzo áp mặt lên nền nhà để nghe phản hồi, nhưng từ góc nhìn của điệp viên ngoài cửa, lại hiểu lầm là Vincenzo đang quỳ sám hối trước Đức Phật. Anh ta kết luận Vincenzo thật sự là một người tốt. Bên trong nam chính biết được hệ thống bom vẫn hoạt động tốt, đợi dân cư đi hết là có thể kích hoạt nổ bom. Cùng lúc này tất cả người ở chung cư đang tập trung ăn mừng. Họ được tin Vincenzo sẽ trả tiền để họ có thể chuyển tới nơi khác. Phía đội trưởng sau khi theo dõi Vincenzo về viết báo cáo, chủ tịch Babel xem báo cáo về anh, hoàn toàn chỉ thấy Vincenzo là một người tốt bụng, tất cả đều không thấy có mục đích xấu gì. Tất nhiên bọn họ không tin Vincenzo là con người như thế, vì phiên tòa thứ hai yêu cầu gia đình nạn nhân ra làm chứng. Tehi cẩn thận chuẩn bị cho mọi người học cách trả lời, nhưng ngay cả như vậy, khả năng bên mình có thể thắng kiện vẫn không cao. Nếu tên giám đốc bệnh viện ra làm chứng họ sẽ càng bất lợi, nên họ cần có một chuyên gia về y tế để phản biện lại. Phía bên này Jin Suk cũng không giấu thân phận nữa, hắn trình bày bố mình có hai người con trai. Người con trai út chính là chủ tịch Babel bù nhìn, còn hắn ta chính là anh cả, là chủ tịch thật sự của tập đoàn, khiến giám đốc luật và công tố viên độc ác vô cùng bối rối. Họ không ngờ tên thực tập sinh lại là chủ tịch giấu mặt của tập đoàn.
Vì tình hình khẩn cấp nên Jin-suk mới phải ra mặt. Anh ta tỏ ra rất thất vọng về phiên tòa hôm qua, đồng thời tuyên bố Vincenzo chính là kẻ đã đốt kho thuốc của hắn. Jin-suk ra lệnh cho Hana phải chiến thắng phiên tòa. Nếu cảm thấy không ổn thì hãy ám sát Vincenzo. Hana về nhà tỏ ra hết sức tức giận, con mụ lập tức gọi điện ra lệnh xử lý. Ngay lập tức chúng đánh ngất kế toán người nhà nạn nhân, sau đó giấu tiền vào nóc nhà anh ấy. Viện trưởng thì đích thân tiêm Mai Thúy vào người nạn nhân. Đồng thời các tờ báo điện tử đăng tin suốt đêm hôm đó. Sáng hôm sau thời sự ồ ạt đưa tin đại diện các nạn nhân biển thủ công quỹ Tae-hi phải vội vàng đến đồn cảnh sát. Người nhà các nạn nhân đều đã bị bắt đến đây. Cảnh sát đưa ra bằng chứng nhà của nạn nhân nào cũng đầy tiền. Vậy là trong một đêm con mụ Hana đã đảo ngược tất cả. Đang lúc Tae-hi và nam chính đau đầu không biết làm gì, đồng nghiệp báo toàn bộ nhân chứng đều đã mắc tội nên bị hủy tư cách làm chứng. Cả người nạn nhân cũng có xét nghiệm Mai Thúy trong người. Đang lúc hai người bế tắc, Jin-suk đến đề nghị Tae-hi quay trở về làm với Ba Beo. Nhưng Tae-hi đã không cần suy nghĩ lập tức từ chối. Jin-suk bất ngờ kéo cô ấy lại, đồng thời buông lời đe dọa tới cả Vincenzo, tốt nhất đừng lấy trứng chọi đá. Vincenzo bắt đầu cảm nhận được Jin-suk không hề tầm thường, càng ngày tình thế của họ càng trở nên khó khăn. 5 ngày sau phiên tòa được mở trở lại, Jin-suk ra lệnh cho Hana phải đánh nhanh thắng nhanh. Ngay khi phiên tòa bắt đầu, tên viện trưởng đã đích thân xuất hiện làm chứng, bác bỏ hoàn tư cách của các người làm chứng bên mình. Bất ngờ lúc này Tae-hi nói tôi vẫn có người làm chứng, tôi xin được mời nhân chứng tên Vincenzo. Cánh cửa mở ra bất ngờ rong được mở còng tay tiến vào, khiến công tố viên độc ác chố hết cả mắt. Rốt cuộc tại sao Vincenzo lại trở thành nhân chứng được đây? Hóa ra từ 5 ngày trước, Vincenzo đến bàn ăn của các giám đốc công ty hóa phẩm Ba Beo. Anh trực tiếp đánh đập những người này, thậm chí còn đổ rượu nên họ dọa sẽ đốt. Tranh thủ lúc cảnh sát tới liền đá điện thoại của bọn chúng đồng đội nhặt lên. Quay lại cảnh trước, vì là người có liên quan trực tiếp đến vụ án, Vincenzo rút chiếc điện thoại anh đã nhặt được của giám đốc điều hành ra. Bên trong này có đầy đủ bằng chứng họ uy hiếp gia đình bị hại. Cứ như vậy anh nộp lên cho quan tòa, khiến người của Ba Beo biết sắp thua nhưng không làm gì được. Đồng thời Vincenzo tố cáo viện trưởng làm giấy xét nghiệm giả. Nguyên nhân chết của 42 nhà nghiên cứu của Ba Beo là do trúng độc, chứ không phải ung thư máu như ông ta kết luận. Thẩm phán thấy vậy tuyên bố phải nghe ý kiến chuyên gia. Điều này rơi đúng vào bẫy của Tae-hi đã sắp đặt. Cô lập tức xin một chuyên gia y tế tới làm nhân chứng mới. Bất ngờ thay người này lại là vợ của viện trưởng. Thấy vợ đến tên viện trưởng tức giận phản đối, kết quả hắn ta liền bị đuổi ra. Vợ của viện trưởng là một giáo sư về huyết học, nhưng tại sao bà ta lại đi đối đầu với chồng mình? Hóa ra 5 ngày trước Vincenzo điều tra biết được tên viện trưởng ngoại tình và sắp ly hôn, cho nên anh dùng mỹ nam kế tiếp cận bà vợ, đưa cho bà xem ảnh ngoại tình của tên chồng, kèm theo danh sách tài sản bà hắn ta đứng tên bồ nhí. Anh yêu cầu cô ấy xuất hiện với tư cách là nhân chứng. Đổi lại anh sẽ phụ trách thủ tục ly hôn, giúp cô ấy có được tất cả tài sản của tên chồng đều. Giáo sư vì vẻ đẹp trai của Vincenzo đương nhiên đồng ý. Trở về phiên tòa, giáo sư đưa ra bằng chứng chống lại chồng, trong đó là các email tiết lộ công ty không có thiết bị lọc khí độc, dẫn tới các nhà nghiên cứu bị nhiễm độc nặng. Ông chồng là viện trưởng lúc này được gọi tới đối chứng. Ai ngờ bà vợ bất ngờ đưa ra gói Mai Thúy ở bàn làm việc của chồng. Nó trùng khớp với chất Mai Thúy trong máu nạn nhân. Tên chồng thấy bị bại lộ gào âm lên trước tòa. Giáo sư thấy vậy bước lên nói đồ ngoại tình ăn hại, còn lấy micro đập thẳng vào đầu lão ta. Vincenzo thấy thế ở dưới cứ vỗ tay tán thưởng. Vậy là lần khởi kiện này công ty hóa phẩm Ba Beo đã bị thua kiện. Để xử lý vấn đề sau thua kiện, Jin-suk ra lệnh ngày mai sẽ họp báo để thừa nhận sai lầm, công bố hủy bỏ sản phẩm thuốc giảm đau kia. Đồng thời hắn cũng ra lệnh cho chủ tịch phải phá bỏ tòa nhà ghe gươm kia gấp, họ cần xây nhà mới để đút lót các chính trị gia. Sau đó hắn vô cùng tức giận lái xe trên đường. Chỉ vụ kiện này chúng ta đã mất tới 800 triệu đô la. Hắn phóng xe đến bãi đất hoang chút giận lên công tố viên và tên giám đốc. Hai người vội ra ngoài xin lỗi nhiều lần. Còn mụ Hana nói họ thua vì chưa nắm rõ kẻ địch. Jin-suk bực mình ra lệnh hạ sát Tae-hi trước. Nhưng trước khi ám sát phải tước đoạt mọi thứ của cô ta. Jin-suk cho 3 ngày để giải quyết mọi thứ. Còn mụ cay cú về chút giận lên đống nhân viên, yêu cầu nhân viên dùng mọi nguồn lực để điều tra Tae-hi, nhất định phải tìm ra tội của cô ta bằng được. Phía bên này người nhà các nạn nhân vô cùng cảm ơn Vincenzo, khiến điệp viên lại càng có ấn tượng tốt với anh ấy. Lát sau tê giám đốc xây dựng Ba Beo đến gặp Vincenzo, tiết lộ rằng chủ tịch Ba Beo đã ra lệnh trong vòng 1 tuần sẽ phá bỏ tòa nhà. Lần này thực sự không có cách nào để trì hoãn được, để gấp rút lấy vàng. Vincenzo nhờ giám đốc của mình kéo 2 nhà sư lên cầu đánh lạc hướng, còn anh và một giáo sư kiến trúc vào khảo sát căn hầm. Giáo sư cho rằng kết cấu tòa nhà quá kém, nên không thể phá riêng căn hầm được. Việc này khiến Vincenzo vô cùng đau đầu. Bên này hai anh em chủ tịch tập đoàn Ba Beo đang nói chuyện. Jin-suk chê thằng em ngu ngốc, không ngờ cậu ta đáp lại em biết chuyện ngày xưa anh sát hại bố. Hóa ra năm trước khi bố hai người nằm trên giường bệnh, Jin-suk đã nhờ viện trưởng tiêm thuốc độc vào cho bố mình. Sau đó người bố tim ngừng đập tức khắc, em trai bên ngoài chứng kiến tất cả điều này. Em biết nhưng nhiều năm nay không dám nói ra. Jin-suk lại khen chú biết vậy là tốt rồi, chú làm ăn vớ vẩn anh cũng sẽ sát hại. Người em tỏ vẻ sợ hãi nhưng trong lòng đã quyết tâm báo thù. Tối đó bất ngờ một người ăn mày vào ăn cùng cư dân chung cư.
Hắn tiết lộ có rất nhiều thỏi vàng được giấu dưới tầng tầm. 3 năm trước tôi đã tận mắt chứng kiến họ chuyển vàng đến. Sau đó đám công nhân chuyển vàng tất cả đều bị sát hại. Vì thấy mọi người không tin, hắn liền cho mọi người xem bức ảnh công nhân chuyển vàng. Đến đây, thì các cư dân đã hiểu vì sao Vincenzo nhất mực muốn họ chuyển sang tòa nhà khác. Hôm sau Vincenzo đến thông báo đã mua được tòa nhà khác cho mọi người ở. Theo như thỏa thuận trước đó thì mọi người sẽ chuyển đi hôm nay. Đương nhiên mọi người vì biết có vàng nên không ai chịu đi. Họ đã được Vincenzo cứu mạng mấy lần, nhưng giờ vì lòng tham mà phản bội nam chính bằng được. Về phòng Vincenzo vô cùng bực mình, chưa hiểu vì sao dân cư lại thay đổi đột ngột như vậy. Đúng lúc này cảnh sát xuất hiện, họ có lệnh bắt khẩn cấp Tehi vì tội biển thủ công quỹ. Cảnh sát có bằng chứng về 5 ổ USB chứa dữ liệu. Đương nhiên đây là âm mưu của con mụ độc ác kia chơi đểu. Với đống tội này ít nhất Tehi cũng phải nhận án 15 năm tù. Tehi thành khẩn nài xin Vincenzo cứu mình, bởi chỉ 2 ngày nữa cô ấy sẽ phải chuyển đến trại giam. Đến nước này Vincenzo đành phải giở thủ đoạn. Hóa ra anh biết bộ trưởng một ước mơ lớn, đó chính là cho con trai được tham dự giải bóng đá châu Âu. Cho nên Vincenzo đã đến bắt chuyện với ông ta, hứa sẽ cho con trai ông được tham dự nếu Tehi được thả. Nói rồi anh gọi tuyển trạch viên của câu lạc bộ AC Milan đến. Hóa ra hai người bên Ý từng là bạn tốt của nhau. Vincenzo nhờ anh ta nhận con trai của bộ trưởng vào câu lạc bộ. Bộ trưởng vui mừng ôm chầm lấy Vincenzo, sau đó gọi điện xuống cho công tố viên độc ác. Ngay lập tức bên này Tehi được vô tội thả ra. Cô vui mừng chạy vòng quanh Vincenzo như là chó cún. Tối hôm đó nam chính ra lệnh cho giám đốc tìm nhiều người áo đỏ giỏi chịu đòn, mục đích giả làm người dân cho tụi côn đồ của Babel đánh để ghi hình lại. Mặt khác lại tiết lộ cho tên giám đốc Babel là người áo đỏ sẽ biểu tình. Giám đốc sau đó chuẩn bị nhiều người áo đỏ, một bên lại chuẩn bị sẵn người quay phim. Đợi lát sau tụi côn đồ của Babel tiến đến tòa nhà, cứ gặp ai áo đỏ là lao vào đánh. Kết quả tối hôm đó xảy ra một cuộc đại chiến với người dân. Cảnh sát sau đó đưa hết mọi người về đồn. Vì là ẩu đả nên cảnh sát không biết phân xử ai đúng ai sai. Chỉ đến khi nam chính cùng Tehi xuất hiện, cung cấp video hiện trường hôm đó mới chứng minh được đám côn đồ sai. Người dân được thả liền về nhà ăn mừng. Họ cùng bày tỏ sống chết cũng sẽ ở lại Gegum Plaza bằng được. Điều này làm Vincenzo không vui tí nào, bởi vì việc lấy vàng sẽ bị tạm dừng một thời gian. Cùng lúc này trên sân băng, ba giám đốc báo cáo tập đoàn đang khó khăn về vốn. Sau vụ cháy kho thuốc và thua vụ kiện họ đã bị hết tiền. Chủ tịch Giang đã cực kỳ tức giận, hắn dùng gậy đánh bóng gục luôn ba giám đốc. Sau đó hắn lên xe được tài xế đưa cho một khẩu súng lục, có vẻ tên Giang này muốn làm gì đó kinh khủng. Phía Vincenzo lúc này đến bệnh viện thăm người bảo mẫu, bác sĩ báo bà ấy chỉ có thể sống thêm vài tuần. Vincenzo nhìn mẹ mình trên giường bệnh cảm xúc lẫn lộn, không biết có nên nhận lại người mẹ đã bỏ rơi mình từ nhỏ hay không. Nhưng dù sao anh sẽ xin hoãn thi hành án cho bà. Phía con mụ Hana vì muốn giải quyết khủng hoảng tài chính đã gặp giám đốc ngân hàng. Bà ta ép giám đốc ngân hàng phải cho tập đoàn Babel vay, nếu không bà ta sẽ dùng mối quan hệ của mình để kiểm toán ngân hàng này. Người đứng đầu ngân hàng bị ép buộc, hết cách đành phải đồng ý cho tập đoàn Babel vay. Nhờ vậy cuộc khủng hoảng dòng tiền đã được giải quyết. Jin Suk rất hài lòng với việc này. Quay lại với nam chính, kỹ sư báo đã có cách mở kho vàng mà không cần đánh sập, bởi vì chủ của kho vàng đã chết cũng có một kho vàng khác, chỉ cần lấy được dữ liệu mống mắt ở đó thì cũng sẽ mở được ở đây. Lát sau giám đốc ngân hàng cũng đến gặp bảo mẫu, anh ta đưa ra một phong bì tiền yêu cầu bảo mẫu không kiện. Hóa ra bố của hắn đã hiếp người bảo mẫu này, vì biết bà được hoãn thi hành án nên muốn đến thương lượng. Bảo mẫu thực sự là tức giận lắm, bởi chính mày đã vu oan cho tao phải vào tù. Tehi giả vờ vào căn ngăn nhưng cũng tiện tay giật tóc hắn thêm. Lát sau mọi người xem thời sự biết ngân hàng kia sẽ đầu tư vào Babel, như vậy cuộc khủng hoảng tài chính của họ sẽ được giải quyết. Đương nhiên mọi người không thể để chuyện này xảy ra. Tehi nói với Vincenzo chuyện ngân hàng này đến hối lộ bảo mẫu, chính bố hắn ta đã hiếp và đổ oan cho bà vào tù. Nghe đến đây Vincenzo càng quyết tâm báo thù cho mẹ. Tehi nhờ đồng nghiệp cũng nhận được thông tin bí mật, thì ra giám đốc ngân hàng này đã bị bắt 4 lần vì bạo hành. Hắn tiếp cận nam giới tại các bữa tiệc, đối phương không đồng thuận sẽ bị hắn ta đánh, mà người giải quyết cho hắn ta êm đẹp đương nhiên là con mụ Hana. Có lẽ đó là điểm yếu khiến bà ta ép buộc được hắn. Tehi đề nghị dùng Mỹ Nam kế để lừa cậu ta, không ai khác Vincenzo chính là người được chọn. Nghe đến đây nam chính phụt hết cả nước, đương nhiên làm sao nam chính có thể bán thân chứ. Tehi ra sức thuyết phục chỉ là vở kịch, hy sinh tạm thời để đạt được công lý. Qua điều tra họ biết được tên này rất mê cưỡi ngựa. Vincenzo đẹp trai tình cờ xuất hiện tại trường đua, tên giám đốc đểu cáng vừa nhìn lập tức bị thu hút. Vincenzo đúng thời điểm tiếp cận tên giám đốc này, bất ngờ giúp anh ta nhặt cái lông ngựa sau gáy, khiến tên giám đốc không kiểm nổi bản tính động vật trong người. Vincenzo sau đó dạy anh ta cưỡi ngựa, chính thức thì giai đoạn 1 của Mỹ Nam kế đã thành công. Tehi bên ngoài nhìn theo Vincenzo mà còn say như điếu đổ. Chỉ có điều Vincenzo cảm thấy tởm vãi cả đái, chỉ muốn bỏ cuộc. Tehi cứ phải nhất mực động viên anh cố gắng lên. Cô nhảy tung tăng sắp bị ngựa đá. Vincenzo vội vàng kéo nữ chính vào lòng khiến cô gái đơ người. Tự dưng cô cảm thấy có cảm xúc gì đó kỳ lạ. Tối đó Vincenzo đi uống rượu với tên giám đốc ngân hàng, trong lòng cảm thấy vô cùng ghê tởm. Nhưng Tehi đằng trước cứ cổ vũ anh ôm hắn. Kinh tởm thế này Vincenzo sao có thể làm. Nhưng cố gắng một hồi anh mới chu mỏ giả điệu.
Tehi thấy vậy lại càng được đà dục anh tấn công. Cuối cùng nam chính đành phải tỏ ra là muốn làm bạn với hắn. Sau đó tò mò hỏi tại sao hắn được bố cho làm giám đốc ngân hàng. Hắn mới tiết lộ bố mình là tên cặn bã thích cưỡng ép phụ nữ. Một hôm ông ta cưỡng ép một người giúp việc nhưng bị ngã ngựa. Mẹ tôi qua khe cửa chứng kiến tất cả. Nhưng bà mặc kệ bố tôi chết đi mà không gọi cấp cứu. Vincenzo tò mò hỏi tại sao. Tên này mới nói vì mẹ tôi muốn tôi lên làm giám đốc. Còn bà giúp việc kia thì bị vu oan mà bị bắt vô tù. Vincenzo nghe câu này liền đơ người. Vì người giúp việc bị vu oan đấy chính là mẹ cậu. Nhưng tên giám đốc không nhìn ra điều này. Khi biết được sự thật, Vincenzo sở tay giám đốc ngân hàng hẹn gặp hắn vào cuối tuần. Tên giám đốc ngân hàng dâm đãng lập tức đồng ý. Cuối tuần hai người hẹn hò ở một công viên. Tehi và anh bạn đương nhiên cũng đi theo giám sát. Tên dâm nam đê tiện hớn hở vô cùng. Peter cứ như là hắn đang hẹn hò thật. Vincenzo vì báo thù chỉ có thể cắn răng chịu đựng để lừa được hắn. Qua một ngày vui chơi thật dài, tên giám đốc ngân hàng thấy Vincenzo không vui liền hỏi. Vincenzo giả vờ tức giận, tôi nghe nói rằng ngân hàng mình sẽ ký thỏa thuận với ba bờ. Tôi lo lắng rằng ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng vì tập đoàn điều cắng này. Giám đốc ngân hàng nghe xong vô cùng xúc động, hắn tiến tới định làm liều. Vincenzo sợ vãi đái vội vàng bỏ chạy, còn kêu giám đốc ngân hàng đừng tìm đến mình, khiến tên giám đốc kia thất tình đứng dưới trời mưa một mực đợi Vincenzo. Hắn còn viết dòng chữ lên điện thoại tỏ tình một cách ghê tởm. Vincenzo biết hắn đã mắc câu nên kệ mẹ thằng này, anh thoải mái ăn mì cùng cô bạn Tehi. Mãi đến tối song Ki mới xuống với hắn. Anh nói chỉ chấp nhận quay lại với nhau nếu hắn nghe theo anh. Tên giám đốc hoàn toàn say mê nam chính liền đồng ý. Thấy vậy Vincenzo ngay lập tức nói rằng, tôi hy vọng cậu sẽ không ký kết hợp tác với chúng. Tên giám đốc đương nhiên nghe theo. Rất nhanh buổi ký kết đầu tư với ngân hàng đã đến. Đám người của ba Bell hùng hổ bước vào. Giám đốc ngân hàng cùng chủ tịch Giang đứng trên bàn đàm phán. Nhưng ngay lúc trước khi giám đốc sắp ký hợp đồng, Vincenzo trên tầng 2 để dòng chữ chạy anh yêu em cho hắn xem. Giám đốc ngân hàng bị kích động mạnh, hắn lập tức công bố ngay tại chỗ sẽ không ký hợp đồng. Lý do là Barber là một tập đoàn làm ăn phi đạo đức. Vincenzo và Tehi đứng lên vỗ tay, còn cánh nhà báo thì tha hồ chụp ảnh. Ai ngờ lúc này mẹ của giám đốc ngân hàng xuất hiện, bà ta là chủ tịch tuyên bố sẽ vẫn ký hợp đồng. Không ngờ kế hoạch Mỹ Nam kế của Vincenzo thất bại vào phút chót. Hóa ra việc này là con mụ Hana đã lường trước điều này. Bà ta trước đó đã đến gặp bà mẹ chủ tịch, dùng bí mật BD biến thái của con trai bà ta đe dọa, ép bà mẹ phải trực tiếp đến ký hợp đồng. Lần này con mụ Hana được tên Jim Xúc khen tại chỗ. Bà ta vẻ mặt tự mãn vì đã chiến thắng Vincenzo. Kế hoạch thất bại, Vincenzo liền cho người bắt cóc tên giám đốc, sau đó tống hắn vào trong căn phòng tối tăm. Vì hắn ta sợ thây ma nên Vincenzo cho vài người đóng giả thây ma dọa hắn, khiến tên này sợ đến ỉa chảy ra quần. Bên ngoài bà chủ tịch cùng tập đoàn Ba Bell đang ăn mừng, tên giám đốc sợ hãi chạy ra nằm vật dưới đất. Hắn gần như đã bị tâm thần vì quá hoảng sợ, khiến bà mẹ chủ tịch muối mặt vô cùng. Sau đó cảnh sát lập tức xuất hiện đọc lệnh bắt hắn vì tội giết người, với các bằng chứng là do Vincenzo cung cấp. Vậy là tên giám đốc cặn bã bị bắt đi, chơi cho bà chủ tịch một vố đau đớn. Vincenzo không ngần ngại ra trước mặt trêu đểu tên chủ tịch Giang, khiến hắn suýt chút nữa đã mất bình tĩnh. Cũng may là có tên anh trai Jin Xúc cản lại. Còn mụ Hana lớn tiếng tuyên bố, hãy mau dừng lại nếu không muốn chết như cha của mình. Câu nói thật sự kích động Tehi. Cô lập tức gọi phóng viên đến tuyên bố rằng, tôi là con gái của luật sư Hồng, người đã chết khi đối đầu với công ty Ba Bell độc ác. Sắp tới tôi sẽ vạch trần tất cả tội lỗi của họ. Thấy tình hình quá căng thẳng, Vincenzo vội vàng đưa Tehi rời đi. Hai người rất vui vì phá đám họ như thế. Sau khi về quán, hai người liền bàn bạc cách tìm hiểu ông trùm thật sự đứng sau Ba Bell là ai. Khi này họ hoàn toàn chưa biết đó là Jin Xúc. Phía các cư dân của Gegum Plaza, tối nào cũng lần mò xuống tầng hầm để tìm kho vàng. Họ tìm thế nào cũng thấy được, thậm chí cả hai nhà sư cũng dùng máy dò kim loại để tìm. Kho vàng quá lớn khiến ai cũng muốn tìm ra được chúng. Phía viện trưởng sau khi thua kiện đối diện nguy cơ bị truy tố, hắn gọi điện tống tiền chủ tịch Jin Xúc 10 tỷ won. Nhận được tiền tôi sẽ rời khỏi Hàn Quốc và không bao giờ quay lại. Nếu không tôi sẽ công bố sự thật về thân phận của cậu. Jin Xúc đành tạm hoãn vài ngày để chuẩn bị tiền, nhưng thực ra là để chuẩn bị giết hắn diệt khẩu. Tối hôm đó chủ tịch Giang đi gặp các cục trưởng xin cứu giúp. Cục trưởng và bộ trưởng tỏ vẻ vô cùng hoang mang, còn đe dọa sẽ tống Ba Bell vào tù nếu không biết cung phụng họ, khiến tên chủ tịch Giang phải vô cùng khép nép. Thế là ngay sau khi hai bộ trưởng rời quán ăn đi về, đang bon bon trên đường thì bất ngờ bị một xe phía trước chặn lại. Một đám xã hội đen xông ra đập phá xe bộ trưởng, sau đó bắt cóc cả bộ trưởng và lái xe đi. Cùng lúc này có hai sát thủ bí mật đột nhập vào phòng của nam chính, vô tình bị hai hàng xóm bên cạnh phát hiện ra. Cô gái kêu bọn trộm này biết điều thì mau biến khỏi, kết cục bị chúng đẩy ngã sạp xuống đất. Cũng may anh hàng xóm có chút võ nên phản công lại được. Hai người đánh cho chúng một trận no đòn, không ngờ chúng đột nhiên xịt hơi cay rồi chạy thoát. Lúc này Vincenzo cùng Tehi đang ở bên ngoài, hoàn toàn không để ý các sát thủ đã theo dõi họ. Hai người cứ vậy chia tay ai về nhà nấy. Tehi vào nhà hoàng hồn vì dưới sàn nhà có nhiều dấu chân. Một sát thủ cầm búa lao tới muốn đưa cô về âm phủ. Tehi cuống cuồng la hét cố gắng chạy trốn trong vô vọng, nhưng sát thủ đã tiếp cận chuẩn bị ra tay. Đột nhiên một tiếng thét khiến hắn tò mò ra cửa, thì ra là nam chính đã kịp thời tới đây giải cứu Tehi.
Với võ công siêu hạng, anh dễ dàng giải quyết tụi này. Hai sát thủ hoàn toàn thấy không có cơ hội, chúng đành ném búa về phía Nam Chính rồi bỏ chạy đi. Vincenzo định đuổi theo nhưng Tehi cản lại, cô giả vờ ngất để Nam Chính ở lại cùng mình. Phía bên này, hai bộ trưởng bị bắt cóc tới trước mặt chủ tịch Giang. Bộ trưởng nói các người thật to gan lớn mật, nhưng Giang nói các người ăn tiền rồi thì phải biết điều. Bộ trưởng lại đe dọa ngày mai sẽ đánh sập Ba Bèo. Đúng lúc này, anh trai Jin Suk bịt mặt cầm gậy gôn đi vào, hắn một gậy hạ sát luôn một cục trưởng, sau đó đập nát đầu ông ta trước mặt bộ trưởng tài chính, khiến ai ở đây cũng phải kinh hoàng. Họ không thể ngờ Jin Suk lại dám làm điều kinh khủng như thế. Bộ trưởng tài chính vội van nài đập đầu cầu xin. Jin Suk nói tôi sẽ giết cả nhà ông nếu ông không chịu nghe lời. Kể từ đây bộ trưởng tài chính đã trở thành con rối của hắn. Jin Suk sau đó thản nhiên ra ngoài rửa gậy. Giám đốc luật nói giết bộ trưởng rồi thì xử lý hậu quả thế nào? Jin Suk trả lời ai đối đầu với Ba Bèo thì đều phải chết, khiến ác quỷ Hana và giám đốc luật sợ vãi đái ra quần. Xem chừng giờ mà trái lệnh ông chủ này thì cả gia đình cũng sẽ phải chết. Phía Nam Chính và Tehi vẫn còn bàng hoàng sau vụ tấn công. Vincenzo nhận ra chúng dùng búa là muốn Tehi cả đời phải nằm liệt giường. Xem chừng chúng muốn hành hạ bọn họ trước khi kết liễu. Nam Chính đành đưa Tehi đến khách sạn tạm thời trú ẩn. Sau đó anh ấy đạp ga bỏ đi mà không quay lại, khiến Tehi ở lại khách sạn sợ hãi vô cùng. Vincenzo trở về chung cư hàng xóm nói nhà anh bị đột nhập. Anh biết ngay chúng cùng một bọn với đám sát thủ kia. Khi vào phòng, Vincenzo rất sốc vì cửa sổ không đóng, khiến đám bồ câu vào phòng ỉa bậy bẩn hết cả phòng. Đang lúc con vợ tức lộn hết ruột thì có người gõ cửa. Nam Chính vừa mở cửa thì Tehi cứ vậy xông vào. Cô gái sợ ở khách sạn nên muốn đến đây ngủ nhờ, lại còn bị ủi ăn hết tô mì mặc kệ Vincenzo đang đói. Vì phòng ngủ của Nam Chính bị chim bồ câu chiếm giữ, nên hai người họ chỉ có thể ngủ trong phòng khách. Tối hôm đó họ chẳng ngủ mà tâm sự suốt đêm. Sáng hôm sau, Tehi thấy tin tức bộ trưởng say rượu lái xe lao xuống vực chết, đó chính là người đã bị ác nhân Jin Suk đập nát đầu hôm qua. Phía bên này, Jin Suk ra lệnh cho em trai cử người sang ý điều tra thân phận của Vincenzo. Tên này ở nhà thì cực kỳ tàn ác, nhưng phút chốc lại biến thành ngây thơ vô hại gọi điện cho Tehi. Qua video hắn nhận ra cô đang ở nhà Nam Chính, biết Tehi ngủ qua đêm ở đó khiến hắn rất tức giận vì hắn thầm yêu Tehi. Lát sau, Vincenzo theo dõi chủ tịch Giang, anh nhận ra hắn dạo này thuê rất nhiều vệ sĩ, nhưng sau nhiều ngày điều tra, họ vẫn chưa biết được kẻ đứng sau hắn ta là ai. Đúng lúc này có người gọi điện, kỹ sư của Vincenzo báo về đã lấy được mống mắt của chủ kho vàng. Tiếp theo chỉ cần ngôi chùa tầng hầm rời đi là họ sẽ lấy được kho báu. Vincenzo lập tức đến tìm chủ trì, cố gắng thuyết phục ông ta chuyển chùa đi, nhưng chủ trì nhất mực từ chối, bởi thực ra ông ta đã biết trong nhà này có cả kho vàng. Vincenzo cay lắm nhưng không làm gì được. Phía Jin Suk lúc này ra lệnh cho ác quỷ Hana, yêu cầu bộ trưởng tài chính ra lệnh kiểm toán hết các ngân hàng không cho hắn vay tiền. Ngay lập tức các kiểm toán viên ồ ạt ra quân. Bộ trưởng tài chính giờ đây thật sự đã là con rối của ác nhân Jin Suk. Tin tức hai ngân hàng không đầu tư vào Ba Bờ bị tịch thu tài sản lên TV, Vincenzo hiểu ngay chắc chắn đó là Ba Bờ đứng sau sai khiến. Họ hiểu ra bộ trưởng hôm qua bị giết chứ không phải tai nạn, vậy là Ba Bèo kinh khủng hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Vincenzo hiểu điểm yếu giờ chỉ còn tên viện trưởng đang tống tiền Ba Bèo. Ngay lập tức hai người tới gặp luật sư đại diện của hắn. Luật sư yêu cầu phải đảm bảo thân chủ vô tội và được quốc tịch nước ngoài, khi đó họ sẽ đưa cho Vincenzo bằng chứng Ba Bèo phạm tội. Vincenzo hỏi luật sư có biết ai là trùm cuối của tập đoàn Ba Bèo. Luật sư nhớ lại lời nói của tên viện trưởng, dường như thân chủ của tôi biết người đó là ai, ông ấy thường liên hệ với hắn bằng số điện thoại bí mật. Vincenzo đề nghị luật sư điều tra giúp người đó là ai, nhưng vị luật sư từ chối trả lời. Không may cuộc nói chuyện của họ đã bị quay lén, đương nhiên Jin Suk là người đứng sau video quay lén này. Vừa hay lúc này em trai đưa cho hắn một tin tức tốt, hắn vừa mời được một ngân hàng lớn nước ngoài tham gia. Jin Suk hứa với hắn sẽ lo thủ tục pháp lý, ngân hàng kia chỉ việc bơm tiền. Chủ tịch Giang lập tức ra lệnh tăng nhân viên bảo vệ lên gấp 4, bởi sắp tới họ sẽ tái sản xuất thuốc giảm đau Mai Thúy bị cấm hôm nọ. Tin tức hai ngân hàng nước ngoài đầu tư vào Ba Bèo lập tức đến tai bên mình, vậy là công sức ngăn chặn thuốc giảm đau giết người đã của họ đã bị thất bại. Không may một tin tức tồi tệ khác lại đến, luật sư gọi báo viện trưởng tống tiền Ba Bèo nhưng bị mua chuộc rồi. Ông cha giờ lại tiếp tục đứng về phía Ba Bèo, nhưng luật sư Kang nói anh sẽ giúp Tehi và Nam Chính chống lại tập đoàn này. Thế là Tehi lập tức nghĩ ra kế hoạch giả làm sát thủ của tập đoàn Ba Bèo. Họ sẽ đến dọa viện trưởng ép hắn khai ra sự thật. Tối đó ba người đến biệt thự của tên viện trưởng kia. Ai ngờ vào trong chỉ thấy xác người, một bảo vệ đã bị sát hại nằm ở dưới đất. Vincenzo tiếp tục vào trong, bất ngờ phát hiện viện trưởng cũng đã bị sát hại. Lúc này Tehi nhìn điện thoại mà bàng hoàng. Nội dung tin nhắn là lời thư tuyệt mệnh của một ai đó. Phía ngoài bãi đất trống Jin Suk một chiếc xe bị bỏ lại với các nạn nhân. Đương nhiên các vụ án liên hoàn này đều là do con mụ Hana bày biện, dưới sự chỉ đạo cặn kẽ của ác nhân Jin Suk. Hắn vui sướng vì mình sắp làm bá chủ cả thành phố Seoul.
sáng hôm sau cảnh sát phát hiện ra chiếc xe bỏ hoang, hai người nam chính cũng vội tới nơi này. 10 người kiện tập đoàn Babel hôm trước đều bị sát hại ở đây, dũng để lại than tổ ong làm chứng cứ giả họ tự soát. Vincenzo bàng hoàng vì chỉ trong một đêm bọn chúng đã hoàn toàn lật ngược thế cờ. Tội ác của Babel gây ra đã tột đỉnh kích động nam chính. Luật sư đại diện thấy thân chủ mình bị sát hại, lòng tự hứa sẽ đối đầu ba bờ để trả thù. Phía Vincenzo cùng Tehi đến đồn cảnh sát tố cáo 4 nạn nhân này là bị sát hại. Nhưng cảnh sát một mực khẳng định là họ tự soát mà thôi. Căn bản vì bằng chứng mà phía công ty Babel sắp xếp quá là hoàn hảo. Hai người hết cảnh chỉ đành bỏ đi. Họ đến nhà xác để nhìn các nạn nhân với tâm trạng rất nặng nề. Biết rõ hung thủ là tập đoàn Babel nhưng không thể làm gì được. Nếu đơn xin khám nghiệm tử thi không lấy được thì vụ án sẽ không thể giải quyết. Vincenzo thì nhất định sẽ báo thù cho 4 người vừa bị sát hại. Không ngờ bên trong, cảnh sát bẩn thông báo đã hủy xong mọi báo cáo pháp y, hoàn toàn không còn dấu vết gì nữa. Vincenzo thừa biết đám cảnh sát pháp y sẽ nhận hối lộ, nên anh bí mật theo dõi hai cảnh sát này. Quả nhiên tối đó chúng đến quán bia nhận tiền hối lộ. Ngay lúc chúng ra ngoài để chia nhau tiền, Vincenzo xuất hiện chụp ảnh bằng chứng ngay tại chỗ. Tên cảnh sát lao lên cướp điện thoại nhưng không được, chúng điên tiết lao vào đánh anh. Nhưng thật sự hai thằng này chưa phải là đối thủ của nam chính. Sau đó Vincenzo trói chúng trên một tòa nhà đang xây dựng. Tòa nhà này không có lan can nên Vincenzo dọa đạp chúng xuống, yêu cầu cảnh sát nói ra thông tin vụ án của gia đình các nạn nhân kia. Ban đầu tụi kia còn không nói, nhưng Vincenzo đạp chúng ra tới mép ngoài. Tehi đột nhiên xuất hiện, đạp thêm một cái suýt nữa thì chúng đã rơi, khiến hai tên này sợ hãi chấp nhận khai ra sự thật, đồng ý ngày mai sẽ giao ra hồ sơ pháp y. Cùng lúc này giám đốc luật gặp riêng chủ tịch Giang. Ông khen rằng chủ tịch Giang đợt này tiến bộ vượt bậc, hoàn toàn đủ năng lực để khống chế Babel. Tại sao ngài cứ phải làm bù nhìn cho tên anh trai kia chứ? Những lời này dường như đánh thức dã tâm trong tên em trai này. Hơn nữa anh trai Jin-suk của hắn tồn tại trong bí mật, nên Jin-suk có biến mất đi thì cũng chẳng sao. Phía Vincenzo trở về nhà thấy Tehi ở đó, cô vẫn lì lợm tới ở nhờ vì sợ ở nhà sẽ bị ám hại. Hơn nữa lại còn tự ý đánh một bộ chìa khóa nhà của Vincenzo. Tối đó cả hai uống rượu tâm sự rất nhiều. Lát sau Vincenzo gục trên bàn ngủ trước, Tehi cứ vậy nhìn anh một hồi. Đến khi Vincenzo tỉnh lại cũng nhìn ngắm Tehi đang ngủ, lòng dâng lên một cảm xúc lạ kỳ. Bên này ác nhân Jin-suk ra lệnh phá rỡ tòa nhà Gegeum Plaza, trực tiếp ra lệnh chết bao nhiêu người cũng phải làm bằng được. Còn nhớ tòa nhà trước chúng ta làm chết 12 người, Jin-suk tò mò không biết lần này chúng ta sẽ chết bao nhiêu người nhỉ. Bên này Vincenzo đã nhận được hồ sơ điều tra từ cảnh sát, giám sát đường bộ cho thấy luôn có một chiếc xe đi theo xe của gia đình các nạn nhân. Xe của nạn nhân đã được camera ghi lại lần cuối cùng khi nó đi ra khỏi đường hầm. Khu vực này cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 300m. Điều đáng ngờ là đường hầm rất ngắn mà xe lại mất mấy phút mới đi qua được. Chứng tỏ 4 người đã chết trong hầm. Hai trong số họ có những chấm đỏ ở cổ là vết của kìm điện. Sự thực là đám sát thủ đã chặn 4 người nạn nhân trong hầm, dùng kìm điện kích ngất các nạn nhân. Sau đó hung thủ lái hai chiếc xe đến hiện trường và đốt than tổ ong ở đó. Chứng cứ rõ ràng thế này nhưng họ biết bên công tố bị mua chuộc hết rồi. Bởi vì tất cả các nạn nhân đều được ngụy tạo kiểu chết là tự soát, xem chừng đều là do một người làm ra. Vấn đề bây giờ là làm sao bắt được tên sát thủ này. Vincenzo đề nghị sẽ dùng bản thân mình làm mồi nhử. Thấy vậy các hộ dân ở Gegeum Plaza ra họp bàn tìm cách giúp đỡ. Họ cũng thấy bất công khi những nạn nhân kia bị sát hại. Thế là họ bàn ra một kế hoạch bêu diếu công ty Babel. Các hộ gia đình đeo mặt nạ hài hước, họ quay một video nói đều dưới dạng bản tin. Nội dung là vạch trần sự thông đồng giữa công ty Babel và văn phòng công tố, dùng tay che trời lộng hành sát hại người vô tội. Rất nhanh video này trở nên nổi tiếng. Đoạn video này Jin-suk xem rất vui vẻ. Hắn hiểu rằng Vincenzo đang chiêu tức để mình lộ mặt. Nhưng Jin-suk quá thông minh không hề lo lắng, miễn là không có kẻ phản bội, sẽ không một ai có thể biết tao mới là trùm cuối. Sau đó các hộ gia đình đóng giả làm người dọn dẹp, họ lẻn vào văn phòng giám đốc luật viết một chữ C bằng máu trên tường, khiến ông ta sợ vãi cả đái. Cùng lúc này con mụ Hana đang ở tiệm giặt cũng bị tắt điện, bên ngoài một cư dân giả làm xác sống dọa bà ta, khiến bà ta sợ đến ngất lịm tại chỗ. Anh ấy sau đó để lại chữ C bằng máu trên cửa. Phía chủ tịch Giang thì bị đuổi theo bởi một chiếc xe đồ chơi gắn bom hẹn giờ. Mọi người thấy bom thì chạy bán sống bán chết. Quả bom dồn chủ tịch Giang vào chân tường hết đường chạy. Tuy nhiên hết giờ quả bom không hề phát nổ mà bật lên chữ C bằng máu. Ác nhân Jin-suk cũng nhận được tin tức ba chữ C bằng máu này. Vừa hai người mà hắn phái đi điều tra nam chính đã trở về. Người đàn ông phát hiện Vincenzo là một cố vấn cho một mafia ở Ý, sát phạt quyết đoán thủ đoạn tàn nhẫn. Chữ C là lời cảnh báo anh ta sẽ để lại trước mỗi vụ giết người. Ác nhân Jin-suk nghe xong vô cùng hào hứng. Nhưng chủ tịch Giang biết mình sắp bị giết thì sợ vãi đái ra rồi. Biết được thân phận thật của Vincenzo, Jin-suk lập tức ra lệnh sát thủ đi giết nam chính. Sát thủ nhìn ảnh của Vincenzo rồi phóng xe rời đi. Cùng lúc này Tehi vẫn ở nhờ nhà của nam chính. Jin-suk gọi cho cô hẹn ra ngoài có chuyện, bởi vì hắn cũng không muốn Tehi vì thích cô. Tehi không nghi ngờ gì liền đi khỏi. Lát sau các sát thủ đã tới Gegeum Plaza, trước tiên đánh người để đe dọa các hộ gia đình di chuyển. Các hộ dân ở chung cư Gegeum thấy động liền tập trung lại.
đám côn đồ rút gậy ba tong ra bắt đầu đập phá. Nếu ở đây có người dám chống lại, bọn chúng sẽ cho người đánh chết tại chỗ. Hai tên đầu gấu cũng nhận ra chúng thuộc băng đảng Sakura vội vàng bỏ chạy. Tên cầm đầu tuyên bố ai không đi ngay thì chúng sẽ giết. Thấy người dân còn chần chừ, tên cầm đầu lập tức tóm lấy cô gái chuẩn bị cắt cổ. Ngay lúc nguy cấp, ông chú già kịp thời cứu nguy. Ông chú cầm chiếc kéo tự tin xông lên phía trước. Hóa ra kỹ thuật dùng kéo của ông cực kỳ đỉnh cao, thân thủ phi phàm không khác gì sát thủ hàng đầu. Trong chớp mắt đã hạ gục tất cả bọn họ. Đám sát thủ hết cách đành phải rút lui. Phía Vincenzo cùng đồng nghiệp quay thêm một video, nói rằng một tiếng nữa sẽ công bố sự thật về vụ 4 nạn nhân ở trong đường hầm. Jin Suk xem được video này, ngay lập tức ra lệnh cho tên sát thủ đến đường hầm gấp. Vừa hay lúc này Tae Hee đến quán cà phê gặp hắn ta. Không ngờ Jin Suk nói chả có tin tức gì cả, chỉ vì nhớ cô nên mới lừa cô tới gặp. Lúc này Tae Hee nhận được tin từ trợ lý nói rằng Jun Woo đi một mình đến đường hầm. Tae Hee lập tức đứng dậy muốn đi tới đó. Tên điểu Jin Suk cũng đi theo cô. Hắn đón luôn trợ lý và hàng xóm của Vincenzo đi cùng. Bên này sát thủ đến đường hầm thì thấy một chiếc xe đậu ở giữa. Ba sát thủ cầm súng chậm rãi tới gần. Vincenzo náo bên trong cũng có súng. Sau đó là một trận đấu súng kinh hoàng. Ba sát thủ đỉnh cao nhất đấu hết sức với Vincenzo, lợi dụng lúc nam chính hết đạn chúng xông lên tiếp cận. Nhưng thật sự là Vincenzo giỏi hơn chúng tưởng. Trong chớp mắt anh bắn hạ một thằng, hai kẻ còn lại lao vào cận chiến ác liệt. Nhưng kết cục vẫn bị Vincenzo đánh cho không còn sức lực phản kháng. Vincenzo lấy điện thoại của một sát thủ hỏi chủ tịch đứng sau là ai. Tên này cứng đầu liền bị Vincenzo đạp vào vết đạn. Vừa hay lúc này xe của Tae Hee và Jin Suk đã tới. Tae Hee vội chạy tới ôm chầm lấy Vincenzo. Jin Suk nhìn điều này càng cay cú hơn nữa. Tae Hee nói em lo lắng cho anh lắm đó, biết không? Vincenzo trả lời anh đã biết ông chủ thực sự của Babel là ai rồi. Theo ánh mắt hai người nhìn về Jin Suk đứng đó, tên ác nhân trong bóng tối cuối cùng cũng đã lộ mặt. Vincenzo cầm điện thoại của sát thủ gọi điện cho chủ tịch tập đoàn. Điện thoại của Jin Suk lập tức rung chuông, nhưng không ngờ anh ta có hai chiếc điện thoại. Jin Suk lấy một chiếc không kêu ra tiếp tục giả vờ ngốc nghếch. Vậy là Vincenzo chưa thể gỡ mặt nạ của hắn. Lúc này hai người thân cận bí mật của Vincenzo xuất hiện. Họ là người ẩn danh thực hiện hành động trong bóng tối giúp Vincenzo. Nam chính bảo họ đi xử lý các sát thủ. Không may Jin Suk ở đây đã thấy mặt hai người này. Hắn giả vờ ngây ngốc rồi xin phép về trước. Sau đó lái xe ra bãi đất chống tỏ vẻ vô cùng tức giận. Bên này Vincenzo nhốt ba sát thủ vào trong xe rồi cho luồn ống vào trong. Sau đó mở máy cho xả khí thải trực tiếp vào khiến ba thằng ho sặc sụa. Tae Hee bên cạnh hỏi chúng những tội ác từng làm. Ba thằng bị hành hạ suýt thì đứt hơi, chỉ có thể thừa nhận hàng loạt các vụ án giết người, bao gồm viện trưởng và 4 nạn nhân kiện công ty Babel. Nhưng bọn họ chỉ là làm theo lệnh của tên chủ tịch bí ẩn. Bản thân chủ tịch là ai và ở đâu thì họ không biết. Tae Hee muốn chúng phải trả giá cho việc mình làm. Bởi đưa ra pháp luật rồi tòa án cũng bị mua chuộc và chúng được thả. Thế là cô cho ba thằng này chết ngạt trong xe. Sau đó hai sát thủ bí ẩn của Vincenzo đẩy chiếc xe này chìm xuống hồ. Về nhà Tae Hee và Vincenzo lại uống rượu với nhau. Nữ chính kêu tôi muốn ôm anh lần nữa, để kiểm tra xem tôi có tình cảm gì với anh không. Thế là cô lao đến ôm Vincenzo như lúc nãy, không khí có chút mập mờ. Nhưng kỳ lạ thay Tae Hee chẳng cảm thấy tim đập nhanh hơn. Sau một hồi không có rung động, Tae Hee kết luận, vậy là tôi không có tình cảm gì với anh cả. Lát sau Vincenzo đi thăm bảo mẫu. Nam chính hỏi chuyện bà bị ung thư 28 năm trước thế nào. Bảo mẫu trả lời lúc đó có một cậu con trai, nhưng vì mình bị ung thư cho nên phải bỏ con đi chỗ khác, với hy vọng con mình sẽ được sống hạnh phúc vui vẻ. Cuối cùng Vincenzo đã hiểu được nguyên nhân anh bị mẹ ruột bỏ rơi. Vincenzo an ủi bảo mẫu con trai của bà sống rất tốt, bà không cần phải tự trách bản thân mình nữa đâu. Quay về văn phòng, hai người tiếp tục điều tra thân phận chủ tịch Babel. Từ cuộc gọi điện thoại, vị trí cuộc gọi cuối cùng chính là ở đường hầm. Nhưng manh mối như vậy cũng chẳng thể kết luận kẻ đó rốt cuộc là ai. Lát sau khi Vincenzo đang ngồi cùng cư dân tòa nhà, bất ngờ cảnh sát quốc tế đến đọc lệnh bắt Vincenzo tội giết người tại Ý. Ngay sau đó nam chính bị còng tay và áp giải đi. Phía bên này chủ tịch Giang đang cùng anh trai dùng bữa. Hắn mở miệng xin anh trai cho mình quản lý công ty dược Babel. Jin Suk nghe xong tức giận lật đổ bàn, sau đó cầm dao kề cổ dọa cho em trai một trận, khiến tên này sợ vãi đái thể sẽ tuyệt đối trung thành với anh trai. Cùng lúc này anh cảnh sát ngầm về báo cáo với cục trưởng Vincenzo bị bắt đi rồi. Cục trưởng không muốn quản việc này. Thấy vậy anh cảnh sát ngầm dùng kế khích tướng. Người quản lý tội phạm quốc tế chính là cục trưởng, vậy mà bọn công tố kia lại qua mặt để bắt Vincenzo. Nếu cục trưởng dùng chức danh quản lý tội phạm quốc tế để đưa Vincenzo về, đây chính là cách chứng minh quyền uy của cục trưởng. Cục trưởng vị khích tướng lập tức ra quyết định đưa Vincenzo về. Cùng lúc này Vincenzo đang bị nhóm công tố bẩn của Babel tra khảo. Chúng không có bằng chứng nam chính giết người, nhưng chỉ cần bọn công tố viên muốn thì nhất định sẽ nghĩ cách định được tội của anh. Bọn chúng còng tay và đưa anh tạm giam để điều tra dài ngày. Đúng lúc này anh cảnh sát ngầm oai phong xuất hiện. Anh ta đưa thẻ điệp viên của phòng ứng phó tội phạm quốc tế kèm theo lệnh từ bộ tư pháp, dễ dàng cướp được Vincenzo từ tay của bọn cảnh sát bẩn. Jin Suk nhận được tin cảm thấy rất là cay cú. Bên này nam chính và Tae Hee lúc này đã biết thân phận thực sự của đội trưởng. Đội trưởng nói rằng cả tháng qua ở cạnh nhưng chưa thấy Vincenzo làm gì sai, vì vậy tôi quyết định sẽ giúp Vincenzo với ba điều kiện.
Thứ nhất, anh ta muốn được chính thức tham gia mỗi lần hành động. Thứ hai, tiếp tục giữ bí mật thân phận anh ta. Thứ ba, anh ta muốn ôm Vincenzo một cái, bởi anh ta rất ngưỡng mộ luật sư quyền lực của mafia. Lúc này Vincenzo chú ý đến các bức ảnh mà tụi cảnh sát bẩn lấy được. Những bức ảnh này nhất định là chủ tịch Babel có người trong cục tình báo lấy về. Vì vậy chỉ cần tìm được nhân viên tình báo này, họ sẽ có thể tìm ra thân phận của chủ tịch Babel là ai. Vincenzo lập tức gọi điện cho người bạn ở Ý, nhờ anh ta lấy băng ghi hình của người điều tra mình bên đó. Lát sau anh ta gửi cho Vincenzo băng ghi hình. Nam chính đưa ảnh người này cho đội trưởng tình báo. Đội trưởng lập tức biết người này là ai. Lát sau Vincenzo trở về chung cư, bất ngờ các hộ dân sắp xếp thảm đỏ và đội nhạc chào đón anh quay về. Mọi người ở chung cư giờ đây đã coi Vincenzo là lãnh đạo của họ, tất cả đều muốn nghe theo chỉ đạo của anh. Phía chủ tịch Giang lúc này tâm sự riêng với giám đốc luật, phàn nàn chuyện anh trai không giao dược phẩm Babel cho mình, trong lòng vốn luôn luôn không vừa ý. Giám đốc luật nhân cơ hội kích động tên này chiếm quyền anh trai mình. Chủ tịch Giang lần nữa bị dao động, yêu cầu giám đốc luật toàn lực giúp đỡ mình. Giám đốc luật thề sống chết trung thành với chủ tịch Giang. Cùng lúc này đội trưởng tình báo đã tra ra được thân phận của kẻ phản bội. Te Hi đọc hồ sơ thông tin của người này, không ngờ kẻ giỏi như vậy mà cũng làm việc cho tập đoàn Babel. Rất nhanh người của Vincenzo đã tìm thấy nhân viên tình báo này, họ thành công trói anh ta để nam chính đến gặp. Nhưng người của cục tình báo đã được huấn luyện kỹ càng. Vincenzo biết có tra tấn thế nào anh ta cũng sẽ không mở miệng. Anh chỉ muốn biết chủ tịch bí ẩn của Babel là ai, nhưng tên này bảo có chết tôi cũng không nói. Tuy nhiên Vincenzo muốn lợi dụng tâm lý sợ hãi của con người. Anh lấy ra một cây súng cối rồi lắp vào một viên đạn, quay vòng vòng rồi bắn lên đầu anh ta, sau đó lại tự bắn lên đầu của mình. Cứ như vậy trải qua vài lượt, nhân viên tình báo sợ hãi vì không biết mình sẽ chết lúc nào. Sau một hồi anh ta thật sự không thể chịu nổi nữa. Hắn nói chủ tịch Babel chính là Jin Suk Chàng, luật sư thực tập. Vincenzo vô cùng kinh ngạc vì hôm trước anh đã để thoát hắn. Cùng lúc này Te Hi đang gặp mặt hắn ta tại một quán rượu. Vincenzo vội gọi báo Jin Suk chính là trùm cuối. Te Hi nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi. Lát sau Jin Suk về đến nhà thì Vincenzo đã đợi sẵn ở đây. Nam chính trực tiếp chĩa súng ép hắn ta quỳ xuống. Jin Suk giả vờ ngây ngô làm theo, đừng diễn nữa tên chủ tịch độc ác. Jin Suk bị phát hiện nhưng không hề sợ hãi tí nào. Anh ta nắm súng của Vincenzo chĩa thẳng vào đầu mình. Mày có giỏi thì giết tao đi. Vincenzo không ngần ngại lên cò nhà đạn, khiến tên Jin Suk cũng sợ đến đái ra quần. Không may lúc này cảnh sát dẫn người ập tới. Jin Suk giả vờ ngây thơ vô tội để lừa mọi người. Hơn nữa cảnh sát bên cạnh liên tục ép Vincenzo bỏ súng. Nam chính cay lắm nhưng không thể làm gì, cuối cùng đành giao súng rồi chịu bị cảnh sát bắt. Họ áp giải Vincenzo về đồn. Lát sau Te Hi đến cục cảnh sát gặp được Jin Suk. Vì đã biết thân phận của hắn nên Te Hi và hắn liên tiếp vào mồm. Đến nước này Jin Suk vẫn giả vờ ngây thơ vô tội, nhưng Te Hi đã không còn tin anh ta nữa. Cô chửi Jin Suk là ác quỷ đội lốt người, sau đó bỏ đi để vào giúp đỡ Vincenzo. Bên trong công tố viên Dung phát hiện súng của Vincenzo là đồ giả. Te Hi bắt lấy điểm này giúp nam chính thoát tội. Hóa ra Vincenzo nghĩ rằng giết Jin Suk thì nhẹ nhàng cho hắn quá, nên muốn trừng phạt bằng cách cho hắn điều hắn sợ. Đó chính là bị vạch trần thân phận, và điều hắn sợ chính là tập đoàn Babel bị phá hủy hoàn toàn. Sau đó mới giết hắn thì mới xứng đáng. Vincenzo giao kèo với công tố viên Dung, muốn hợp tác cùng ông để đưa chủ tịch Babel ra trước tòa án. Vị công tố viên nghiêm chính này lập tức đồng ý hợp tác cùng hai người. Sau đó nam nữ chính ung dung được thả ra. Jin Suk nhận được tin tức vô cùng tức giận, khiển trách Hana và giám đốc luật làm việc không tốt. Ác quỷ Hana đề nghị thời gian này Jin Suk nên tránh đi một chút, bởi công tố viên Jun đã chuẩn bị khởi tố Babel. Jin Suk nghe hợp lý đồng ý tạm trốn ra nước ngoài. Trước khi đi hắn giao lại hết việc cho em trai tên Giang, còn cẩn thận căn dặn mau phá bỏ Gegeum Plaza để xây tháp Babel gấp. Nói xong hắn rời đi. Rất nhanh Vincenzo cũng nhận được tin tức này, bởi vì hai người của Vincenzo luôn luôn theo dõi Jin Suk. Bên này nhóm luật sư của công ty Babel đang họp tìm cách đối phó. Họ được biết lãnh đạo công đoàn của công ty hóa học Babel đang chống lại họ, còn mụ Hana đề nghị giết hết những người chống đối. Các luật sư nghe xong có vẻ hơi sợ, giám đốc luật chạy theo cầu xin bà ta đừng giết người nữa kẻo để lại hậu quả. Nhưng ác quỷ Hana lại đe dọa rằng, cậu mà cản thì tôi giết luôn cả cậu. Rất may nội gián của nữ chính cài ở đây đã biết được hết, anh ta lập tức báo cáo mọi chuyện cho hai người. Thế là Vincenzo bày ra một kế, yêu cầu anh nội gián kia luyện tập giả giọng. Bên này ác quỷ Hana hẹn gặp giám đốc công đoàn lao động, bà ta muốn mua chuộc anh ta, nhưng đối phương là người liêm chính không hề dao động, còn nói sẽ báo cáo hành vi mua chuộc lên phía kiểm soát. Thế là ác quỷ Hana liền cười một cách mỉa mai. Quả nhiên khi giám đốc công đoàn vừa mới ra đường, một chiếc xe tải do bà ta sắp xếp đã cán chết anh ta. Ác quỷ Hana thật sự là đáng sợ. Jin Suk khi này đang trốn trong một biệt thự khác. Anh ta vừa uống một ngụm nước khoáng, lát sau ngâm mình trong bồn tắm đột nhiên bị đơ người. Anh ta ngất lịm chìm trong bồn tắm. Một lúc sau tỉnh lại anh ta nhận ra là do Vincenzo giở trò. Vincenzo liền nói là tao đã cho thuốc mê vào nước khoáng. Jin Suk bị uy hiếp cay cú vô cùng. Nam chính còn nói tao còn vờn mày chán rồi mới giết. Nếu muốn sống thì trốn cho thật kỹ vào. Điều này càng làm cho Jin Suk cay cú. Hắn phẫn nộ kêu đàn em thay đổi toàn bộ vệ sĩ. Lúc này Hana báo rằng bà ta vừa trừ khử chủ tịch công đoàn.
vấn đề công đoàn của công ty hóa học Babel sẽ sớm được giải quyết. Jin Suk vui vẻ ôm lấy Hana rất là hài lòng, nhưng lại lạnh mặt nhìn đại giám đốc Luật. Bên này Tae-hee và Vincenzo cũng xem được tin tức, họ không nghĩ rằng tụi kia lại ra tay nhanh đến như vậy. Đúng lúc này hai cư dân của tòa nhà bước vào, họ nói rằng đã thuê được chuyên gia tìm vàng tới đây. Tae-hee đột nhiên nhớ lần trước say rượu nam chính nói có vàng trong nhà, lúc trước cô chỉ nghĩ là đùa nhưng bây giờ xem ra là thật, thấy đã không thể giấu được nữa. Vincenzo đành thú nhận có chục tấn vàng ở dưới chùa. Hai người nghe xong không khỏi choáng váng, vì để trợ lý và Tae-hee giữ bí mật, Vincenzo hứa sau này sẽ chia cho họ 30%, với điều kiện hai người phải hợp lực cùng anh lấy được số vàng này. Cùng lúc này cục tình báo đang loạn cào cào, giám đốc nói có một văn bản mật đã bị hacker lấy đi, bên trong ghi lại tội của tất cả các tập đoàn lớn. Anh đặc vụ lập tức đến báo tin này cho Vincenzo, tài liệu mật kia bị một hacker Trung Quốc hack trộm, mà cục tình báo đã điều tra được rằng tài liệu kia được ông chủ Trung Quốc giấu vào kho vàng bí mật ở Hàn Quốc. Nghe tới đây Vincenzo chợt nhận ra, đó chính là ông chủ đã nhờ anh giấu vàng. Vậy là tài liệu mật kia ở chính trong hầm của tòa nhà Gegeum Plaza. Phía ác quỷ Hana biết phần tư liệu này rất quan trọng với tập đoàn Babel. Nếu văn kiện đó bị lộ ra cả nước sẽ loạn cào cào, tập đoàn Ba Bờ cũng sẽ không thể thoát tội được. Bây giờ phải nhanh chóng tìm được phần văn kiện này. Phía Vincenzo ngẫm nghĩ một hồi cũng chợt hiểu ra, USB chứa tài liệu kia chắc hẳn là được giấu trong một thỏi vàng nào đó. Cùng lúc này hai anh em nhà Babel rủ nhau đi săn. Jin Suk thấy con mồi lập tức chạy về phía trước. Chủ tịch Giang thấy đây là cơ hội để ám sát anh trai, thế là anh ta lập tức nhét đạn vào súng, sau đó từ từ giơ súng hướng thẳng vào anh trai. Khi bóp cò Jin Suk bị trúng đạn ngã xuống, chủ tịch Giang tiếp tục nhét đạn và tiến lên, muốn bắn thêm phát nữa để cho chắc chắn. Không ngờ Jin Suk chậm chậm bò dậy khiến em trai ngỡ ngàng. Hắn nói lần sau muốn giết anh thì phải bắn chuẩn hơn, nói xong thì ngã xuống đất. Chủ tịch Giang chuẩn bị bắn thêm phát nữa thì có người xuất hiện, anh ta chỉ có thể giả vờ kêu cứu, nhưng trong lòng thì vô cùng hoảng sợ. Phía Vincenzo cũng nhận được tin tức này, anh biết đây nhất định không phải bắn nhầm, xem ra hai anh em đã bắt đầu chiến tranh. Cùng lúc này tại bệnh viện em trai vô cùng hoảng sợ, sợ anh trai còn sống thì sẽ giết mình. Bác sĩ nói Jin Suk đã được cứu sống, điều này khiến cậu ta thở không ra hơi. Chủ tịch Giang vội vàng chạy vào toilet, sau đó gào lên để lấy bình tĩnh lại. Bên này Hana vào canh chừng cho Jin Suk, rất nhanh hắn ta cũng tỉnh lại. Ác quỷ Hana nói với anh ta rằng điểm yếu lớn nhất của anh là giữ kín thân phận, có lẽ đã đến lúc phải công khai thân phận thật của mình rồi. Còn chuyện em trai có ám sát anh không thì nên điều tra thêm. Cùng lúc này quản lý Choi của Vincenzo đến gặp, anh ta đang lâm vào tình trạng kinh tế vô cùng khó khăn, hơn nữa các hạng mục đầu tư lỗ vốn nghiêm trọng, nên đến đây giục Vincenzo nhanh chóng lấy được vàng. Vincenzo hết cách đành quyết định lấy ra một phần số vàng trước. Ba người lập tức bàn bạc kế hoạch. Cũng may Tae-hee chợt có một ý hay, cô gọi tất cả các hộ dân đến để mời họ đi du lịch 2 ngày. Thấy các hộ dân không tình nguyện rời đi, anh trợ lý liền bất ngờ tuyên bố trao giải, người nào chụp được bức ảnh đẹp nhất sẽ được 20 triệu won. Nghe số tiền lớn lập tức mọi người hứng thú. Một bên khác chủ tịch Giang đang nói chuyện với các quan chức cấp cao, hứa rằng sẽ tặng mỗi người một tầng của tòa nhà làm phí đút lót. Nhưng mới nói được một nửa thì Jin Suk mặc quần áo bệnh nhân đi vào. Hắn nói với cục trưởng hôm đó, tôi chính là người đã giết bộ trưởng trước. Cục trưởng nhận ra Jin Suk hôm đó liền rất sợ. Tae-hee đồng thời tuyên bố Jin Suk là chủ tịch thật sự của Babel. Jin Suk tuyên bố từ nay tôi sẽ lãnh đạo tập đoàn. Chủ tịch Giang ở một bên run cầm cập, anh ta hiểu rõ anh trai sắp ra tay với mình rồi. Cùng lúc này các hộ dân đã lên xe để đi du lịch. Khi các hộ dân đi khỏi Vincenzo lập tức hành động, anh và quản lý Choi cùng vào nhà chùa. Hai người nhanh chóng lật ra cánh cửa bí mật. Khi cậy được tảng đá lên, quản lý dùng mống mắt chuẩn bị sẵn thành công mở khóa. Hai người hồi hộp mở cánh cửa ra, họ cùng nhau leo thang sắt xuống dưới. Quả nhiên bên dưới là một đống vàng giá trị không thể tưởng tượng nổi. Hai người vui sướng cười như những thằng điên. Nhưng Vincenzo còn chưa vui được một lát, quản lý Choi bất ngờ rút súng chĩa vào đầu anh. Pha lật kèo phút cuối khiến Vincenzo quá sốc, nhưng quản lý nói vì tình nghĩa 10 năm sẽ không giết Vincenzo. Hắn tìm trong đống vàng lấy một thỏi đặc biệt, sau đó nói rằng hắn lên trước rồi sẽ tha mạng cho Vincenzo. Vincenzo cũng lấy một thỏi vàng, đợi khi hai người lên được mặt đất, Vincenzo ngửa bài luôn có phải anh lấy tài liệu chứa trong khối vàng. Quản lý Choi cũng không ngờ rằng nam chính lại đoán được, nhân lúc anh ta xem lại thỏi vàng Vincenzo bất ngờ cướp súng. Hai người sau đó phang nhau một trận, gần như họ ngang tài ngang sức, mãi vì sau Vincenzo cướp được thỏi vàng đánh gục kỹ sư, quả nhiên bên trong có một USB tài liệu mật. Quay lại với Jin Suk lúc này đang giới thiệu tháp Babel, hắn sẽ tặng 3 tầng cao nhất cho quan chức nào làm vừa lòng hắn. Thế thấy các quan chức thì nhau giơ tay nịnh hót, người thì hứa giúp Babel một tay che trời, người thì hứa sẽ để cấp phép cho tập đoàn muốn làm gì cũng được. Đúng lúc này cục trưởng tình báo xuất hiện, ông ta hứa toàn lực giúp cho Jin Suk miễn là được 2 tầng này. Quay sang phía của Vincenzo phát hiện súng của quản lý không có đạn, chứng minh anh ta căn bản không định hại anh. Quản lý nói mình là đặc vụ ngầm của cơ quan tình báo quốc tế, mục đích là lấy tài liệu mật này về đưa riêng cho cục trưởng tình báo. Hóa ra trước đó anh Choi đã hạ độc tỷ phú Trung Quốc, sau đó bí mật dùng máy sao chép nhãn cầu.
Nhưng Vincenzo nói thực ra anh sớm đã biết điều này. Phía các cư dân tòa nhà đang trên xe đi du lịch, tự dưng họ cảm thấy dường như họ bị lừa rời đi. Có lẽ Vincenzo cùng quản lý đang ở nhà tìm vàng. Bàn tán một hồi, mọi người quyết định quay đầu xe lại. Rất nhanh họ đã trở về tới Gegun Plaza. Tất cả ồ ạt chạy vào nhà. Tehi nhanh chóng gọi báo cho Vincenzo. Hai người vội vàng ném cục vàng về kho dưới lòng đất. Đúng lúc này cư dân đã chạy về tới cửa. Vincenzo kịp ném cục vàng, đồng thời quản lý đóng cửa lại. Mãi về sau mới kéo được tảng đá lấp vào chỗ cũ. Cũng may Tehi bên ngoài kịp viện chuyện kéo dài thời gian, để cho hai người bên trong lắp lại sàn gỗ. Nhưng họ không cẩn thận tạo ra âm thanh lớn, thế là mọi người vội vàng ồ ạt xông vào. Cũng may khi mở cửa chỉ thấy hai người đang bái Phật. Riêng cô giáo phát hiện nền nhà bị cậy ra nhưng không nói gì cả. Lát sau mọi người rời đi, quản lý mới nói có chuyện lớn rồi. Lát nãy họ đã quên thiết bị mống mắt để mở mật thất ở dưới. Thứ đồ này toàn thế giới chỉ có một cái duy nhất. Như vậy lần sau phải phá hủy tòa nhà mới có thể lấy được vàng. Lát sau khi gặp lại cư dân, Vincenzo vẫn giả vờ thất vọng vì mọi người không tin anh mà trở về. Thấy vậy cư dân vội vàng xin lỗi. Họ hứa lần sau sẽ tuyệt đối tin tưởng Vincenzo. Đợi khi ba người về phòng, Vincenzo nói với Tehi và trợ lý thật sự dưới lòng đất đầy vàng. Tehi và trợ lý kích động ôm anh nhảy nhót sung sướng. Lúc này Vincenzo nói với bọn họ nhà kho không mở ra được nữa. Trợ lý nghe xong ngất xỉu ngay tại chỗ. Quay lại phía nhóm của ác nhân Jin Suk, giám đốc luật nói có một căn kiện chứa mọi tội lỗi của tập đoàn. Tài liệu này mà lộ ra thì tập đoàn Ba Bell sẽ sụp đổ. Jin Suk lập tức ra lệnh cho giám đốc luật, bất kể giá nào cũng phải lấy được tài liệu này về. Sau khi ra ngoài, con mụ Hana lập tức trách mắng giám đốc. Cậu đang muốn lấy lòng chủ tịch để vượt mặt tôi sao? Coi chừng tôi sẽ cho người xé anh làm hai mảnh. Nghe đến đây giám đốc sợ hãi lẩn đi trước, chuyển cảnh sang phía đám tang của giám đốc công đoàn. Bất ngờ có một nhóm côn đồ lao đến cướp thi thể. Chúng ngang nhiên khiêng mất quan tài đi đâu? Vincenzo xem được tin tức này, chợt phát hiện bọn cướp đều có hình xăm ở tay. Chính là bọn sát thủ đã giết nhiều nạn nhân trước đó. Kiểm sát viên nói rằng giám đốc công đoàn là nhân chứng quan trọng đã mất mạng. Nhân chứng chết rồi không tạm thời chưa thể khởi tố tập đoàn Ba Bell. Vincenzo quyết định tự mình tìm ra chứng cứ. Bên này giám đốc luật và chủ tịch Giang gặp mặt riêng. Anh ta bày tỏ bực tức vì đã làm theo lời giám đốc. Vậy mà tại sao mọi việc vẫn chưa thành? Chủ tịch Giang sợ ý đồ ám sát anh trai bại lộ, sớm muộn cũng bị anh ta giết chết, nên nhớ anh trai máu lạnh tới mức giết cả bố mình. Giám đốc luật khuyên anh ta tiếp tục diễn kịch, tạo một hình dáng càng ngu xuẩn hơn trước, tuyệt đối không hề có uy hiếp gì với Jin Suk nữa cả. Vì vậy chủ tịch Giang làm theo lời của giám đốc luật, uống rượu say rồi làm loạn hết sở cảnh sát, giả vờ làm kẻ ngu ngốc để ác quỷ Hana không nghi ngờ gì. Phía Jin Suk cũng chính thức công khai lộ mặt là chủ tịch của Ba Bell, còn ấn định hôm nay làm nghi thức nhận chức. Trước giờ nghi thức lên làm chủ tịch của Jin Suk bắt đầu, anh ta tặng em trai một chiếc đồng hồ đôi, đồng thời nói không truy cứu sự việc đi săn hôm trước, còn nói em trai vẫn có chỗ có thể lợi dụng, nếu giết mày thì sau này ai đi tù thay tao chứ. Em trai giả vờ ngốc nghếch đồng ý, nhưng trong lòng càng thêm kiên định sẽ phản lại anh trai. Sau đó Jin Suk ăn mặc sang trọng đứng trước báo chí, để em trai cúi đầu cung kính với mình. Anh ta chính thức lộ mặt không cần giả tạo nữa. Phía Vincenzo biết được tên béo là phó giám đốc công đoàn. Trước đây hắn liêm chính nhưng giờ đã bị Ba Bell mua chuộc. Đồng thời họ biết được giám đốc phòng chiến lược của Ba Bell cực giỏi, hơn nữa lại cực kỳ trung thành với tập đoàn Ba Bell. Cho nên trước tiên họ sẽ đánh vào tên béo phản bội trước. Tên béo lúc này đang ở dưới hầm gửi xe. Hắn rất thích thú vì được Ba Bell tặng cho con xe xịn. Bất ngờ người của Vincenzo giả vờ làm người của băng đảng đến tiếp cận, sau đó bất ngờ đánh ngất tên này. Đợi khi hắn tỉnh lại thấy mình đã bị trói bên hồ nước. Mấy người của Vincenzo giả vờ thương lượng cách giết anh ta, làm một thùng bê tông để cho anh ta vào đó ném xuống hồ. Họ nói với tên phản bội, bởi vì anh ta không còn giá trị lợi dụng nên đã bị công ty Ba Bell vứt bỏ. Họ giả vờ khiên anh ta cho vào thùng đổ bê tông, khiến tên béo này sợ đến đái ra quần. Đúng lúc này Tehi kêu dừng tay lại, cô cho phép hắn khai ra tất cả mọi thứ. Tên béo muốn giữ mạng chỉ có thể làm theo. Anh ta lập tức gọi điện cho nhóm trưởng nhóm kế hoạch Ba Bell đòi 2 tỷ, nếu không tao sẽ khai ra tất cả tội lỗi của mấy người. Sau đó Tehi cùng nam chính tới đưa lời khai của tên phản bội. Đây là toàn bộ các vi phạm của phòng kế hoạch công ty Ba Bell. Có cái này là có thể xin lệnh khám xét họ rồi. Nhưng Vincenzo bảo kiểm sát viên tung tin tức này ra trước. Như vậy thì nhóm kế hoạch phải gấp rút mang tài liệu giấu đi. Họ chỉ cần phục kích là sẽ lấy được chứng cứ. Cùng lúc này Jin Suk đã bị triệu tập đến trước mặt công tố. Kiểm sát viên chỉ cố ý kéo dài thời gian, còn đưa ra lời mời Jin Suk và Hana ăn một bữa cơm ở viện kiểm soát. Bên này trưởng phòng kế hoạch của Balen được tin sắp bị tra xét. Anh ta vội cho tất cả nhân viên ồ ạt thu dọn, tháo tất cả ổ cứng và chuyển hết tài liệu bẩn đi. Hoàn toàn không biết người của mình đã chờ sẵn bên ngoài. Họ lập tức báo tin thang máy kẻ mang tài liệu đi. Nhờ vậy người của mình đi cùng thang máy, bám đuôi hắn ta ra tới ngoài hầm gửi xe. Ở đây Tehi và nam chính đã đợi sẵn, ba người liền lao vào cướp đống tài liệu của hắn ta. Sau đó lại bảo tên béo phản bội gọi cho trưởng phòng kế hoạch, yêu cầu hắn trực tiếp gặp nếu không sẽ nộp đống tài liệu vừa cướp. Vì đã đạt được mục đích nên kiểm soát viên thả Jin Suk về. Hắn bước đi như một vị anh hùng trước mặt báo chí.
sau đó tổ chức một buổi thuyết trình trước hàng ngàn người. Vincenzo cùng Tehi cũng tới theo dõi. Đợi khi tên điểu giới thiệu sản phẩm ô tô Babel trên màn hình, đột nhiên màn hình được chuyển sang cảnh khác. Đó là video của tên phản bội và trưởng phòng kế hoạch đang gặp nhau, tất cả do một camera giấu kín quay lại. Trong video, tên béo chỉ trích trưởng phòng ra tay đàn áp công đoàn. Trưởng phòng kế hoạch biện giải anh ta chỉ nhận lệnh của chủ tịch mà thôi. Jin Suk nghe điều này cực kỳ cay cú. Hóa ra Vincenzo đã cho người khống chế phòng kỹ thuật để phát video. Bên ngoài loạn cào cào nhưng chủ tịch không làm gì được. Vậy là việc chủ tịch ba bờ đàn áp công đoàn đã trở thành sự thật. Các phóng viên lần lượt chụp ảnh Jin Suk đứng trên sân khấu. Hắn cay cú nhìn lên chỗ Vincenzo đang ngồi. Nam chính nhìn đồng hồ rồi đếm ngược. Bất ngờ một thùng máu lợn từ trên trần đổ xuống Jin Suk. Đổ máu lợn là truyền thống của mafia ấy. Trước khi giết đối phương họ sẽ đổ máu lợn để thị uy. Jin Suk đứng trên sân khấu nhục như con trùng trục. Vincenzo cùng Tehi vỗ tay ăn mừng. Riêng tên em trai thấy màn này vô cùng hưng phấn. Cận vệ lao lên trùm chăn đưa chủ tịch Jin Suk đi. Nhưng còn chưa đi ra khỏi hội trường đã bị bắt lại. Anh bị bắt khẩn cấp vì đàn áp công đoàn. Chủ tịch Giang đúng là không giấu nổi niềm vui. Sau đó các bên được đưa về trước mặt công tố viên để đối chất. Công tố viên đặt lên bàn các bằng chứng thu được từ phòng kế hoạch. Ác quỷ Hana vẫn có vẻ ương bướng. Thế là Vincenzo đưa ra ghi âm lời khai của tài xế đâm chít giám đốc công đoàn. Lúc này bà ta mới sợ hãi. Thì ra trước đó hai người đã đi gặp tài xế này. Tài xế này khai đã nhận 200 triệu won để giết người. Nhưng sau khi nghe tin các sát thủ làm cho Babel đều bị diệt khẩu, nên anh ta mới khai ra mọi chuyện để giữ mạng sống. Công tố viên nghe xong liền ra lệnh bắt tạm giam 4 người của Babel để điều tra. Tên điểu Jin Suk châm chọc Vincenzo là mafia ấy. Vincenzo cười rằng, tôi chỉ là đang đi dọn một đống rác hôi thối mà thôi. Trận chiến nhỏ này Vincenzo đã hoàn toàn chiến thắng. Tuy rằng 4 người này chỉ đêm nay sẽ được thả ra, nhưng Vincenzo muốn nội trong đêm nay phải hành động nhanh nhất có thể. Anh lập tức nhóm họp mọi người, nói rằng vụ công đoàn chỉ là kế dương đông kích tây. Mục tiêu thật sự là vạch trần công ty ma mà Jin Suk đứng tên. Trong viện kiểm sát, chủ tịch Giang suy nghĩ một hồi, hắn đột nhiên đứng dậy thừa nhận hết mọi tội lỗi cho anh trai, khiến ai ở đây cũng phải ngỡ ngàng. Chủ tịch Giang hiểu tội danh đàn áp công đoàn là rất nhẹ, nên muốn nhận tội này để tạm lấy lòng anh trai. Ngay lúc này cấp trên là cục trưởng bước vào, hắn đã nhận hối lộ nên đứng về phía tập đoàn Babel, trực tiếp đến làm chứng giúp mấy người điều này vô tội. Cục trưởng còn ra lệnh hủy mọi điều tra, khiến công tố viên cay cú nhưng không làm gì được, còn đám người Jin Suk vì vui mừng lắm. Phía bên này trợ lý điều tra được ghi chú về công ty ma của Jin Suk, vì vậy chỉ cần tìm một chuyên gia về công ty ma về đây là được. Trùng hợp là ở bên cạnh Vincenzo chính là có một chuyên gia như vậy. Lão đại xã hội đen này đã từng là chuyên gia trốn thuế và rửa tiền. Mấy người này từng bị tập đoàn ba bờ nhốt trong xe đông lạnh, nhờ Vincenzo cứu nên giờ họ muốn cùng anh báo thù. Bên này nhóm 4 người ác đã được viện kiểm sát thả ra. Jin Suk có lời khen em trai vì hôm nay đã nhận tội, lần sau nhớ nhận những tội lớn như trốn thuế và rửa tiền nữa nhé. Chủ tịch Giang vui vẻ đồng ý, em sẽ nhận bất cứ tội gì cho anh. Nhưng nội tâm chủ tịch Giang đã vô cùng sợ hãi rồi, vì vậy anh ta hẹn riêng giám đốc luật nhờ liên hệ với Vincenzo. Tôi muốn bí mật gặp Vincenzo càng sớm càng tốt. Việc đàn áp công đoàn bọn Babel đổ hết lên trưởng phòng kế hoạch, không bắt được tội Babel nên công tố viên rất buồn. Anh ta nói giá mà có tài liệu bí mật kia thì đã bắt được Babel rồi. Công tố viên vừa nói vừa dùng ánh mắt thăm dò Vincenzo. Hóa ra anh ta và quản lý của Vincenzo sớm đã quen biết, cũng biết tất cả các bí mật về tài liệu mật và kho vàng. Cùng lúc này ác quỷ Hana gọi điện cho Paolo là kẻ thù của nam chính ở Ý, muốn hợp tác cùng hắn tiêu diệt Vincenzo. Phía Vincenzo lúc này được chủ tịch Giang hẹn gặp mặt. Chủ tịch Giang nói muốn hợp tác với Vincenzo để hạ bệ anh trai mình. Liệu anh có thể tha mạng cho tôi và Babel không? Không ngờ Vincenzo lập tức từ chối. Luật của mafia là không lợi dụng sự phản bội trong gia đình, bởi sau này có thể bị chính gia đình của mình phản bội. Nói xong Vincenzo cắp đít đi về. Chủ tịch Giang ở lại càng tôn trọng nam chính hơn. Phía lão đại xã hội đen phân tích về việc rửa tiền của tập đoàn Babel. Tất cả việc rửa tiền này đều do trưởng phòng Châu ngày xưa thực hiện, mà tên trưởng phòng đó đã bị đuổi việc rồi. Hiện tại anh ta đang làm ca sĩ hát cho một quán bar. Vincenzo cùng Tehi lập tức tìm đến. Hai người hỏi công ty ma của Jin Suk rửa tiền thế nào. Trưởng phòng nói công ty ma của Babel được ngụy trang thành một phòng tranh. Bọn họ thông qua các tác phẩm tranh để tiến hành rửa tiền. Sau đó lại dùng tên của công ty ma mua cổ phiếu của Babel. Dùng cách phạm pháp này để tăng cổ phần của chủ tịch Babel. Tất cả tư liệu rửa tiền đều ở trong phòng tranh đó. Phòng tranh này được canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt, ra vào cửa cần dấu vân tay của giám đốc. Đồng thời trong phòng giám đốc còn có một bức tranh giá trị liên thành. Vincenzo sau đó quay về chung cư Gegen Plaza. Bất ngờ cô giáo mang đến một tin tức lớn. Tôi biết cách mở kho vàng thế nào. Ba người lập tức đưa cô giáo vào phòng gặp riêng. Cô giáo nói tôi chính là người lập trình hệ thống khóa mật thất. Thì ra trước đây cô giáo là người lập trình. Khi nghe tin những người chuyển số vàng đều bị diệt khẩu, cô vội vàng thu dọn đồ đạc bỏ chạy tụt quần. May mắn rằng hôm đó sát thủ không truy sát được cô. Cô giáo nói có cách mở mật thất, với điều kiện 4 người phải cùng nhau chia số vàng này. Vincenzo nói vàng ở đó hàng chục tấn nên 4 người tạm thời chưa thể vận chuyển. Họ sẽ chờ thời cơ thích hợp để mà lấy vàng.
Sáng hôm sau, Vincenzo cùng Tehi đến phòng tranh rửa tiền của Babel. Anh phát hiện cửa phòng giám đốc Luân có hai bảo vệ nghiêm ngặt, hơn nữa cửa phòng lại được khóa bằng vân tay giám đốc, xem chừng họ hoàn toàn không có cách nào. Đang lúc ba người bế tắc thì cô giáo ra tay. Cô giáo hack vào hệ thống khách hàng hẹn gặp giám đốc, tìm được một đôi tình nhân để Tehi và Vincenzo giả dạng. Cô giáo dễ dàng thay ảnh hai người vào danh sách hẹn trước, vì để đóng giả càng giống một đôi tình nhân. Vincenzo đưa Tehi đi mua quần áo và trang sức đắt tiền. Đồng thời đôi tình nhân thật lúc này cũng xuống sân bay. Anh trợ lý liền giả dạng làm tài xế đưa họ đi chỗ khác. Cùng lúc này hai người đã thành công giả dạng đến được phòng tranh. Quản lý đưa họ vào trong bức tranh tình yêu vĩnh hằng. Đột nhiên nói anh đã chuẩn bị màn cầu hôn bất ngờ ở đây. Vincenzo chợt hiểu ra đó là kế hoạch của đôi tình nhân kia. Thế là anh đành phải thuận thế theo mà diễn kịch. Con vợ quỳ một chân xuống giả vờ cầu hôn Tehi cho chuẩn. Tehi cũng diễn kịch chấp nhận lời cầu hôn. Vincenzo rất ngượng ngùng đeo nhẫn cho cô gái. Trưởng phòng cùng mọi người cổ vũ hãy hôn nhau nào, khiến Vincenzo vô cùng xấu hổ nói lời từ chối. Ai ngờ Tehi bất ngờ ôm cổ hôn anh một nụ ngọt ngào. Vincenzo ngại ngùng khiến đôi tai đỏ rực, nhưng diễn một lát hai người đã có tình cảm với nhau thật rồi. Cùng lúc này đôi tình nhân thật kia được đưa đến chùa, họ cũng tỏ tình trước sự chứng kiến của Phật. Hai vị sư phụ gõ mõ chúc phúc cho đôi tình nhân. Quay lại phía Vincenzo ngỏ lời muốn mua bức tranh đắt tiền. Giám đốc không nghi ngờ mời họ vào phòng riêng để xem bức tranh. Không ngờ bức tranh vô giá kia lại để dưới đất. Cùng lúc này Vincenzo sắp xếp hai người gây náo loạn bên ngoài. Thế là bảo vệ lập tức vào báo cáo với giám đốc. Giám đốc không nghi ngờ gì liền mặc hai người rời đi. Vincenzo cùng Tehi lập tức cắm USB vào máy tính. Cô giáo ở bên ngoài nhanh chóng hack vào máy tính này, nhưng ít nhất cần vài phút để mở được mật khẩu. Phía bên ngoài hai người náo loạn cố gắng hết sức kéo dài thời gian, đồng thời hai người khác giả danh cảnh sát đến trợ giúp, nhờ vậy đủ thời gian cho cô giáo truy cập máy tính thành công. Cô gái là đồng nghiệp cũ nhanh chóng tìm kiếm tập tin bí mật và sao chép nó, nhưng việc này mất thời gian khiến ai cũng căng thẳng. Phía nhóm người náo loạn cùng cảnh sát được dẫn vào phòng tranh. Họ giả vờ tố cáo phòng tranh sao chép tranh của họ, nhưng giám đốc chợt nhớ tới hai người trong phòng mình. Bên trong phòng việc sao chép đã gần thành công. Đúng lúc Vincenzo rút USB ra thì giám đốc đã dẫn người quay lại. Giám đốc tra hỏi ba người đứng trước máy tính làm gì. Việc đến nước này Vincenzo đành chuyển phương án B. Anh lấy ra một thẻ nhân viên tình báo giả, Tehi đồng thời để lộ khẩu súng. Họ nói mình là nhân viên tình báo điều tra tác phẩm mất tích này. Vincenzo rút súng bắn chỉ thiên đe dọa như thật, sau đó lại dùng súng đe dọa giám đốc, khiến bà ta sợ hãi khai ra việc nhập lậu tranh một bức tranh về. Vincenzo bảo cô ta giao bức tranh cho anh đội trưởng, đồng thời phải xóa đi mọi camera giám sát ghi hình, như vậy sẽ tạm tha tội cho cô ta. Mọi người nhờ giả dạng làm mật vụ mà an toàn rời khỏi, trong khi bọn kia hoàn toàn không biết là đã bị lấy đi tài liệu mật. Cùng lúc này hai sát thủ từ Ý đã tới Hàn Quốc, chúng được cử tới để giết Vincenzo. Phía Vincenzo và Tehi sau cảnh hôn vẫn còn có chút ngại ngùng, tình cảm giữa họ đôi chút thật giả lẫn lộn. Cả hai đi bộ tìm quán ăn, nhưng Vincenzo chợt cảm thấy rợn tóc gáy. Anh biết có người đang theo dõi họ nên bảo Tehi đi mua bia trước, sau đó một mình dẫn hai sát thủ kia đi theo. Vincenzo âm thầm bước lên trên tầng, hai tên sát thủ cũng rút súng chuẩn bị chiến đấu. Nhưng bất ngờ một tên bị anh khống chế gọn, là cậu chủ Paolo đã gửi chúng mày đến sao? Đang khi hai bên khống chế nhau, Paolo bất ngờ xuất hiện từ sau khống chế. Vincenzo bị sát thủ đánh ngã quỳ dưới sàn nhà, anh nắm chặt chiếc bật lửa trong tay chờ chết. Đúng lúc sát thủ chuẩn bị bóp cò, đột nhiên một đàn bồ câu ở đâu ồ ạt bay tới gây nhiễu loạn. Vincenzo nhân cơ hội này bất ngờ phản kích, trong chớp mắt bắn gục được hai sát thủ. Anh chạy tới cảm ơn chú bồ câu, cảm giác như đó là ông chủ người Ý của mình đã nhập hồn vào nó. Bên này Jinsuk đã biết việc tài liệu rửa tiền đã mất, còn mụ Hana đề nghị Jinsuk ra nước ngoài trốn một thời gian. Anh lập tức kêu em trai tìm vé đi Mỹ cho mình, sau đó phẫn nộ đập nát bức tranh giá trị liên thành dưới đất. Mau đưa thi thể Vincenzo cho tao. Bên này người của Vincenzo đang thu dọn thi thể, họ thấy nhật ký của gọi của sát thủ có gọi cho con mụ Hana. Vincenzo giờ mới hiểu con mụ Hana không phải dạng vừa. Anh lập tức gửi ảnh ba thi thể sát thủ cho bà ta xem. Chủ tịch Giang biết chuyện có chút đắc ý, anh ta nhân cơ hội chửi Hana làm ăn cho nó tốt vào. Jinsuk sau đó vội rời đi ra sân bay gấp, nhưng vừa ra ngoài cửa thì công tố viên Dung đã mang lệnh bắt giữ tới nơi. Họ kịp thời còng tay đưa hắn đi ngay trong đêm. Sáng hôm sau nam nữ chính cùng các hộ dân xem tin tức, chờ công tố viên Dung công bố tội lỗi của tập đoàn Babel. Nhưng không ngờ thời cuộc thay đổi hoàn toàn, anh ta bất ngờ xin lỗi vì đã điều tra tập đoàn Babel, đồng thời công bố tập đoàn Babel hoàn toàn trong sạch. Mọi người nghe xong không khỏi bàng hoàng. Vậy là chỉ trong đêm qua anh ta đã bị tập đoàn Babel mua chuộc. Hai anh em Jinsuk ở nhà vui vẻ vô cùng, còn Tehi bất lực ném ly nước vào màn hình TV. Bao nhiêu công sức thu thập chứng cứ giờ đã bị công tố viên phản bội kia hủy hết. Hai người đã tính ngàn kế sách mà không nghĩ tới công tố viên sẽ phản bội họ. Thì ra bên này cục trưởng trực tiếp ra tay mua chuộc công tố viên Dung, cũng bởi ông ta đã được Jinsuk thưởng cho hai tầng của tòa tháp. Đồng thời công tố viên cũng mặc cả với Jinsuk, tôi biết nơi chứa tài liệu mật máy chém kia, đổi lại Jinsuk phải đưa hắn lên làm cục trưởng. Jinsuk giả vờ đồng ý, đợi lát sau khi công tố viên Dung về tới nhà,
bất ngờ phát hiện các bảo vệ đã bị trói trong xe. Hai lái xe cũng đột nhiên bị kẻ địch kích điện ngất, hắn ta sợ hãi vội vàng chạy lên nhà xem vợ con. Thì ra Vincenzo đã ở đây chơi với hai mẹ con từ tối, con gái còn nói chú ấy rất là tốt bụng. Công tố viên lập tức trở nên sợ hãi cho hai mẹ con. Hắn ra ngoài cầu xin Vincenzo tha tội phản bội cho mình. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì để báo đáp. Vincenzo nói tạm thời tao sẽ không giết mày. Nói xong anh giật cả vạt kéo hắn xuống như một con chó. Khi nào thích hợp thì tao mới giết mày. Nói xong Vincenzo ngang nhiên rời khỏi, để lại tên công tố viên sợ đến mất mật. Quay lại với tên Jin Suk, hắn ra lệnh cho em trai ngày mai đưa cổ phiếu xe điện Babel lên sàn chứng khoán Mỹ, đẩy cho giá cổ phiếu lên cao ngút rồi âm thầm bán hết đi. Phía Tae-hee lúc này mua một chiếc túi sách, sau đó đưa cho nam chính bảo anh tặng mẹ mình. Tôi biết thử mẹ anh chính là người bảo mẫu nằm trong viện. Sau khi bảo mẫu nhận cái túi vô cùng vui vẻ, bà hoàn toàn chưa biết Vincenzo là con trai thất lạc. Bà ấy nhắc đến việc tái thẩm vụ án của mình. Nhiều năm nay bà luôn chịu oan ức không dám kiện bố của Jin Suk, nhưng giờ sắp chết nên quyết định thử xem sao. Hai người lập tức đồng ý giúp đỡ bà kiện cố chủ tịch của Babel đã xâm hại bà. Về nhà Tae-hee rất tức giận vì thấy cổ phiếu của Babel tăng vút, không đánh sập được Babel thì thôi, bây giờ lại phải chống mắt nhìn nó càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng ngược lại Vincenzo tỏ ra bình tĩnh vô cùng. Anh lấy ra một cái USB nói với Tae-hee, bên trong chính là phần văn kiện bí mật máy chém. Hóa ra trước đó Vincenzo đã kịp lấy nó ra khỏi thỏi vàng. Cả nhóm sau đó mở ra xem, bên trong tài liệu chứa tội lỗi của tất cả các quan chức và tập đoàn lớn. Nhờ cái này họ sẽ điều khiển được rất nhiều quan chức quan trọng, chính là dùng cái ác để đấu lại cái ác. Phía Hana cũng nói với Jin Suk tài liệu mật đang ở Gegeum Plaza, nếu có được nó các quan chức lớn sẽ phải quỳ hết dưới chân ngài. Jin Suk vui vẻ nói vậy thì mau phá bỏ Gegeum Plaza, chẳng phải tài liệu mật ở trong hầm vàng dưới đó hay sao chứ? Tôi sẽ cho hết chỉ số vàng trong hầm. Cùng lúc này chủ tịch Giang đến gặp nam nữ chính, anh ta lại thử kéo Vincenzo về phía mình, nói rằng tôi chỉ muốn ngăn chặn anh trai mình giết thêm nhiều người nữa. Sau này tôi hứa sẽ để Babel làm ăn thật là minh bạch. Vincenzo hỏi tại sao lại tìm đến hai người. Chủ tịch Giang nói tôi thấy chỉ có hai người mới hạ được anh trai tôi. Vincenzo nói trả lời được ba câu hỏi kinh tế này thì tôi sẽ hợp tác. Không ngờ nam chính hỏi câu nào tên Giang cũng không trả lời được. Thế là anh đuổi hắn đi về. Lần sau nhớ học thuộc sách kinh tế rồi hãy đến hợp tác nhé. Bên này Jin Suk uống rượu tâm sự với ác quỷ Hana, hỏi bà ta làm cách nào để Vincenzo cực kỳ đau khổ. Hana nói vậy thì hãy đánh vào gia đình của Vincenzo. Bà ta hứa sẽ giúp Jin Suk nắm thóp về gia đình của nam chính. Bên này anh trợ lý sau một đêm đọc tài liệu mật nói rằng giám đốc tòa báo chính là người đã giết anh mình để tranh quyền thừa kế. Hôm đó hắn rủ anh trai đi leo núi rồi bất ngờ đẩy xuống vực. Màn này bị camera ở gần đó quay lại hết và tất cả được cục tình báo lưu lại. Cục tình báo chính là dùng video này để khống chế hắn ta. Tài liệu mật còn nói giám đốc ô rất là mê tín, những thứ lớn nhỏ trong đời đều nghe thầy bói sắp xếp. Người của Vincenzo lập tức bắt cóc tên thầy bói này. Bên cạnh là một thùng xăng. Lúc này Vincenzo cầm chiếc bật lửa đi tới đốt tờ báo. Anh trai thì cầm thùng xăng chuẩn bị đổ lên người hắn ta. Tên thầy bói sợ đến ỉa ra quần, lập tức đồng ý làm tất cả theo lời của Vincenzo. Sau đó các cư dân Gegeum tiến hành bỏ phiếu, chọn ra người thích hợp làm thầy bói để thay thế hắn ta. Khi kiểm phiếu bất ngờ thay tất cả đều bầu cho Vincenzo. Kết quả Vincenzo thành công được chọn giả làm thầy bói. Thầy bói thật sau đó gặp giám đốc tòa báo nói rằng linh lực của tôi đã hết, không thể xem bói nữa. Hắn ta giới thiệu Vincenzo cho giám đốc ô. Giám đốc tòa báo theo đề nghị của thầy bói đi đến tòa nhà. Bên ngoài các cư dân xếp hàng dài giả vờ như rất đông khách. Bên trong Tae-hee và Vincenzo đã sớm chuẩn bị trang phục xong. Vincenzo nhìn giám đốc tòa báo một cái, liền mở miệng nói người sắp chết rồi. Ông ta tức giận chỉ trích Vincenzo lừa đảo quay người rời đi. Đột nhiên Vincenzo giả vờ là bị anh trai hắn ta nhập hồn. Tae-hee đồng thời cũng diễn phụ họa theo. Vincenzo trực tiếp gọi tên hồi nhỏ của hắn, sau đó nói với ông ta anh là anh trai của em đây. Sao em có thể đẩy anh xuống núi rồi bỏ đi chứ? Hắn ta sợ đến mất mật ngồi phịch xuống đất, hoàn toàn đã tin tưởng vào vị đại sứ trước mắt này. Khi định thần lại, ông hỏi Vincenzo mình rốt cuộc mình vì sao mà chết. Tae-hee ở bên cạnh vung bút lông, một chữ Babel màu đỏ xuất hiện trên mặt giấy. Vincenzo nói với ông ta phải đoạn tuyệt với tập đoàn Babel, nếu không sẽ chết vô cùng thảm thiết. Đồng thời viết số 5 tức là ông ta chỉ còn sống được 5 ngày, khiến giám đốc tòa báo sợ toát hết mồ hôi hột. Lát sau trợ lý đọc tài liệu phát hiện thêm một tội ác của Jin Suk. Jin Suk học trung học đã giết 4 người bạn cùng lớp học, người thì bị đẩy xuống lầu, người thì bị hắn dùng dây thừng để mà siết cổ. Càng đáng sợ hơn là Jin Suk thu gom đồng hồ của người bị hại mang về, hắn coi đó là chiến lợi phẩm. Trong đó có 6 cái tức là 6 người đã chết trực tiếp dưới tay hắn ta. 16 tuổi hắn đã bị kiểm tra tinh thần biến thái, nhưng sau đó được bố chủ tịch đưa ra nước ngoài, rồi dùng tiền bưng bít tất cả mọi chuyện. Giám đốc tòa báo về nhà đăng tin thất thiệt, khiến giá cổ phiếu xe điện Babel lao dốc. Jin Suk rất tức giận khi biết giám đốc tòa báo không nghe lời. Hắn gọi điện chửi mắng ông một trận, nhưng giám đốc nói tôi chỉ đăng tin sự thật mà thôi. Hôm sau giám đốc lại đến tìm nam chính, còn 4 ngày để sống khiến ông ta vô cùng sợ hãi. Tại sao tôi đã chống lại Babel mà vẫn chưa giải được hạn, rốt cuộc tôi phải làm gì nữa hả? Nhân cơ hội này Vincenzo nói chủ tịch Babel chính là kẻ ám ông, phải vạch trần tội lỗi của hắn để xin những oan hồn chết dưới tay hắn ta phù hộ.
Sau đó Vincenzo diễn một màn bị hồn nhập lên đồng, giả vờ là oan hồn bị Jin Suk hại chết, cầu xin Jin Suk đừng xiết cổ mình. Đồng thời Tae Hee và anh bạn cũng múa phụ họa, giám đốc lại bị kinh hãi một lần nữa. Rất nhanh tin tức Jin Suk từng giết bốn bạn học được đưa lên TV. Jin Suk nghĩ thế nào cũng không hiểu, những người biết chuyện năm đó đều đã chết. Rốt cuộc truyền thông làm sao biết được chuyện này? Hana đề nghị mau theo dõi giám đốc tòa báo. Tối đó giám đốc đến Gaegeum PLA ra liền bị chụp ảnh lại, khi vào trong Tae Hee viết một chữ sống. Giám đốc biết mình đã giải được hạn vui mừng vô cùng, ông quỳ xuống thành tâm cảm ơn Vincenzo. Nam chính cũng không ngờ làm nghề thầy bói lừa người lại dễ như vậy. Cùng lúc này quản lý choi của Vincenzo đang dưới hầm gửi xe, bất ngờ một chiếc xe lao tới ám sát may mà tránh kịp. Bên trong đám sát thủ bịt mặt lao ra thủ tiêu, quản lý choi cố gắng gồng mình chống đỡ, nhưng chẳng mấy đã bị chúng chém vào tay. Ngay lúc nguy cấp Vincenzo kịp thời xuất hiện giải cứu, nhờ bản lĩnh mafia anh dễ dàng đánh lùi nhóm người áo đen, bọn này thua cuộc vội vàng lên xe tẩu thoát. Bên khác ảnh chụp giám đốc tòa báo đã đến tay Jin Suk, bây giờ họ mới biết là do Vincenzo giở trò. Đồng thời ác quỷ Hana đưa cho Jin Suk tiểu sử của nam chính, bà ta điều tra được Vincenzo hồi nhỏ bị mẹ bỏ rơi, mà bà mẹ ấy đang bị ung thư và nằm ở viện nào đó. Vincenzo thỉnh thoảng cũng có qua lại với mẹ ruột mình. Cuối cùng Jin Suk cũng nắm được nhược điểm của Vincenzo. Cùng lúc này Vincenzo đang đi bộ ở Gaegeum Plaza, thấy một kẻ áo đen ở đây anh liền đuổi theo hắn lên tầng thượng. Ai ngờ khi lên tầng thượng lại mất dấu hắn. Vincenzo không biết đây là cái bẫy Jin Suk đặt ra. Phía sau một người bị đẩy từ trên cao xuống chết. Vincenzo tiến lại gần phát hiện là giám đốc Ô. Lời nói đùa ông chỉ sống được 5 ngày giờ đã thành sự thật. Ngay lập tức cảnh sát ở đâu xông ra. Chúng đều là người Babel mua chuộc đến đây từ trước. Cảnh sát nói họ nhận được tin của giám đốc tố cáo Vincenzo bắt ông ta tới đây. Vincenzo biết chúng sẽ thủ tiêu anh ngay trên đường áp giải, nên trực tiếp phản kích lại mấy tên cảnh sát cặn bã. Anh dễ dàng đánh ngã ba người này rồi rời đi. Cùng lúc đó tên sát thủ chạy xuống thì va vào lão đại. Lão đại thấy hắn khả nghi liền không cho đi. Tên này bất ngờ đấm anh nhưng đúng là sai lầm. Phía Vincenzo chạy vào xe của chú hàng xóm, nhờ vậy mà được chú chở đi. Phía tên sát thủ lúc này vẫn đang đánh nhau với lão đại. Sau một hồi chiến đấu cũng may có đàn em tới giúp, cả nhóm rất nhanh trói được hung thủ thật sự. Điện thoại của sát thủ có mấy cuộc gọi nhỡ, xem ra sát thủ còn có đồng bọn. Sau đó cả nhóm đưa hắn ta đến cho Vincenzo. Rất nhanh cả nhóm đã tìm được hai đồng bọn của hắn, trực tiếp đánh cho đám này một trận. Sau đó Vincenzo đưa ba tên sát thủ đến đồn cảnh sát. Tae Hee kể lại hành vi mà chúng đã thực hiện. Ba sát thủ này trước tiên đóng giả thành lao công, đợi giám đốc tan làm liền đánh chết tại chỗ. Sau đó mang thi thể bằng xe lao công ra khỏi công ty, lát sau đưa đến sân thượng của Gaegeum Plaza để vu tội cho nam chính. Sát thủ còn dùng điện thoại của giám đốc báo cảnh sát đến đây. Một trong ba người dẫn dụ Vincenzo lên lầu rồi đẩy thi thể xuống. Cảnh sát đã bị mua chuộc nên không quan tâm. Rất may Tae Hee đã có camera hành trình trên xe của các sát thủ, đồng thời nói rằng mình đã giữ bản sao, nên cảnh sát không thể vu tội cho bọn họ được. Hôm sau cảnh sát đến trực tiếp tập đoàn Babel, bắt luôn một vị luật sư ra lệnh cho ba sát thủ. Đương nhiên đây là ác quỷ Hana ép anh ta nhận tội thay thế. Mọi việc thất bại khiến Jin Suk cay cú chửi cho cả đám một trận. Sau việc này giám đốc luật nói chuyện riêng với Hana. Văn phòng luật sư không phải tổ chức sát thủ, vì sao suốt ngày phải đi giết người như thế? Giám đốc nói Jin Suk kia căn bản là tên thần kinh, nhưng ác quỷ Hana thật sự đã quá mù quáng. Còn mụ nhất quyết phục tùng còn chửi mắng giám đốc luật. Phía Vincenzo và Tae Hee hôm nay đưa bảo mẫu đi chụp ảnh. Tae Hee cố tình để cả nhà chụp chung. Lát sau khi ra ngoài đi dạo, Tae Hee lại cố ý rời đi để hai mẹ con lại với nhau. Bảo mẫu nói về chuyện quá khứ, sau khi bỏ con trai đi bà ấy vẫn luôn hối hận. Nếu có thể gặp lại tôi rất muốn xin lỗi con mình. Vincenzo nói với bà lúc này cũng không muộn. Đứa trẻ đó nhất định đang chờ bà. Mặt hai mẹ con đều tràn đầy nước mắt, nhưng Vincenzo vẫn chưa chịu gọi bà một tiếng mẹ ơi. Phía Jin Suk suy nghĩ về việc giám đốc Ô đang chuyện giết bốn bạn học của anh lên báo. Nhất định là Vincenzo đã có văn kiện bí mật kia. Nếu vậy thì họ cần nhanh chóng giết anh ấy. Jin Suk đứng trước tòa nhà Gaegeum cười một cách bí hiểm, sau đó đưa điện thoại lên chụp ảnh tòa nhà này. Lát sau hắn cử người kiểm tra đường ống khí ga của tòa nhà đến. Trong khi các cư dân tập trung ở nhà hàng mừng một cặp vợ chồng có thai, họ hoàn toàn không biết đang gặp nguy hiểm. Người phụ nữ kia kích hoạt thiết bị điều khiển từ xa, lập tức khí ga trong quán ăn ở đó bị xả ra ngoài. Nam nữ chính cùng hộ dân cứ ăn mừng mà không biết thời gian dần đếm ngược về không. Bất ngờ lúc này đội phòng cháy tiến đến, họ nhận được báo án chỗ này có hỏa hoạn đến sớm hơn dự định. Mọi người ra khỏi cửa thấy khắp nơi ngào ngạt khí ga. Rất nhanh họ phát hiện ra chỗ khí ga bị mở, đồng thời tìm thấy chiếc đồng hồ đếm ngược ở đây, chỉ còn có mười mấy giây nữa. Vincenzo rất nhanh hiểu ra vấn đề, anh chạy như điên tới cửa sổ ném đồng hồ ra khỏi. Đồng hồ kết thúc đếm ngược lập tức bốc cháy. Cư dân bàng hoàng phát hiện kịch bản giết toàn bộ người ở đây. Các hộ dân đều có chút sợ hãi, thật đáng sợ với sự dã man của tập đoàn Babel. Nhưng họ chưa hiểu là ai đã báo cho lính cứu hỏa tới. Kế hoạch thất bại, Jin Suk vô cùng tức giận, hắn ném đồ rách đầu của chủ tịch Giang em trai mình. Chủ tịch Giang nhịn đau nắm chặt tay áp chế tức giận. Đúng lúc này ác quỷ Hana đã tới nơi. Cô ta đã điều tra ra được bệnh viện mà mẹ của Vincenzo nằm. Jin Suk nói sẽ hủy diệt thứ mà Vincenzo quý trọng. Lát sau chủ tịch Giang đến gặp nhóm nam chính, anh ta cố ý để lộ vết thương trên trán ra ngoài.
tôi chính là cứu mấy người mà bị như vậy. Thì ra người hôm qua gọi xe chữa cháy chính là anh ta, nếu không có tôi các người đã chết hết rồi. Chủ tịch Giang cho rằng anh ta có ơn cứu mạng, bây giờ Vincenzo nên giúp mình rồi chứ. Vincenzo gật đầu đồng ý, cũng không biết là thật sự có ý đồ gì. Vincenzo nói chuyện với Tehi rằng cứ thế này họ cũng không thể sống lâu, vì vậy cần phải ra tay trước Jin Suk một bước. Ác quỷ Hana lúc này tìm đến một tên tù nhân vừa ra tù, thì ra hắn chính là kẻ đã thủ tiêu tài xế lái xe tải đâm chết bố của Tehi. Hana cho hắn lên xe để đi làm việc gấp. Rất nhanh Jin Suk gọi điện cho Hana, ra lệnh tối nay phải hạ sát mẹ của nam chính. Chủ tịch Giang lấy danh nghĩa mang nước vào để thăm dò, nhưng Jin Suk không để lộ ra một chữ nào cả. Buổi tối tên phạm nhân đóng giả là y tá đi đến phòng bệnh của bảo mẫu. Ông ta bóp cò bảo mẫu một cách dã man. Rất nhanh mẹ của nam chính tim đã ngừng đập. Vincenzo mua đồ ăn tới cho mẹ đi qua tên sát thủ mà không biết gì. Anh đến cửa phòng bệnh mới biết xảy ra chuyện lớn. Nam chính đau lòng nhìn mẹ mình đã chết nằm trên giường bệnh. Trong lòng Vincenzo vô cùng trống rỗng. Anh từ từ đi đến bên cạnh thi thể của mẹ, tuyệt vọng quỳ xuống bên cạnh giường. Lòng vô cùng tự trách vì đã không bảo vệ mẹ tốt. Lát sau Vincenzo cùng cảnh sát xem camera, xác nhận hung thủ là tên phạm nhân vừa được ra tù. Hắn đâm vào tim bảo vệ trước khi kết liễu mẹ của anh. Vincenzo lập tức rời đi tìm tên hung thủ. Ác quỷ Hana rất vui vì nhiệm vụ ám sát đã thành công. Jin Suk vui vẻ cùng con mụ vừa khiêu vũ vừa cười. Phía anh mật vụ tình báo rất nhanh đã tìm được địa chỉ của tên sát thủ. Anh lập tức báo tin này cho nam chính. Chớp mắt Vincenzo đã tìm đến nơi ở của hắn ta. Đôi mắt vô hồn đánh hắn ta một trận, giã vào mồm hắn chút hết nỗi căm hờn. Vincenzo hỏi hắn nhận lệnh của ai, tên này bạn đầu còn cứng đầu không nói. Điều này khiến Vincenzo bực mình, anh bắt đầu rút móng tay của tên phạm nhân, lần lượt làm nát từng đầu ngón tay của hắn. Sau đó anh thả cho hắn chạy ra đường, còn bản thân lạnh lùng và bình tĩnh đi ở phía sau. Tên sát thủ chạy về biệt thự của Jin Suk. Tại đây Vincenzo đánh gục luôn hai bảo vệ chặn đường. Bên trong bốn người bọn Jin Suk đang uống rượu ăn mừng. Jin Suk công bố tao vừa mới giết mẹ của Vincenzo. Em trai và giám đốc luật nghe xong giật mình sợ hãi. Bên ngoài lúc này tiếp tục một đám bảo vệ xông ra, nhưng Vincenzo đang trong cơn bĩ cực, từng đòn đánh đều vô cùng lạnh lùng, hàng chục bảo vệ nhanh chóng đều bị hạ gục. Phía bên trong bốn người còn đang cãi nhau linh tinh. Giám đốc luật trách con mụ Hana suốt ngày giết người, còn ác quỷ Hana vì được Jin Suk ủng hộ nên rất tinh tướng. Bất ngờ tên tội phạm cả người đầy máu xông vào khiến bà ta sợ hãi. Vincenzo ngay sau đó bắn nát sọ hắn ta. Bốn người trong phòng mặt cắt ra không còn giọt máu. Vincenzo dí súng vào con mụ Hana cho ả sợ, rồi nổ súng bắn khắp một lượt trong phòng. Vincenzo cảnh cáo từng người họ, ta không muốn kẻ thù giết mẹ được chết dễ dàng. Chúng mày từng người đều phải nếm mùi đau khổ trước khi chết thật sự. Vincenzo sau đó yêu cầu bọn chúng tự xử lý cái xác của tên tù nhân. Mọi chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Đang lúc anh định rời khỏi thì đột nhiên quay lại với Jin Suk. Anh dùng súng bắn nát tai tên ác quỷ này. Sau đó ung dung rời khỏi biệt thự của hắn. Vincenzo trở về bên xác của mẹ, cuối cùng cũng không kìm được cảm xúc mà bật khóc lớn. Anh đau đớn gọi hai tiếng mẹ ơi, nhưng đáng tiếc mẹ anh không còn nghe thấy được nữa. Hôm sau Vincenzo dán ảnh hai mẹ con lên mộ, lòng tự hứa nhất định sẽ phải báo thù bằng mọi giá. Bên này Jin Suk trong bệnh viện cay vãi cả đái, trước tiên hắn và mặt em trai. Sau đó ra lệnh cho Hana cử tất cả sát thủ đi giết Vincenzo bằng được. Hana từ chối và kêu anh từ từ, đợi vài ngày cho tình hình ổn định rồi hãy giết Vincenzo. Jin Suk ra lệnh phải bắt sống Vincenzo mang về hành hạ. Hôm sau quản lý Choi mang đến cho Vincenzo một món quà, bên trong là súng và rất nhiều đạn. Vincenzo nói từ hôm nay ngày nào cũng sẽ có người phải chết. Khi anh trở về chung cư thấy các hộ dân đều xếp hàng chờ, mọi người đồng tâm hiệp lực muốn giúp Vincenzo tiêu diệt Babel. Vincenzo cũng rất cảm động trước lòng thành của họ. Phía Jin Suk lúc này ăn mặc thật đẹp, bởi hôm nay là ngày hắn cho đấu thầu tòa tháp Babel. Bất ngờ lúc này Vincenzo gọi đến. Vincenzo nói rằng hôm nay tao sẽ cho mày nếm sự nhục nhã, mỗi ngày tao sẽ phá hủy một quân cờ của mày. Nói xong hai người tắt máy. Vincenzo nói với Tehi trước tiên họ sẽ phá sập tháp Babel của Jin Suk kia. Phía Jin Suk cùng đàn em đã tới phiên đấu giá căn hộ tháp Babel. Nhiều lãnh đạo cấp cao cũng đã xuất hiện. Lúc này toàn bộ các cư dân Gegum Plaza đều mặc đồ đen. Họ giả làm vệ sĩ và nhân viên theo dõi xung quanh nơi tổ chức. Vincenzo cho hai người đẩy một chiếc bánh 3 tầng vào trong. Rất nhanh buổi lễ đăng ký căn hộ bắn đầu. Jin Suk đứng dậy giới thiệu các quan chức lớn, toàn chủ tịch tỉnh với cục trưởng các ngành. Mọi người đều tích cực đấu giá cái tầng mà mình thích nhất, bởi Jin Suk đang tặng quà hối lộ cho các quan chức này. Mỗi quan chức đều đưa ra các ưu đãi lớn nhất nếu họ nhận được căn hộ. Nào là miễn thuế, nào là miễn mọi giấy phép cho Babel. Đang khi mọi người hào hứng nhận căn hộ, bất ngờ có một kẻ bí ẩn bước vào khóa cửa bên trong. Hắn đẩy thẳng chiếc bánh 5 tầng lên giữa. Con mụ Hana nhìn thấy tên này liền sợ mất mật. Người này mở áo ra bên trong đầy bom. Hắn ta chính là kẻ được Hana thuê để giết bốn nữ chính lúc đầu. Tên này gạt chiếc bánh ra bên trong cũng toàn là bom. Đồng thời lúc này đồng hồ đếm ngược 10 phút. Hắn đe dọa tất cả phải nghe lời nếu không bom sẽ phát nổ. Thì ra trước đó người đàn ông này đã nhận lệnh từ Vincenzo với mục đích vạch trần tội lỗi của con mụ Hana trước mặt mọi người. Dù sao chỉ là bom giả nên tội không nặng.
Vincenzo hứa sau việc này sẽ cho anh ta ra nước ngoài và không truy tố vụ giết bố Tehi lúc trước. Quay lại hiện tại, người đàn ông đang đe dọa quan chức, ép tất cả phải cắt đứt mọi quan hệ với tên Jinsuk. Nhưng Jinsuk kêu có khi là bom giả. Người đàn ông vì muốn chứng minh đó là bom thật, liền nói trong 5 giây tòa tháp mô hình kia sẽ phát nổ. Hắn ta đếm ngược khiến ai cũng sợ hãi. Không ngờ sau 5 giây bom trên người hắn phát nổ mất mạng tại chỗ. Bây giờ thì tất cả đã loạn cào cào. Thì ra chính là Vincenzo đã kích nổ bom. Dù gì chính tên đó cũng là người giết bố của nữ chính. Tehi đau đớn nhớ lại hôm đó, cũng chính là hắn ta có mặt ở hiện trường, đúng là nợ máu phải trả bằng máu. Tại hiện trường, các quan chức sợ chết khiếp muốn phá cửa ra. Lúc này tất cả họ đều đồng loạt nhận được tin nhắn với nội dung quả bom trong bánh sẽ thổi bay cả căn phòng. Đương nhiên là do cô giáo hacker đã gửi tin nhắn. Nội dung tiếp theo ép tất cả các quan chức phải quỳ xuống sàn và nuốt hợp đồng đã ký cho Babel. Các quan chức sợ hãi tranh nhau đi lấy hợp đồng, vội quỳ xuống và nuốt hết vào bụng, thề rằng sẽ không bao giờ giao dịch với Babel nữa. Jinsuk ra sức ngăn cản, nhưng lúc này chẳng ai thèm nghe lời anh ta. Vincenzo ở nhà xem mà vui thú vô cùng. Màn kịch phá hủy tháp Babel ôi thật là dễ. Đồng hồ lúc này đếm ngược về những giây cuối. Vincenzo cho người mở cửa cho quan chức ra về. Mọi người cố gắng chạy ra trước khi bom phát nổ. Chỉ còn lại Jinsuk và ba người chưa kịp chạy. Nhưng hết giờ, quả bom chỉ xịt ra một đống nước. Jinsuk cay cú nhưng không thể làm gì. Nhưng tại sao kế hoạch này lại thành công dễ dàng như vậy? Hóa ra tất cả đều nhờ sự trợ giúp của tên em trai Giang. Hai người sau đó cùng chơi một trận khúc côn cầu. Không khí có vẻ hài hòa tốt đẹp. Thậm chí chủ tịch Giang còn bắt đầu coi Vincenzo là thần tượng của mình. Hôm sau Vincenzo lại họp các cư dân lại, tuyên bố cuộc chiến thứ hai bắt đầu. Bọn họ đem video hôm nọ tới đe dọa các quan chức cấp cao, yêu cầu các quan chức này rút lại giấy tờ phê duyệt xây dựng, đồng thời cho tăng cường an ninh quanh chung cư Gegen Plaza. Các quan chức có mặt hôm đó đương nhiên đều nghe lời hết. Bên này Jinsuk đã nhận được tài liệu từ các cơ quan cấp cao, đó là yêu cầu xét lại giấy phép xây dựng của tháp ba bờ. Jinsuk lúc này vô cùng đau đầu, thế là anh ta bắt đầu chơi bài tình cảm với em trai Giang. Nói rằng mẹ trước khi mẹ mất đã dặn anh phải chăm sóc em thật tốt. Thấy em trai có vẻ đã cảm động, Jinsuk liền nhân tiện giao vài công ty con của Babel cho chủ tịch Giang. Tên em trai mừng vui vỡ òa cảm ơn Jinsuk. Cùng lúc này, giám đốc luật đi gặp ứng viên tổng thống, tiết lộ tài liệu mật máy chém kia là Vincenzo đang giấu ở hầm vàng. Đương nhiên trong đó cũng có đầy tội danh của ứng viên tổng thống, nên ông ta cũng rất đau đầu muốn lấy được tài liệu mật này. Thấy vậy, giám đốc luật vội vàng quỳ xuống, lòng thề hứa sẽ trung thành với ứng viên tổng thống kia. Cùng lúc này, Jinsuk đã tập hợp được các quan chức cấp cao hôm nọ. Hắn an ủi rằng tháp ba bờ sẽ hoàn thiện đúng tiến độ, đồng thời đưa quà hối lộ cho họ là rất nhiều vàng. Các quan chức thấy vàng liền sáng mắt ra, trong đó có cả giám đốc của cục tình báo. Lát sau, giám đốc tình báo tới gặp Vincenzo. Hóa ra ông ấy với Vincenzo là cùng một phe cánh. Thì ra trước đây anh mật vụ báo cáo với giám đốc về tài liệu mật. Chỉ cần giám đốc có tài liệu máy chém này thì có thể thăng lên cấp cao hơn. Thế là giám đốc tình báo mới giả vờ đến hợp tác với Jinsuk hôm đó, để theo hắn ta về nhà riêng và nơi các quan chức khác đang nhận hối lộ. Ông dùng camera ẩn trong đồng hồ ghi lại hết các bằng chứng này. Họ sẽ dùng video này vào khi cần thiết. Đồng thời lúc này quản lý Choi cũng trở lại giúp sức cho mọi người. Sau đó giám đốc tình báo đến gặp cục trưởng cảnh sát, nói với anh ta không được cho người giết Vincenzo, bởi Vincenzo nắm trong tay bí mật của rất nhiều quan chức lớn. Những tài liệu mật này sẽ tự động bị tung lên mạng nếu anh ta chết đi. Lúc đó e rằng giang hồ sẽ dậy sóng lớn. Cục trưởng cảnh sát nghe xong liền đến gặp Jinsuk, yêu cầu Jinsuk không được động đến Vincenzo. Jinsuk nghe xong lập tức không hài lòng, còn tỏ thái độ coi khinh cục trưởng cảnh sát. Bất ngờ ông ta nói kẻ giết bố như người ta thích bắt lúc nào trả được. Nghe câu này mọi người bàng hoàng. Cục trưởng phong chức cho giám đốc luật lên làm viện trưởng văn phòng Nam Đông Bu, đồng thời ra lệnh Jinsuk từ chức để em trai lên nắm quyền tập đoàn tạm thời. Nghe câu này Jinsuk méo mặt nhưng không dám chống đối. Sau vụ đó, giám đốc luật và chủ tịch Giang liền đi ăn mừng. Họ ấm ức đã rất lâu rồi, hôm nay mới được vui như vậy. Giám đốc Han vô tình tiết lộ Interpol trong vòng 24 giờ sẽ đến đây bắt Vincenzo về Ý. Đợi Vincenzo đi rồi, bọn họ sẽ lại phá hủy Gegen Plaza và lấy tài liệu mật ra. Chủ tịch Giang nghe xong liền rất vui mừng, không thể không khen ngợi sự thông minh của giám đốc Han. Thậm chí trong lòng chủ tịch Giang có một chút tự mãn, ảo tưởng sẽ đánh bại tên anh trai mình. Hôm sau hắn ta gọi điện cho Vincenzo nói rằng cần gặp, có chuyện gấp. Cũng là lúc cảnh sát quốc tế đã tới sân bay. Lát sau chủ tịch Giang và Vincenzo gặp nhau trên sân khúc côn cầu. Đây là địa điểm báo trước nên cảnh sát quốc tế rất nhanh ập tới. Chủ tịch Giang giả vờ chạy vòng quanh Vincenzo, sau đó đột nhiên rút súng chĩa vào anh ấy. Không ngờ Vincenzo đã đoán trước nên cũng chĩa súng lại. Khi hai người đang lên đạn chuẩn bị bắn nhau, cảnh sát quốc tế bất ngờ ồ ạt xông vào. Trong lúc Vincenzo bị phân tâm, chủ tịch Giang bất ngờ nổ súng bắn vào tim nam chính. Vincenzo đau đớn khi biết chủ tịch Giang phản bội mình, anh đổ gục xuống nằm trong vũng máu, nước mắt rơi rồi tắt lịm đi. Một cảnh sát đến gần xác nhận Vincenzo đã chết. Không ngờ Vincenzo đột nhiên bật dậy phản công, anh dùng súng khống chế ép những người khác bỏ súng xuống, sau đó bắn chết vài cảnh sát nội gián của tập đoàn Babel. Vincenzo nói với tên đầu mưu rằng
các người tự xử lý mấy thi thể đồng đội rồi sẽ được về nhà. Đồng thời Vincenzo cũng bảo chủ tịch Giang về nói với Jinsook, từ sau đừng làm mấy chuyện vô bổ này. Vincenzo tha mạng nhưng vẫn bắn một phát vào tay của chủ tịch Giang. Chủ tịch Giang nằm viện kể lại mọi chuyện cho Jinsook. Đương nhiên Jinsook không thể hiểu tại lần này Vincenzo lại thoát được. Chủ tịch Giang giả ngu không biết gì, nhờ thế mà đã lừa được Jinsook. Thì ra trước đó chủ tịch Giang đã báo trước cho Vincenzo. Nhờ vậy nam chính mặc áo chống đạn và bố trí người mai phục trước. Khi trên sân băng Vincenzo khống chế một con tin cảnh sát, sau đó cho người mang ra bằng chứng phạm tội của Paolo, cộng thêm bằng chứng về công ty Gia Sơn rửa tiền. Làm nhiệm vụ này các anh chắc chắn sẽ được thăng cấp, đồng thời sau này tôi sẽ trả công bội hậu cho các anh. Nhờ vậy mà Vincenzo đã thoát nạn hôm đó. Sau việc này chủ tịch Giang càng ngưỡng mộ Vincenzo, khi rời đi còn chủ động xách đồ không nỡ để Vincenzo cầm một cái gì, vì để tránh Jinsook nghi ngờ phản bội. Chủ tịch Giang yêu cầu nam chính bắn vào tay mình, dàn dựng cảnh mình cũng bị thương khi bắt Vincenzo. Về nhà Vincenzo họp cùng các đồng đội, mục tiêu của họ lần này là hạ hết các quân cờ của Jinsook, cũng chính là chặt hết các cánh tay quan chức đứng sau hắn đi. Rất nhanh sở trưởng Trang nhận được video nhận hối lộ của ông ta tại nhà Jinsook. Jinsook nhắn tin hẹn gặp tại quán cà phê. Sở trưởng Trang đến nơi đã thấy nhiều quan chức khác cũng có mặt, giám đốc tình báo giả vờ cũng không biết chuyện gì. Lúc này loa của quán đột nhiên phát âm thanh họ nhận hối lộ. Các quan chức đồng loạt phát hoảng, mọi người ồ ạt yêu cầu tắt âm thanh đi, nhưng cô giáo không tắt mà còn tăng lên nữa. Sở trưởng hết cách đành rút kích điện. Sau đó sở trưởng gọi điện chất vấn Jinsook tại sao làm như vậy, tại sao lại quay video rồi chơi điều họ như thế. Jinsook cố giải thích không phải mình, nhưng sở trưởng không tin và tắt máy đi. Tất cả những việc này đương nhiên là Vincenzo làm. Đây chính là chiến thuật ly gián kẻ địch. Đồng thời hai người đứng trước truyền thông, tuyên bố vừa nộp đơn kiện việc xây dựng tháp Babel tới tòa án. Jinsook lúc này đang ở nhà riêng, tìm khắp nơi vẫn không thấy thiết bị ghi âm nào. Hắn đoán rằng nhất định là Vincenzo đã giở trò bằng cách nào đó. Trong khi Jinsook đang vô cùng khổ não, ác quỷ Hana bên cạnh nhận được tin Tae-hee vừa khởi kiện tập đoàn Babel. Đồng thời Vincenzo gọi điện cho giám đốc Han, yêu cầu tối nay gặp mặt không thì ông ta sẽ phải chết. Buổi tối hai người gặp mặt, giám đốc Han hỏi rốt cuộc cậu muốn cái gì. Vincenzo nói tôi muốn lấy mạng chó của anh. Giám đốc nghe xong vội vàng đập bàn ghế. Ông ta tinh tướng gọi cả đống vệ sĩ vào. Vincenzo đơn giản rút súng bắn gãy hai chân hai vệ sĩ. Giám đốc Han sợ đến ỉa ra quần. Đám vệ sĩ không ai có súng nên bị Vincenzo đuổi ra ngoài hết, chỉ còn lại một mình giám đốc Han ở lại. Ông ta kinh hãi quỳ gối cầu xin tha mạng. Cùng lúc đó có Jinsook đang ngủ ở nhà. Đột nhiên có ba kẻ mặc đồ đen cầm hung khí xâm nhập, vừa đánh vừa nói là sở trưởng Trang cử đến, muốn dạy cho Jinsook một bài học vì dám quay video ông ta. Jinsook sợ hãi bỏ chạy bán sống bán chết, nhờ nấp vào một bờ đá nhờ vậy mà thoát nạn. Lát sau Hana cùng em trai đến an ủi. Jinsook cay cú sẽ xử lý hết đám quan chức này. Cùng lúc đó Vincenzo đang tận hưởng ly rượu vang đỏ. Kế ly gián này thật là hay quá. Cùng lúc đó quản lý Choi của Vincenzo cũng bị truy đuổi. Anh ta bị đánh gục rồi đưa đến trước mặt nghị sĩ Park. Thì ra nghị sĩ Park là tay sai của ứng viên tổng thống. Hắn muốn bắt quản lý Choi giúp mình lấy tài liệu mật kia. Quản lý nói hiện nay mống mắt để mở đã bị mất rồi, giờ chỉ còn cách tìm được hacker đã lập trình nó may ra mở được. Sáng hôm sau Jinsook bị thương tập tễnh đi làm, xung quanh là 10 vệ sĩ. Bất ngờ một nhóm áo đen xông tới hạ gục đám vệ sĩ này. Chúng rút súng ra, may rằng Jinsook kịp vào ô tô bỏ chạy. Chiếc xe phóng ra ngoài vẫn bị sát thủ bắn theo. Bây giờ thì Jinsook không chịu nổi nữa rồi. Giám đốc Han lúc này theo lệnh Vincenzo, anh ta khuyên con mụ Hana rằng chỉ có một nơi an toàn tuyệt đối, đó chính là nhà tù. Hana đã chuyển lời đề nghị của đại diện Han đến Jinsook, khuyên Jinsook tạm thời vào tù lánh nạn vài tuần. Quả nhiên ngày hôm sau Jinsook đã bị bắt vì tội trốn thuế. Trước khi bị bắt đi anh ta nói với em trai hãy tiếp tục mọi chuyện. Không ngờ chủ tịch Giang không còn ngoan ngoãn nghe lời hắn nữa. Cậu em nói sẽ dừng tất cả các dự án, đồng thời tuyên bố trực tiếp đối đầu với anh trai, khiến Jinsook cay hơn bị cắt lông ấy. Sau khi Jinsook bị bắt đi, việc đầu tiên chủ tịch Giang làm là mời Vincenzo đi ăn tối. Bây giờ hắn luôn nhìn Vincenzo với con mắt đầy áp ngôi sao. Vincenzo tò mò tại sao cậu ta liều mạng giúp đỡ. Chủ tịch Giang trả lời vì Vincenzo trông rất giống anh trai của mình, ở trước anh tôi cảm thấy rất thoải mái. Hắn vui vẻ gọi Vincenzo là anh trai. Vincenzo cũng miễn cưỡng đồng ý. Phía Jinsook ngày ngày cay cú trong tù. Bỗng một hôm Vincenzo đến thăm hắn ta. Anh nói ra sự thật như tạt một gáo nước lạnh. Những người đuổi theo mày hôm trước không phải là người của sở trưởng Trang. Người của tao đuổi theo không phải để giết mày, mà là để mày cảm thấy sợ hãi vì nguy hiểm tính mạng. Đồng thời tao đã khống chế giám đốc luật Han để ép ông ta khuyên mày phải tù lánh nạn, và kết quả mày đã mắc bẫy tao rồi. Jinsook cay cú thách thức Vincenzo, nếu thích thì ngày mai tao sẽ ra tù. Nhưng bất ngờ Vincenzo rút ra một chiếc USB, đây là bằng chứng trốn thuế của mày, với bằng chứng này mày sẽ ngồi tù ít nhất một tháng nữa. Nói xong anh đứng dậy rời đi, để lại Jinsook cay cú đập phá đồ đạc. Cùng lúc này bạn thân của Vincenzo tự ý đến gặp, anh ta báo tin gia đình Cassano đang bị đối thủ truy sát. Paolo vì đang trốn cảnh sát nên không thể làm gì, người bạn cầu xin Vincenzo trở về ý cứu lấy gia tộc Mafia. Trước khi rời đi nam chính gọi điện cho quản lý Choi nhưng anh ta không nghe máy. Thì ra quản lý đang bị nghị sĩ Park giam giữ, đồng thời đã tìm ra 4 người viết bảo mật cho kho vàng. Một trong số đó là cô giáo đang ở Gegeum Plaza.
nghị sĩ vui mừng vì sắp đạt được mục đích. Buổi tối Vincenzo vừa lên máy bay rời khỏi, người của nghị sĩ Park đã bắt mọi người ở Gegum làm con tin. Chúng uy hiếp giáo viên phải mở tầng hầm bí mật, cô giáo buộc phải làm theo hướng dẫn để mở cửa hầm. Sau một hồi bẻ mã khóa bằng lập trình ngược, cánh cửa hầm thành công mở ra. Nghị sĩ Park leo xuống kho vàng, nhưng kỳ lạ hay kho vàng đã hoàn toàn trống rỗng. Đợi khi trèo lên, nghị sĩ Park mắng mỏ quản lý choi lừa mình. Nhân cơ hội này cô giáo vùng lên bỏ chạy. Hai nhà sư thì liều mình ngăn cản để kéo dài thời gian. Cô giáo vừa chạy vừa hét ầm lên có cướp. Tehi cùng quản lý kịp thời chạy ra. Cũng là lúc đội áo đen của nghị sĩ Park đã tới. Ba mạng người trước bọn này thật sự bé nhỏ. Đám áo đen xông lên tấn công Tehi. Đột nhiên có người bẻ gãy cổ tay của hắn. Vincenzo như một vị thần đã xuất hiện trở lại. Anh ném hắn bay ra khỏi cửa sổ một cách dễ dàng. Tehi hỏi tại sao anh còn chưa đi. Vincenzo trả lời vì anh quên mang theo quần xịt. Đám xã hội không nói nhiều cầm gậy lên phang nhau tới tấp. Vincenzo một mình phải đấu với 100 người. Tuy rằng ban đầu anh chiếm lợi thế, nhưng cứ kéo dài thời gian sức lực sẽ bị cạn kiệt. Vincenzo chả mấy chốc đã dính nhiều đòn. Đúng lúc nguy cấp thì các hộ dân ồ ạt xuất hiện. Mọi người cùng hợp lực xông lên chiến nhau với chúng. Ông chú trước đây từng là tay kéo tia chớp. Ông anh đội mũ thì là đô vật quỷ. Chị gái không ngờ vậy mà lại là vận động viên cử tạ. Hóa ra cư dân ở Gegum Plaza toàn các anh hùng ẩn danh, cộng thêm cả anh đặc vụ tình báo. Họ hợp lực đánh cho đám cảnh sát mặc thường phục tan tành. Vincenzo tiến lên trước mặt. Nghị sĩ Park thấy vậy rất coi trọng Vincenzo muốn hợp tác, nhưng Tehi từ sau phang cho hắn một gậy ngất lịm. Sau vụ đó các hộ dân tập hợp lại ăn mừng. Quản lý choi hỏi rốt cuộc vàng đã được chuyển đi đâu. Hóa ra 10 ngày trước hai nhà sư đã phát hiện căn hầm bí mật trong chùa. Họ gọi Vincenzo đến và anh đành phải thừa nhận sự thật. Tôi chính là chủ của kho vàng này. Dưới sự giúp đỡ của giáo viên, cửa hầm thành công được mở. Mỗi ngày bọn họ dùng vali chuyển vàng. Mỗi người tay xách nách mang những thỏi vàng đi giấu nơi khác. 16 tấn vàng thành công chuyển đến một nơi bí mật. Còn về vấn đề xử lý việc gia tộc ở Ý, Vincenzo đã dùng tiền sắp xếp ổn thỏa. Lát sau nghị sĩ Park tỉnh dậy từ thùng rác. Anh ta dù gì cũng là trợ lý của ứng viên tổng thống Đại Hàn. Nghị sĩ Park họp cùng mấy người của Babel. Họ lo lắng Vincenzo sẽ đưa ra nhiều chứng cứ tại vụ kiện tập đoàn sắp tới. Vụ kiện diễn ra thì cả bốn chúng ta đều sẽ vào tù. Công tố viên Dung đề nghị hãy thăng chức cho tôi lên vụ trưởng. Tôi sẽ có cách để hoãn vụ án này. Nghị sĩ Park liền đồng ý thăng chức vụ trưởng cho anh ta. Quả nhiên hôm sau một thông báo được gửi đến Nam Chính. Tòa án tối cao ra lệnh tạm dừng vụ kiện đến sau bầu cử. Đến nước này Vincenzo đành phải dùng đến tài liệu máy chém. Trước tiên anh giả làm tài xế bắt cóc thẩm phán tòa án tối cao. Sau đó đưa ông ta ra bờ sông hoang vắng. Thẩm phán giật mình khi nhận ra tài xế là Vincenzo. Nam Chính rút súng ép ông ta đi xuống. Sau đó dọa sẽ lột da ông này để đắp lên bia mộ. Đồng thời dùng tài liệu máy chém để dọa ông ta. Ép ông phải để vụ kiện Babel diễn ra bình thường. Đồng thời phải xét xử một cách công bằng nhất. Tên thẩm phán tối cao đương nhiên chỉ có thể nghe theo. Đến buổi sáng diễn ra vụ kiện tập đoàn, chủ tịch Giang cũng không còn ẩn mình nữa. Anh ta thản nhiên đến ngồi cạnh Vincenzo. Khi thẩm phán xuất hiện, tất cả đều đứng dậy chào. Riêng cư dân của Gegum Plaza vắt chân chữ ngũ. Thấy vậy chủ tịch Giang cũng ngồi xuống theo. Thẩm phán tuyên bố buổi xét xử bắt đầu. Vincenzo là nhân chứng cho bên nguyên đơn. Anh lấy ra một đoạn video làm bằng chứng, trong đó phát lại các quan chức nhận hối lộ vàng tại nhà Jin Suk, kèm theo video khung cảnh hỗn loạn tại hội trường khi bị cài bom. Ác quỷ Hana là luật sư đại diện cho tập đoàn. Xem video khiến mặt bà ta đần thối. Khi tòa tạm nghỉ, Vincenzo khóa chặt vụ trưởng Dung trong nhà vệ sinh, yêu cầu hắn ta chống lại tập đoàn Babel. Nếu không đừng trách Vincenzo khi lấy mạng hắn. Nói xong anh cắp đít rời khỏi. Sau lần xét xử sơ thẩm, tin tức các quan chức đều bị điều tra triệt để lên TV. Tòa tuyên bố hủy quyền sở hữu của tập đoàn Babel với Gegum Plaza. Các dân cư được làm chủ tòa nhà vui mừng không xiết. Đồng thời chủ tịch Giang cũng ra lệnh hủy việc sản xuất thuốc giảm đau gây nghiện. Ông Han cầu xin chủ tịch Giang nói giúp với Vincenzo tha mạng cho hắn, nhưng chủ tịch Giang lập tức chối từ, còn nói rằng anh tự lo cho bản thân mình đi. Cùng lúc này Vincenzo lại thăm Jin Suk trong tù. Anh cho hắn xem ảnh mô hình tháp Babel sụp đổ. Thì ra trước đó Vincenzo đã đến phòng riêng hắn ta, trực tiếp dùng súng bắn nát mô hình tòa tháp, đồng thời chụp ảnh lại để cho hắn xem. Tâm huyết của Jin Suk cả đời đã bị phá hủy. Anh ta nói với Vincenzo, nếu mình có thể ra tù, tao sẽ trở thành một sát thủ máu lạnh như hồi còn nhỏ. Người đầu tiên anh ta sẽ giết chính là Vincenzo. Vincenzo mặc kệ hắn rồi rời khỏi. Phía giám đốc Han tìm đến vụ trưởng Dung, cầu xin anh ta cho mình ngồi tù 3 tháng. Ở bên ngoài tôi sợ Vincenzo sẽ đến giết tôi. Vụ trưởng Dung cũng đến là khó hiểu tại sao đợt này ai cũng muốn vào tù. Phía Vincenzo đề nghị chủ tịch Giang hãy ra nước ngoài ở ẩn một thời gian, bởi vì sắp tới Jin Suk ra tù, khả năng mục tiêu đầu tiên hắn giết sẽ là cậu đó. Nhưng chủ tịch Giang lại không muốn rời khỏi. Ngay từ lúc đầu em đã liều mạng như thế rồi mà. Hơn nữa em có Vincenzo bảo vệ thì sợ gì chứ. Vincenzo cũng khuyên Tehi hãy dừng tại đây. Giai đoạn cuối này hãy để một mình anh xử lý. Không ngờ Tehi cũng rất cứng đầu. Cô biết rằng luật pháp bây giờ không thể tin nổi, nên nhất mực muốn đấu tranh với ác nhân Jin Suk tới cùng. Bên này ác quỷ Hana cũng đã nghĩ ra cách có thể cứu Jin Suk. À, chấp nhận gánh mọi tội lỗi và vào tù thay cho Jin Suk kia. Ngay trong đêm đó Hana cùng công ty dốc toàn lực làm chứng cứ giả, sau đó đưa chứng cứ này cho nghị sĩ Park. Cùng lúc này vụ trưởng Dung ăn mừng vì vừa thả hết các quan chức điểu cáng.
hắn ta vẫn không nghe lời mà cố tình chống lại Vincenzo. Khi anh ta rời khỏi bữa tiệc ra sảnh hút thuốc, Vincenzo bất ngờ xuất hiện ở đây, một tay bóp cổ tên này thật chặt cho hắn ngất lịm. Khi hắn tỉnh lại đã thấy mình trên sân thượng tòa nhà. Vincenzo hỏi tại sao đã cho cơ hội mà lại không nghe, thật không xứng đáng sống trên đời nữa. Rất nhanh vụ trưởng Dung rơi xuống mất mạng. Jinsuk và Hana biết rõ là Vincenzo đã ra tay, còn mụ nói với Jinsuk về kế hoạch nhận tội thay của mình. Jinsuk cảm động hứa với cô ấy, khi ra tù cái ghế phó chủ tịch tập đoàn Ba Bờ sẽ là của cô. Jinsuk đề nghị việc hắn ra tù phải giữ bí mật, để tao có thể âm thầm ám hại nhiều người. Rất nhanh Hana bị bắt theo đúng kế hoạch, bà ta thành công vào tù thay cho Jinsuk, đồng thời Jinsuk cũng lặng lẽ được thả ra tù. Hắn tự hứa sẽ lần lượt giết từng người một. Bên này hết giờ làm việc, Tehi chia tay Vincenzo để về. Cô không hề biết Jinsuk đã âm thầm theo dõi. Đợi khi Tehi về tới hầm gửi xe, rất nhanh đã bị các sát thủ áo đen bắt mất. Mặt khác, chủ tịch Giang đang làm việc một mình tại văn phòng. Jinsuk bất thình lình xuất hiện khiến em trai không kịp phản ứng. Hắn ta rút súng ra chuẩn bị bắn em trai, nhưng đột nhiên lại thay đổi đánh ngất cậu ấy. Vincenzo ở nhà gọi điện mà Tehi không nghe. Đồng thời cửa sổ có một bóng đen bí ẩn. Anh thận trọng mang theo súng ra ngoài, nhưng khi mở cửa lại không có ai cả. Nhìn khắp nơi chỉ có một phong bì trên đất, bên trong chứa đồ trang sức dính máu của Tehi. Cùng lúc này chủ tịch Giang tỉnh lại cùng Tehi ở nhà Jinsuk. Thì ra hắn bắt hai người để dụ Vincenzo tới đây. Tehi chửi hắn là con súc vật biến thái. Ngay từ đầu cậu không nên được sinh ra trên đời. Vậy mà tên điểu Jinsuk vẫn tỏ tình với Tehi, đủ để thấy hắn khắm lọ đến mức cạn lời. Ngay sau đó hắn gọi điện cho Vincenzo, yêu cầu Vincenzo phải một mình đến nhà của hắn. Vincenzo lòng nóng như lửa đốt phóng đi như điên. Rất nhanh một mình đã tới hang cọp. Khi Vincenzo vào trong, Jinsuk liền dùng súng khống chế. Hắn ép chủ tịch Giang phải dùng gậy đánh Vincenzo thì sẽ được tha mạng. Sau đó hắn quay sang vào mặt Tehi, túm tóc bắt cô phải im mồm rồi hắn lên đạn. Thấy tình thế nguy cấp, Vincenzo vội vàng quỳ xuống. Anh kêu cậu Giang mau đánh mình. Chủ tịch Giang đứng dậy xin lỗi Vincenzo. Cậu hướng gậy về nam chính nhưng bất ngờ quay sang đánh anh trai. Kết quả bị Jinsuk bắn đạn vào người. Cậu Giang hy sinh bản thân để kéo dài thời gian cho nam chính cứu Tehi. Ngay lúc hai người chưa kịp rời đi thì Jinsuk bắn đạn về họ. Không ngờ Tehi đã đứng ra chắn đạn thay cho nam chính. Tehi từ từ ngã xuống sàn nhà trong vòng tay Vincenzo. Ngay lúc hắn định bắn nam chính, chủ tịch Giang đứng dậy ôm súng vào người mình. Cậu tha thiết cầu xin anh trai dừng lại. Không ngờ Jinsuk mất nhân tính bắn thẳng vào bụng em trai. Chủ tịch Giang mất mạng ngã xuống. Jinsuk quay sang bắn Vincenzo nhưng súng hết đạn. Tên đều biết không phải đối thủ nên vội vàng qua cửa bỏ trốn. Vincenzo gọi xe cứu thương nhưng đã muộn. Chủ tịch Giang trước khi chết liền nhận Vincenzo là anh trai. Nó xong từ từ nhắm mắt tắt thở. Jinsuk lúc này đã lái xe đến bờ biển. Hắn ta ném súng xuống biển phi tang chứng cứ. Tehi may mắn sống sót vì đạn chỉ găm vào vai. Vincenzo thật sự vui không thể tả. Anh tâm sự ngày mai anh sẽ rời Hàn Quốc. Đây có lẽ là đêm cuối cùng anh và Tehi ở bên cạnh nhau. Hôm sau tin tức Jinsuk giết em trai lên báo. Còn mụ Hana cảm thấy cực kỳ là điên. Vincenzo đưa điện thoại của chủ tịch Giang cho anh mật vụ, đồng thời đưa cả tài liệu máy chém, dặn dò mật vụ hãy dùng nó vào việc chính nghĩa. Cùng lúc này luật sư đưa văn bản lời khai nhận tội. Đại diện Han đang định ký để vào tù thì Vincenzo gọi tới. Nam chính nói sẽ tha mạng nếu ông nghe lời. Bằng mọi giá hãy đưa ác quỷ Hana ra ngoài trong vòng 3 tiếng. Đại diện Han sợ vãi ra quần lập tức làm theo. Cùng lúc này Jinsuk đang lẩn trốn đã mua thêm súng. Hắn bỏ tiền thuê rất nhiều sát thủ để giết Vincenzo. Bản thân cũng đi cùng để tận mắt chứng kiến. 2 tiếng sau ác quỷ Hana đã được thả ra. Con mụ hoàn toàn không hiểu gì cả. Đúng lúc này Vincenzo gọi điện thông báo rằng hôm nay là ngày chị phải chết. Hana mặc kệ cứ lên xe để về, hoàn toàn không để ý người của mình đã theo dõi phía sau. Thì ra Vincenzo làm như vậy để từ bà ta tìm ra vị trí Jinsuk. Rất nhanh bà ta về nhà lấy ra một điện thoại bí mật, sau đó dùng nó gọi điện cho Jinsuk. Jinsuk ra lệnh mau đến công ty để thu dọn tài sản. Anh ta sẽ nhắn cho mật khẩu máy tính và mật khẩu ngân hàng, nhờ Hana chuyển tiền sang tài khoản ảo. Cùng lúc này anh đặc vụ đã tìm ra vị trí của Jinsuk và báo cho Vincenzo. Vincenzo theo vị trí trên bản đồ lập tức di chuyển. Nhưng lúc này Jinsuk đã dẫn sát thủ tới chỗ đại diện Han. Hắn cho hai sát thủ đâm dao kết liễu ông ta tại chỗ, sau đó lên xe cùng Jinsuk rời khỏi. Chiếc xe đi vụt qua mặt Vincenzo mà anh không biết gì. Vincenzo lập tức quay xe lại đuổi theo Jinsuk. Lát sau Jinsuk cùng sát thủ vào một căn hầm. Vì hầm không có sóng nên Vincenzo cũng mất tín hiệu. Cùng lúc này con mụ Hana cũng đã thành công lấy hết tiền. Ả báo với Jinsuk đã chuyển hết tiền vào tài khoản ảo. Cô ta cùng vệ sĩ chuẩn bị rời đi đến sân bay. Ai ngờ chưa kịp đi thì Vincenzo đã ngồi đợi sẵn. Ả chạy ra gọi vệ sĩ nhưng họ đã bị xử lý hết rồi. Vincenzo ném ra hộ chiếu của Ả, nói rằng số tiền mà cô ta chuyển từ tài khoản Jinsuk đi, thực tế đã vào tài khoản của Vincenzo hết rồi. Thì ra Vincenzo biết trước điều này, nên nhờ cô giáo thay tài khoản nhận tiền của anh vào đó. Nhờ vậy cướp được toàn bộ số tiền của Jinsuk chuyển đi. Cảnh sát lúc này cũng nhận được báo án Hana bị bắt cóc. Họ lập tức phát lệnh truy nã Vincenzo. Lúc này con mụ Hana đã bị đưa đến một nhà kho hoang vắng, bàn chân bị dính vào sàn gỗ vô cùng thê thảm. Dưới sự tra hỏi của Vincenzo, Hana khai thật đến nay đã giúp Jinsuk giết hơn 60 người. Vincenzo nhìn con mụ ác quỷ trước mặt, không nói nhiều liền vặn vòi phun xăng lên người bà ta.
con mụ cầu xin được chết bằng đạn, nhưng Vincenzo đã bật lửa lên ném về phía sau, để cho con ác quỷ chết cháy vô cùng thảm thiết. Kẻ ác nhất phim cuối cùng cũng bị trừng phạt. Lúc này anh mật vụ báo vị trí của Jin Suk cho Vincenzo, đồng thời các hộ dân ở chung cư cũng lên đường để ngăn Jin Suk bỏ trốn. Jin Suk lúc này đang ở bến tàu, hắn chưa kịp chạy ra nước ngoài thì bốn người bên mình đã tới. Hai bên lập tức lao vào cận chiến với nhau, người ở chung cư bên mình toàn cao thủ đại nội, lần lượt hạ gục từng kẻ địch bên phía đối phương. Anh đội mũ lao vào khóa cổ Jin Suk, nhưng bị hắn rút dao đâm vào đùi anh. Jin Suk đâm chốt hạ vào ngực rồi rút súng hướng về ba người. May mắn thay Vincenzo đến bắn vào chân hắn, Jin Suk cố vớ lấy khẩu súng liền bị bắn một phát nữa. Chú già căm giận sút ngất Jin Suk, anh đội mũ lúc này mất máu sắp tắt thở, cố gắng nói với Vincenzo mong ước cuối cùng, đó là muốn Vincenzo là cha đỡ đầu của con anh ấy. May mắn thay đại ca có mang theo bộ cứu thương, nhờ sơ cứu kịp thời mà anh ta giữ được mạng sống. Đúng lúc này cảnh sát đã tới gần, Vincenzo nhét Jin Suk vào xe của mình nhanh chóng rời khỏi. Không may xe cảnh sát đã dí theo ngay phía sau, nhưng xe bên mình chặn được giả vờ có người cần cấp cứu. Nhờ vậy mà Vincenzo kịp thời thoát đi. Phía Jin Suk tỉnh dậy phát hiện bản thân bị trói vào ghế. Trước mặt là Vincenzo đang nghịch bật lửa, có một cái khoan điện đặt trước mặt Jin Suk. Vincenzo nói đây là một trò của mafia nước Nga, gọi là ngọn giáo chuộc tội. Vincenzo kích hoạt bàn đạp cho mũi khoan từ từ tiến lên, đến sát ngực Jin Suk thì mũi khoan dừng lại. Từ bây giờ cứ 10 phút mũi khoan sẽ tiến thêm 1 mm, nó sẽ hành hạ mày như vậy suốt đêm đến trưa ngày mai. Có lẽ lúc đó mày mới thủng phổi để mà chích được. Jin Suk sợ hãi cầu xin được chích sớm hơn, nhưng Vincenzo thật sự không thể tha thứ cho con ác quỷ này. Anh vô cảm ấn công tắc tự động trước mặt, rồi tháo đồng hồ của hắn như cách hắn vẫn làm với các nạn nhân. Vincenzo sau đó rời khỏi, để mặc cho Jin Suk gào thét trong vô vọng. Mũi khoan điện xoáy dần vào ngực hắn ta. Cứ như vậy Jin Suk từ từ cảm nhận sống khổ cho đến chết. Khi mọi chuyện kết thúc, Vincenzo muốn gọi cho Tehi, nhưng suy nghĩ một hồi cuối cùng lại tắt máy. Có lẽ vì sợ rằng cuộc gọi của mình sẽ đem đến rắc rối cho cô. Vincenzo vội vàng đến nơi hai mật vụ chờ sẵn. Anh mật vụ đưa xe hộ chiếu đã chuẩn bị cho anh, còn nói chỉ 30 phút nữa là máy bay khởi hành. Vincenzo vội vàng rời đi, nhưng chưa kịp đi thì Tehi bất ngờ xuất hiện. Cô mặc kệ nỗi đau vẫn đến gặp Vincenzo lần cuối. Hai người ôm nhau thắm thiết không nỡ nói lời từ biệt. Sau đó Vincenzo vẫn phải rời đi. Đồng thời đến trưa hôm sau Jin Suk cũng sắp mất mạng. Còn chút hơi thở cuối cùng hắn nhìn con quạ. Con quạ chờ từ lâu bay đến ăn thịt hắn ta. Một năm sau tập đoàn Ba Bell đã bị nhà nước thu hồi. Đây chính là kết thúc của một gã khổng lồ vì làm ăn phi pháp. Vụ án của người bảo mẫu cũng được lật lại. Mẹ của Vincenzo được minh oan sau khi đã qua đời. Một năm sau Tehi nhận được bưu thiếp của Vincenzo, kèm theo vé đến Ý tham quan nhân dịp ngoại giao giữa hai nước Hàn Ý. Tehi lập tức bay đến đại sứ quán Hàn Quốc ở Italia. Một người đàn ông từ sau tiếp cận cô ấy, không ai khác chính là Vincenzo, người mà cô ấy ngày đêm mong nhớ. Vincenzo hiện là chủ của gia tộc Cassano, anh đã dùng một số thỏi vàng để mua một hòn đảo. Số còn lại được cất giấu trong nhà Tehi. Tất cả các cư dân Gegum Plaza cùng chia nhau đều số vàng đó. Khi hai người chuẩn bị chia tay, Vincenzo bước tới hôn Tehi một nụ say đắm. Họ hẹn ước mỗi năm sẽ gặp nhau một lần tại đại sứ quán này. Cuối cùng thì Vincenzo cũng phải rời đi với đoàn ngoại giao. Anh và Tehi không nói lời tạm biệt. Hai người họ có một tình yêu không nói thành lời. Vincenzo dùng cái ác để trừng trị cái ác. Anh sẵn sàng chấp nhận cái giá không được sống như người bình thường, đổi lại đã cứu thoát được bao người vô tội. Có lẽ đây là mẫu nam chính được rất nhiều người yêu thích. Phim tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy sao thì để lại bình luận cho mình biết nhé. Bye bye! Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để mình biết nhé. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye!